Thank you hello xin chào tất cả các chị nhà mình đang vào livestream của nhà mát vào tối ngày hôm nay các chị mình nha hôm nay thì sẽ có bạn như này và em an hoài sẽ đồng hành với các chị mình ở trong live ngày hôm nay thì chắc chắn là hôm nay sẽ có một cái chương trình bùng nổ siêu hot cho các chị mình đây ạ thì không biết là cái chương trình bùng nổ là cái gì thì chắc là em... em như sẽ bật mí nha thì ngày hôm nay là em thấy là có rất rất là nhiều mẫu xinh luôn hứa hẹn với các chị không à, đừng có bỏ lỡ cái livestream này hôm nay em có như có gì ta có đầm nè ừ rồi. rồi là có váy rồi là váy dài váy xích ly rồi là có những cái mẫu mà ôi đẹp quá thực sự không diễn tả được hết nhưng mà quan trọng là cái gì các chị giá cực kỳ hấp dẫn và ngày hôm nay em có một cái sản phẩm mà những cái sản phẩm này giá nó chỉ bao nhiêu 70 bảy mươi bảy ít bảy ít thôi bảy bảy sáu luôn nó luôn rồi đó là 76 k thôi các chị ơi nha ngày hôm nay không những là chín tám chín k là các chị đã hào hứng rồi mà ngày hôm nay em như với chị hỏi là có những cái sản phẩm là có giá là chỉ có 76 k thôi và vẫn cái chơi game bình thường thôi các chị yêu ha ở hôm nay thì sẽ có những cái mức giá deal cực kỳ hời cho các chị mình từ chỉ từ 76k các chị mình nha Và hôm nay mình sẽ được free ship tất cả các đơn hàng từ 300 ngàn Và em sẽ có tặng thêm cho các chị mình cái voucher đó là giảm trực tiếp 50 ngàn Và cộng thêm free ship khi các chị mình mua hóa đơn từ 495 ngàn Hóa đơn từ 695 ngàn hoài free ship và tặng kèm các chị mình một voucher giảm giá 100k Và nếu như hóa đơn của mình 995 ngàn em tặng kèm hóa đơn À, cho các chị mình đó là cái voucher giảm giá trực tiếp 200 trăm ngàn kèm cho em hoài đó là free ship các chị mình nhá đấy là cái chương trình rất là ưu đãi ở trong livestream ngày hôm nay thì hiện tại là chị nào này đang ở trong livestream cùng mác và đang xem livestream cùng hoài và như thì nhanh tay comment tương tác của em hoài và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chương trình mini game đầu live luôn nha. Dạ đúng rồi các chị ơi, ngày hôm nay không biết là mình có gì wow. À? Hay là mình tặng áo trước đi Xuất sắc luôn Trời rồi. ơi, cái mẫu áo rất là xinh Đây là món quà đầu năm nay, Hoài và Bạch Như sẽ quyết định tặng các chị mình một chiếc áo rất là xinh nha Áo này là treo lên thôi là uhm. thấy rất là đẹp rồi Nhưng mặc lên là siêu xuất sắc các chị mình nha Bây giờ thì các chị nào mình ơi, nếu như mình đang muốn chơi game rồi thì nhanh tay comment cho chị em Hoài đó là săn quà đi các chị mình ơi, ừ. săn quà kèm tác ba người bạn vào xem livestream cùng nhà mát và nhớ là chia sẻ livestream cho em ít nhất là ba lần lên trang cá nhân để cho nó công khai. Mình có quyền được chia sẻ lên hội nhóm nhưng mà phải có ở trên trang cá nhân đó là ba lần tại vì là bên sale của nhà em sẽ vào kiểm tra nha nên bắt buộc là mình phải chia sẻ lên trang cá nhân trước sau đó thì mình mới chia sẻ lên một nhóm tại vì là khi mà hoài và như kiểm tra ừ. nếu như lượt chia sẻ của mình họ ok là hoài và như sẽ xả cái món quà đấy ra tại vì là nhiều lúc á hoài cũng không muốn xả món quà đâu các chị nhưng mà để công bằng với những chị khác nên là hoài sẽ đưa ra cái thể lệ chơi trước nha comment cho em Hoài là săn quà kèm tác ba người bạn vào xem livestream chia sẻ ít nhất là ba lần lên trang cá nhân nhé đúng rồi mọi người ơi chỉ cần là cho em xin là mọi người chia sẻ nó phải hiển thị lên là đúng logo rồi. của người chia sẻ nè và ở chế độ công khai giúp em như thì ngày nào mà em như với chị hoài lai cũng có quà cho mọi người hết trơn á mà đã chơi là có chúng thì không cái 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 gọi là chơi game nhà em rất là dễ chỉ cần mọi người tương tác nhiều thôi đúng không nè mọi người tương tác mọi người comment nhiều nè còn những cái mà vấn đề mà chia sẻ hay là gì đó thì đương nhiên mọi người cứ chia sẻ giúp em nha rồi bây giờ em như muốn là đầu like mình khuấy động cái chương trình game một xíu nha mọi người nha không biết là các chị đã ăn cơm tối chưa nè mọi người hôm ừ. nay là mình ăn cơm tối chứ mọi người ơi mình Đấy. ăn rồi là nào, hoài đang đã thấy là các chị nào. mình comment này em chào chị thanh tâm nhá ừ. à, hoài à, em chào chị thanh tâm cảm ơn chị yêu đã tác bạn bè này hoài chào chị minh thư à, em chào chị lê chân luôn này các chị nhà mình em đang thấy là các chị nhà mình đang comment rất là ừ. nhiều nhưng mà nói chung là comment cũng hơi biển nếu như để mình không biển comment thì các chị nhà mình nhớ là theo dõi trong web của nhà em nhá có nghĩa là khi mà nó có tương tác thì chắc chắn ừ. nó sẽ không ẩn đâu để facebook bây giờ nó cũng khó làm các chị ơi phải <laughs> là kiểu như là có bạn bè trên Facebook ấy ừ. có tương tác thì mới hiện comment được. Tại vì nhiều lúc các chị giữ bạn bè hoài chơi chẳng hạn ừ. mà hoài cũng không thấy comment luôn. Nhưng rõ là mình không có tương tác với trang page nhiều nên là mình cố gắng là mình chia sẻ tương tác cùng em thật nhiều. Thì nếu như có sự tương tác thì chắc chắn quà sẽ thuộc về mình rồi tại vì là những cái comment đấy là những cái comment sẽ được hiện lên đầu tiên các chị. Tại vì là Facebook này sẽ kiểu như là phân loại theo hành vi và cái kiểu như là cái hành động của mình ấy nên là mình cố gắng là mình chia sẻ này comment tương tác thật nhiều cùng nhà mắc thì chắc chắn hoài nghĩ là món quà này sẽ không nào thể nào mà vượt ra khỏi tay được. Của mình đâu nhưng mà quà trong like thì hoài nói thật rất là nhiều nha tặng 2 đến 3 và có thể là bốn năm sản phẩm cho các chị mình luôn là đầu like thì hoài tặng trước một sản phẩm chỉ cần lượt tương tác các chị ok là hoài sẽ tặng bây giờ thì hoài sẽ đưa ra cái target đầu like đó là ừ. 200 trăm lượt chia sẻ thôi nha Đúng rồi mọi người ơi, cho em như xin là 200 lượt chia sẻ Hiện tại là em thấy các chị đã vào rồi nè Em chào chị Trang HT nha Em chào chị Thu Ngọc nè Rồi em thấy chị Diệp Hà, các chị đang vào và mình chơi game rất là nhiệt tình Em như cảm ơn mọi người nha Rồi không biết là các chị yêu nhau mình có khỏe không nè à... <laughs> không thấy đề đọc thấy luôn <laughs> không thấy sao quá không thấy đề đọc luôn Ờ... Uh cái gì mà yêu nhà mát quá nè nó không đọc được á tại vì nó ở xa quá á. mọi người ở hiện tại là em như đang like cho nhiều trang nè mình like instagram này mình like cho shopee nào là like cho facebook nữa cho nên chị nào mình đang có mặt ở trên cái trang nào thì em như là mong là các chị vẫn nếu mà các chị những cái trang khác các chị muốn chơi game mọi người cũng vẫn nhiệt tình là giúp em nhá mình chia sẻ là giúp em hoặc là mình có thể vào facebook mình chia sẻ nè rồi để mình chơi game một xíu rồi mình mua quà mình mua được những cái món ở trên shopee luôn nha mọi người nha ôi hôm nay mức giá siêu mềm luôn chỉ từ 76 k thôi nên ừ. mình cố gắng mình tương tác cùng Hoài thật nhiều, Hoài và Như thì chỉ dành tầm 15 phút đầu để chơi game với các chị mình thôi ừ. Bây giờ lượt chia sẻ của mình mới có 30 lượt chia sẻ Ôi. Đúng không? mà Hoài tần là 200 lượt chia sẻ nha Nên các chị mình có thể là giúp đỡ Hoài và Như đúng không ạ? Tăng lên cho Hoài mỗi chị một lượt chia sẻ đi Thì chắc chắn Hoài nghĩ là cái lượt chia sẻ này sẽ nhanh chóng cắn mốc và em và Như sẽ bắt đầu lướt tặng cho các chị mình nhá đúng rồi cả nhà ơi bây giờ là mọi người ơi ngày nào em cũng lên like mà buổi tối á, thường thường là em thấy là cái giờ này các chị đã ăn tối ừ, rồi đúng rồi. không nè mình ăn tối xong rồi mình ngồi mình nghỉ ngơi cho nó xuống cơm xíu thì trong lúc đó mình lên mình xem live stream với nhà má mình có thể vào đây mình tâm sự cũng được các chị có cái điều gì mình chia sẻ hoặc là trong cái kỳ nghỉ dịch mọi người có cái điều gì vui nè hay là có những cái muốn cái điều gì mình chia sẻ mình có thể vào đây mình chia sẻ với chị em mình với nhau nữa hoặc là những cái tiếp làm đẹp á các chị các chị mua hàng của nhà má các chị thấy là ừ những cái sản phẩm mình trải nghiệm nó như thế nào mình có thể chia sẻ để cho những chị mà mình uh, gọi là mới khách hàng mới của nhà máy có, có gọi là có một cái lòng tin hơn để mà mình mua những cái sản phẩm và ngày hôm nay em nói thật sự với các chị là cái dáng ngày hôm nay cực kỳ siêu hời từ 76 k là có rồi này nha rồi là một ít ít này mà cái ít ít của mình rất là nhỏ đến hai ít ít thôi và cái sản phẩm ngày hôm nay em nói thật sự em liếc qua một xíu cái hàng rào thôi là em thấy quá trời mẫu ừ, đẹp rồi. em không nói nó nói dốc đâu cả nhà yên tâm tin cho em như một lần riêng về cái mẫu mà quà tặng như thế này thôi mọi người ơi nhìn cái áo mà em tặng chất lượng chưa nè Xuất sắc nha, cái này là hàng lụa đó các chị Cái áo này là da gốc để em xem 425 ngàn Trời chiếc áo này ơi. Trời ơi, quá đẹp rất là luôn giá quá. trị cho các chị mình nha 425 năm ừ. ngàn luôn các chị mình nhá, Hôm nay sẽ tặng các chị mình một bước giá là không đồng Và mình sẽ được free ship kể cả là quà tặng luôn ừ. Thì có phải là quá hấp dẫn không các chị ha Nên là nhanh tay cảm ơn và chia sẻ cùng Hoài và Như thật nhiều nào Để Hoài và Như sẽ vào kiểm tra lời chia sẻ các chị thêm một lần nữa nha Trời ơi, lượt chia sẻ không biết relax hay là không tăng ta Để Hoài xem nào Ui, lời chia sẻ của các chị nhà mình mới là bao nhiêu chỗ không được 30 lượt chia sẻ và 29 lượt chia sẻ Các chị mình ôi nếu như mà với cái tốc độ chia sẻ này mà 10 phút nữa mà em và Như không có thể nào mà có lượt chia sẻ đủ 200 thì chắc là Hoài và Như sẽ bán sản phẩm luôn đấy ạ ừ dạ rồi mọi người ơi bây giờ là em đã thấy là tầm uh, chiếm của mình là cũng hơi tốn thời gian tại vì chơi game thì em muốn chơi để mọi người có tương tác thật ra là chơi game để lấy tương tác của các chị yêu nhà mình thôi chứ không có dễ trơn á mà mọi người không có tương tác mà cái tương tác nó giảm thì em rất là buồn bây giờ em muốn tặng quà cho các chị để các chị có cái tương tác mọi người chia sẻ giúp em tại vì dạo này á, Facebook nó hơi bị bớt tương tác các chị chia sẻ để những chị mà không có nhận được thông báo của nhà mát có thể vào xem like này săn được những cái mẫu mà gọi là xịn sò của nhà mát chất liệu thì họ phải nói đó, mọi người ơi mà ngày hôm nay là giá cả nó rất là phải chăng luôn cực kỳ hợp lý nha mọi người gọi là không thể nào bốc phốt giá rồi. của nhà mát luôn á các chị cho nên là bây giờ này hiện tại là em thấy cái view của mình đang gọi là đúng lên 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 một xíu rồi đó mỗi chị nhích nhẹ cho em một hai lượt chia sẻ nữa thôi là được với chế độ công khai giúp em nha khoảng tầm 5 phút nữa nếu mà lượt chia sẻ của chúng ta không có đủ 200 thì em như với chị hoài xin phép là like luôn cái chương trình khi nào đủ 200 trăm lượt chia sẻ em sẽ dành cái phần quà tặng này nha mọi người nếu mà bây giờ mọi người như thế này nè các chị tương tác nhiều em tặng quà nhiều, còn nếu mà mọi người tương tác ít thì em tặng ít, có nghĩa là trong cái chương trình là em có năm món quà đi, mà mọi người tương tác nhiều thì em mới tặng nhiều được, còn nếu mà người tương tác mà nó chậm á cái target của mình đạt lâu á, thì đến cuối chương trình hết hết thời gian thì những cái món quà đó không có tặng được nữa, mọi người hiểu em nói không nè, rồi bây rồi. giờ này. Hoài thấy, chị ta? Trần nhá. Hoài thấy chị Trần Tam My Hoài thấy ừ. chị Trần Tam My này, Hiện tại lượt chia sẻ của mình rất là thấp luôn các chị ơi Thật sự là chưa được 100 lượt chia sẻ nữa, nên là Hoài chưa có tặng quà được đâu ạ à. 48 lượt chia sẻ, bây giờ Hoài sẽ để tới phút thứ 4 thôi, 4 phút nữa thôi Thì Hoài đã ngưng cái chương trình rồi, tại vì là đúng 15 phút là em sẽ qua mẫu ừ. Tại vì do á, là cái lúc đầu á là mình để màn hình chờ nên là thời gian nó rất là nhiều nhưng mà cái thời gian là ngay thì Hoài chỉ để là 15 phút để mình chơi mini game thôi. Nếu như mà 15 phút mà không có đạt được cái kết quả target mà 200. chỗ 200 thấp lắm luôn các ừ. chị. 200 là một mình Hoài Hoài có thể chia sẻ được 100 lần luôn ấy. Thật sự các chị nếu như mà mình cố gắng, nếu như mà mình muốn chơi mini game, tại vì là Hoài muốn mini game là đầu like để các chị mình vui thôi. Còn nếu như mà mình không muốn chơi mini game thì Hoài vẫn như cũng có thể bỏ qua cái chương trình mini game. Tại vì là thực ra thì nhà em tặng quà, nhà em mất quà chứ đâu có phải là kiểu như là được lại cái gì đâu các chị mình ha. Nên là lượt chia sẻ tầm 200 lượt chia sẻ thì cũng không có phải là là à, cái sự đòi hỏi quá nhiều Nên nếu như mà chị nào đang xem là chị yêu thương nhà mát này mình hóng cho mình game mình vẫn có thể hỗ trợ hoài chia sẻ mà tại vì những cái mức giá gian vòng 76 k là bắt buộc mình phải chia sẻ thì mình mới được chốt đơn đi nhá ngày hôm nay thì em như sẽ ưu tiên chốt đơn cho chị nào có lượt chia sẻ nha mọi người nha em sẽ ưu tiên chốt đơn cho những chị nào có lượt chia sẻ cho ngày nào lên like cũng thấy như với lại uh, chị hoài uh, kêu gọi mọi người chia sẻ hết trơn á mọi người không có thương gì hết nè bây giờ nè mọi người thấy em với lại chị hoài uh, ngày nào cũng lên để mà kêu gọi như vậy thì em mong là mọi người vào là thấy là yêu thương là chia sẻ liền nha ừ, tại vì rồi. mọi người biết sao không cái như thế này nè bên hệ thống chốt đơn đó, nó sẽ ưu tiên chốt đơn cho những chị nào có chia sẻ tại vì sao tại vì khi các chị có chia sẻ các chị có tương tác cái đơn của mình nhảy lên rất là nhanh nó không có bị chậm những chị nào mà ít tương tác không có chia sẻ thì đơn các chị đặt còn nhiều khi các chị đặt hàng trước nhưng mà lại ra là nhảy đơn à, sau á mọi người các chị mình là ừ. hỏi là mini game chơi là sao Ở ừ. à, ờ, mini game mình chơi mình sẽ là comment cho em hoặc là săn quà kèm chia sẻ livestream cho em ít nhất 3 lần lên trang cá nhân chế độ công khai ừ. món quà tặng hôm nay sẽ là chiếc áo lụa là các chị nhắc rất là đẹp luôn đấy ạ chiếc áo lụa trị giá 425 trăm hoài sẽ lướt tặng một chị gọi là may mắn nhất sẽ nhận được quà trong live à, ờ, chỉ cần lưu chia sẻ mình đạt hai trăm là hoài sẽ bắt đầu lướt thôi ạ nên các chị mình nhanh chóng comment cho em hoặc là săn quà kèm tác ba người bạn xem livestream và chia sẻ cái live livestream này ba lần lên trang cá nhân là sẽ hợp lệ các chị nhé rồi em chào chị hoa nguyễn nha chào chị thu ngọc chào chị kim yến nè em thấy mọi người rồi bây giờ nè mọi người ơi chắc khoảng tầm 2 phút nữa thôi Đúng em xin rồi. kiểm tra lại cái lượt chia sẻ để mà mình tặng quà luôn cả nhà ơi ngày nào em lên like em cũng kêu gọi đầu lái hết trơn á thì em mong là với mọi người nếu mà quen thuộc với cái khung giờ like mười chín của nhà mát rồi thì các chị canh like để mình có thể xem được những cái món đồ tại vì em em biết là bữa nay nè các chị có thể ngày hôm nay em có lên váy mà váy váy hoa mà kiểu như là phong xòe tầng rất là xinh nè có váy chấm bi đây nè mọi người ơi chân váy áo lụa váy xếp ly đó rồi là áo đầm hoa chỗ nhiều mẫu lắm cả nhà rất rất là đẹp Đại luôn. Làm 100 lượt chia sẻ Thì các chị ừ. ơi, nhưng mà lượt xem các chị đang rất là cao mà. Các chị nhanh tay comment cho Hoài là săn quà kèm chia sẻ livestream 3 lần lên trang cá nhân chỉ độ công khai đi ạ. Săn quà tác 3 người bạn xem livestream và comment ừ. ngay cho em. Rồi ok, Hoài kiểm tra thêm một lần nữa nếu như lượt chia sẻ mình chưa ok thì chắc là Hoài sẽ để như lên cái sản phẩm đầu live luôn. Ừ. Nên là chị nào mà đang ở trong livestream mình nhanh tay chia sẻ nha. Hôm 113 chắc là bây giờ để cho Như lên luôn cái sản phẩm đầu like nhá. Bây giờ thì Như sẽ vừa chơi game, vừa bán sản phẩm luôn được các chị mình. Bây giờ thì Như sẽ bán sản phẩm của Như nhưng mà nếu như lượt chia sẻ mình trong lúc mà quá trình em bán sản phẩm á, mà lời chia sẻ mình tăng thì mình vẫn tiếp tục tặng quà cho chị mình nhá tại vì là thời gian nhà em chơi là như thường lệ thì chỉ tầm 15 phút thôi và bây giờ đã quá 15 phút rồi thì chắc là hoài và như sẽ kết thúc cái chương trình gọi là không phải là kết thúc mà là sẽ tạm hoàn cái chương trình ừ. mini game tại đây và lượt xem của mình đang rất là cao nên là mình sẽ bán sản phẩm trước nhé bây giờ hoài sẽ nhường lại cái màn hình này để cho như tiếp tục là giới thiệu cái sản phẩm đầu tiên với mức giá siêu mềm mở đầu cho cái chương trình bán hàng của ngày hôm nay của mark nha rồi nè em thấy chị hoa nguyễn là comment là nâu no quá nè đúng không thôi bây giờ nè mọi người trong cái lúc mà em uh, em đợi mọi người uh, chơi game á thì em như xin phép giới thiệu cái sản phẩm này cho những chị yêu nào mà mình gọi là mình nôn nóng để mình mua những cái sản phẩm cái chị bị ơi biết sao không cái đầm em đang mặc này cả nhà ô rất là xinh cái kiểu mà cổ tàu á, giống y chang cô gái trung hoa luôn mọi người cái này xinh lắm luôn á, nó không có gọi là mọi người mặc lên kiểu như là nó không có bị kén dáng kén tuổi hết trơn nha bây giờ này chị yêu nào mà thích cái đầm em như đang mặc là phải chốt liền hình như là em như thấy là cái số lượng của mình này đang rất là ít số lượng cái đầm em mặc này rất là ít mà không bữa là em gọi là em bán cái này nè mọi người em nhà mát lên về được một đợt xong rồi em like hôm bữa em like là bán hết luôn ngày hôm nay là về thêm được cho mọi người là chắc khoảng tầm là vài chục thôi hai ba mươi chiếc gì đó thôi nhưng mà em như có hai màu thì chia ra là cũng không có nhiều thành ra bây giờ chị nào ưng ý, ý cái sản phẩm này em báo mã cho mọi người chốt luôn giúp em như nhá mã sản phẩm AV9 giùm em như nè để em ra em đọc comment của các chị tương tác một xíu mình vào mình tâm sự đầu like cho nó vui vui nha úi chị Vân Nguyễn của em nè hello chị Vân chị ăn cơm cho chị chào chị Như xin đẹp sự thương ngoái cảm ơn chị nha Em chào Lê Tuấn nha, hình như Lê Tuấn là Bữa giờ em like là cũng thấy Lê Tuấn vào uh, tương tác với Như rất là nhiều nè Thank you Mà sang ngoài đã chia sẻ tan yêu mắt Đúng rồi, các chị ơi, các chị phải tan bạn bè vào ba người bạn nha ba người bạn vào giúp em xong mình chia sẻ chế độ công khai ha, rồi mình vào đây mình ghi em là xăng quà xong rồi tan vô giúp em hiển thị logo là người chia sẻ một lát nữa đủ 200 lượt chia sẻ em như uh, sẽ bắt đầu chơi game là đọc đếm ngược 5 giây để mà chọn ra một chị may mắn ngày hôm nay còn bây giờ này mã av 9 của em á là một cái chất liệu là vải volter cả nhà nha với hai tông màu trắng và tông màu đen họa tiết hoa rất là xinh cái thiết kế cổ tàu này em ưng quá mọi người ơi đẹp quá rồi lúc nãy em như mặt lên em như soi gương á các chị rồi như xinh ơi là xinh một cái đầm mà gọi là best seller luôn á mọi người ơi Giá gốc của em này là tới 645 ngàn Nhưng mà ngày hôm nay đầu like nha Các chị biết sao cái mẫu nào mà hết hết là đầu like cũng like hết trơn á Đúng rồi mọi người <laughs> Cái mẫu nào mà hot hit là đầu like á, cũng Em cũng like đầu tiên Cho nên là chị nào đang xem like Hiện tại là gần 400 chị đang xem like của em Thả cho em như cái tim Thả cho em như xin cái comment liền Trời ơi thương em như mọi người nha y ủng hộ cho em nào Mình yêu nha Mình yêu thương mình tương tác với em nha mọi người Thả cho em một cái tim đã gắn kết yêu thương <laughs> Rồi VAV9 à, hai tông màu trắng và đen bây giờ em báo sai nha, số lượng sai nó còn lẻ cho nên là đầu like em chốt nhanh. Chị nào ưng ý chốt liền cho được cái sai của mình nghe kể giùm em tông màu đen em còn là size F với là size M còn tông màu trắng thì em đang mặc là em còn hai size là M với L nha mọi người giá gốc 645 000 ngày hôm nay nhà mát sale cho các chị còn bao nhiêu 449 000 có nghĩa là sản phẩm này các chị đã được miễn phí ship rồi nha mọi người nha miễn phí ship cái âm đầm này rồi là tính ra chỉ còn 400 mấy thôi nha mọi người nha đầm hôm nay xin quá em cảm ơn chị Phương Di nha hello chị fan cứng của nhà mát đây rồi cả nhà 400 49.000 free ship toàn quốc em chào chị Mộc Lan cảm ơn chị rất là nhiều. Váy này 449.000 này chị Phương Thảo. Và em free ship cho người đẹp nào luôn. Số lượng không còn nhiều hiện tại đang lẻ size. Màu đen này em còn size S với size M nha các chị màu trắng em như đang mặc á thì nó sẽ còn size m với l nó hơi rộng em đang kẹp đằng sau một xíu nè tại vì em hết size s cái đầm này rồi em như đang mặc size m nhưng mà các chị thấy nên nếu mà chị nào thích màu trắng mà mình mặc size s cũng có thể lấy cho em như cái tông màu trắng tại vì sao mình về mình bớt là cho em cái eo thôi nó rộng cái phần eo một xíu thôi chứ nó không phải là rộng ở phần nào nữa đâu mọi người mặc thoải mái cho em cái thiết kế cổ tàu rất là xinh nha nó có phần bèo nè cả nhà ơi để em xem thử nè nó thiết kế kiểu là có cái bầu ngực cho mình á kiểu như cảm giác nó sẽ nâng kiểu nó tôn cái vòng một mình rất là xinh tay dài như thế này rồi thì nó che được tất cả khuyết điểm luôn màu đen á mình mặc lên kiểu ra nó sẽ gọn người nè màu trắng mình mặc lên cảm giác nó sẽ trẻ trung dễ thương hơn và cái này là von tơ thì nhà mát đã may hai lớp cho mình rồi thành ra cái chị yêu nhà mình không có sợ bị mỏng nha yên tâm cho em bây giờ này lên cho em cái cú pháp mình lên cho em là av 9 mình chăm xin màu với lại mã số điện thoại luôn nha av 9 chị nào mà chậm tay là hết tự cái đầm này xinh lắm luôn á đừng có bỏ lỡ nha cả nhà mình cao hay là thấp gì mình mặc cái đầm này cũng xinh hai tông màu chốt đơn liền cho em số lượng không có nhiều em như sẽ chốt cái đầm này em như canh số lượng nha bây giờ em như sẽ canh số lượng em như chốt khoảng tầm là hai phút cái đầm này thôi chứ em không chốt nhiều đâu nha bốn trăm mà được free ship nữa cả nhà ơi hóa đơn của mình mà trên nè trên 449.000 là được thêm một cái voucher 500.000 được giảm thêm một cái vô voucher nữa được tặng chứ. Rồi hóa đơn của mình là 695.000 được tặng thêm một cái voucher giá 100.000, hóa đơn của mình là 995.000 được tặng thêm một cái voucher 200.000. Và những cái vô voucher này các chị yêu nhà mình được giảm giá trực tiếp trên tổng số bill mà mình mua hàng luôn, được chưa nè. Rồi bây giờ này em uh, như sẽ uh, xin phép kiểm tra cái lượt chia sẻ hiện tại chỉ có 138 thôi nó vẫn chưa có đủ cái thai ghét Nó vẫn chưa đủ cái con số mà em như mong muốn Không cái này là con số của nhà mát Phải đưa ra cho tụi em là 300 Nhưng mà đầu like lúc nào em tụi em cũng phải giảm xuống Tại vì em thấy là 300 mà mọi người chia sẻ Với cái tốc độ này không biết là khi nào Cái món quà mới đến tay được mọi người nha Cho nên là mọi người ơi 200 thôi mà hiện tại là em thấy là cũng Hơn 200 chị đang xem like á, Thì mỗi chị chăm như xin một lần chia sẻ thôi Thì là đủ nha Rồi à, <laughs> Cảm ơn chị Vân Nguyễn rất là nhiều nha Rồi đẹp quá chị yêu em cảm ơn chị Mỹ Linh nè à, Chị là fan Platinum mua mát tới hết tiền Luôn vẫn mua em cảm ơn chị Mọc Lan vậy hả chị Ngày hôm nay nè em em có nhiều mẫu xinh lắm á Ngày hôm nay cái livestream này em có nhiều mẫu xinh lắm Mọi người nhớ theo dõi like của em Như nha Với lại là cái đầm này của em nó không có bị kén tuổi Mà thiết kế cổ tàu này rất là hát dáng Mọi người rất là xinh Cái kiểu như là nửa hở nửa hở hở thôi Hở hở hờ hề, hề thôi mọi người Không có bị quá sexy á cả nhà ha Mà kiểu như là nó sẽ tôn cái vòng một mình cực kỳ cực, cực, cực cân luôn Rồi 100, à, 449 nhìn dùm em hai tông màu nha màu đen với là màu trắng em để em xem thử các chị nào mình lên đơn mình thiếu cái số điện thoại thì bổ sung cho em như luôn rồi một phút 30 giây nữa cả nhà ơi chạm tay là hết nha cảm ơn chị trần Tami nha <laughs> trời qua vô khen quá trời mà không biết có đặt hàng của em như hay không đây dạ đúng rồi av 9 nha em AV9 dùm em mọi người ơi 449 nghìn Phải nói cái này là gọi là cái tơ mà là von tơ Mà nó hai lớp em may bên trong là có lớp lót lụa này Cả nhà có thấy không ta Đây nè Bên trong cũng là lót lớp, lớp lụa luôn nha Các chị thành ra mình mặc rất là mát với lại Nó không có bị mỏng một xíu nào hết trơn á Phần tay thì mình may một lớp để cảm giác nó mát mẻ Và lại nhìn nó sẽ trẻ trung hơn Còn phần thân là hoàn toàn là may hai lớp Để không có bị lộ hở nội y Mọi người yên tâm dùm em Hả? Rồi đây Em Như sẽ chốt cho chị nào mà có đủ cú pháp Là mã này kèm màu và kèm số điện thoại dùm em là sẽ có đơn hàng nha Bây giờ các chị ơi 1 phút 30 giây nữa chốt đơn giùm em như liền 1 phút 30 giây em như sẽ qua mẫu luôn nha Tại vì cái đồng này giá gốc của em là tới 645 ngàn lần cả nhà 645 mà bây giờ trong live em vừa giảm chỉ còn là 449 nghìn thôi Và còn free ship cho các chị yêu nhà mình nữa Nếu mà các chị yêu nào mình muốn một lát nữa mình đặt thêm một cái sản phẩm nào đó Thì mình có thể đủ cho em là 495 ngàn Là các chị được tặng thêm một cái vũ trời 50 ngàn nữa Cái này là còn rất là ít Cho nên nó đang lẻ sai cho nên đầu like mọi người Mọi người nhớ này đầu like em sẽ like cái mẫu nó sẽ nhờ nhiều khi là bình thường á em like cái mẫu đầu like lúc nào nó cũng lâu hơn Tại vì là số lượng nó còn nó về được nhiều Nhưng mà riêng ngày hôm nay nè Cái mẫu này em sẽ like nhanh Tại vì nó còn lẻ sai nó không có còn nhiều Chị yêu nào mà thích là mình chốt liền cho em mà đừng có chần chờ Tại vì ấy, mọi người sau khi bữa nào này các chị đi lại đồ được là bình thường rồi á Thì em nghĩ là những chiếc váy như thế này nè Rất cần thiết luôn Mùa hè này nè mọi người Cái mẫu hoa nhí đang cực kỳ hot Mặc vào rất là mát Và hai tông màu mà kiểu màu trắng đen như thế này Thiết kế cổ tàu đang rất rất là được ưa chuộng với các chị yêu nhà mình Nó không có bị kén dáng Mà nhà mát đang giảm giá Tại vì sau hình như là chị có thời điểm này Chị có cái thời điểm này mới có cái giá 449.000 Mà còn free ship Chứ không bao giờ, em nghĩ không bao giờ có cái giá Mà vừa giảm giá vừa free ship Thậm chí các chị đã mua ở cửa hàng Có sale mà gọi là giảm giá Là lâu lâu mới sale nha, chứ không phải là sale thường xuyên Còn các chị theo dõi, nếu mà bữa giờ Các chị theo dõi like của nhà mát á các chị thấy là ngày nào lên like nhà máy cũng đưa ưu đãi rồi có chị còn hỏi là tại sao mà ưu đãi nhiều quá vậy rồi bữa chị mua là cái đầm này sáu trăm mấy bữa nay giảm vậy là chị buồn quá chị tiếc quá đó nhưng mà mọi người biết sao trong thời điểm này hôm bữa em như có nói là đang nhà máy đang hỗ trợ các chị muốn các chị uh, chia sẻ bớt một cái phần nào đó tại vì bây giờ mọi người cũng có cũng có gặp khó khăn ha rồi bây giờ này săn quà làm sao em cả, em thấy chị bích phượng hỏi em nè rồi chị hỏi thì em như sẽ thưa cho mình nha <laughs> là mình chỉ cần cho em chia sẻ chế độ công khai ít nhất là ba lần giúp em nha và hội nhóm này trên, cái, trên cá nhân giúp em nhớ là ở chế độ công khai sau đó mình vào cái livestream của em như mình comment cho em là săn quà rồi mình tan thêm cho ba người bạn vào một lát nữa khi mà đủ 200 lượt chia sẻ em như sẽ tặng quà cho cái chị. một em áo lụa nha mọi người ơi với giá gốc là 445 trăm bốn cái em này mẫu này là em vẫn đang bán bình thường luôn mọi người đang bán bình thường mà lái tặng chơi cho vui vậy đó chứ không có gì hết trơn á nha mẫu này nếu mà chị nào muốn mua em vẫn bán và bán với cái giá sale luôn em không bán giá gốc đâu trong la là em bán giá sale hết cái nào mà gốc 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 hay là mẫu mới gì em em xin sale hết cho mọi người luôn nha rồi bây giờ nè mọi người ơi em như sẽ qua mẫu nha chị yêu nào mà chưa có lên đơn mẫu này thì nhanh tay giùm em hiện tại nó đang bóp facebook à, bóp tương tác cho nên là em không có thấy được cái comment nhiều không biết là có chị nào comment gì em không ờ vẫy chụp một lát rồi em lên nha chị chu chu cô chan ơi đợi em xíu nha <laughs> rồi bây giờ em thấy các chị vẫn đang tương tác rất là nhiều nè đó, chị yêu nào mình chưa chia sẻ, mình chưa cái comment, chưa tăng bạn bè, mình tranh thủ giùm em Bây giờ là 30 giây nữa em như sẽ phép qua mẫu Rồi mọi người ơi ngắm lại giùm em cái đầm nha, AV9 giùm em như Ủa mẫu này xinh lắm mọi người không lấy là tiếc nha nhiều khi các chị thấy là 449 nghìn á Là cái đầm này em nói thật sự Hàng này là hàng thiết kế của nhà mát Những cái chất liệu này là đều qua xử lý hết Rồi phải nhập về để cho mọi người Thiết kế này là quyền của nhà mát luôn Và cái giá gốc bình thường các chị mua là 645 ngàn Và trong live stream này là 449 nghìn Và được free ship Là tính ra một em đầm với chất liệu là Volter Cái vô vol này các chị mặc lên rất là mềm Rất là mát và đặc biệt nó không có bị nhăn Và thiết kế ở em là thiết kế kiểu cổ tàu như thế này Sau là lưng là kiểu khó kéo nha mọi người nha khó kéo ở nha cái chất liệu này mọi người nó mắc ở cái là mắc cái ở chất liệu á chứ không mắc gì hết trơn á mọi người nha còn với cái form dáng kiểu cách như thế này là không bao giờ kén ai hết trơn mọi người nhìn cho em với hai tông màu trắng và hai tông vẫn là tông màu đen họa tiết hoa nhí á, khi mà các chị mặc lên á cảm giác nó rất là thon và rất là gọn người luôn mẫu này mình mặc đi đâu được giúp em như đi chơi đi tiệc hay là đi dạo phố đều được giúp em 449 nghìn em như free ship nha mình lên mã liền size màu màu đen thì em như còn hai size là size F với size M còn nếu mà chị nào size L lấy cho em màu trắng em còn size M với size L màu trắng luôn rồi à uh, av 9 giùm em rồi bây giờ em như xin phép qua mẫu nha còn chị nào mình đặt hàng nhanh tay để lại giùm em mã sản phẩm kèm giùm em màu và số điện thoại luôn nha mọi người nha rồi em như qua mẫu luôn nha cả nhà rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục qua một mẫu khác rất là dễ thương nha các chị mình nhá Đầu like thôi Hoài thì thấy là nhiều chị cũng đã hỏi cái sản phẩm của Hoài đang mặc rồi Thì bây giờ Hoài sẽ tiếp tục là sẽ lên cái mẫu này cho các chị mình này Các chị mình ơi mini game hồi nãy là mình đã tặng chưa ta Mini game nãy mình chưa có tặng đúng không ạ Thì các chị mình vẫn tiếp tục chia sẻ giúp Hoài nha Nếu như lời chia sẻ của mình đạt ngưỡng cho em Hoài đã quá 200 này Ui em thấy là lời chia sẻ của mình đã đạt 200 rồi đấy Các chị mình ơi mình <laughs> xíu nữa Mình có muốn chơi game ngoạn à? để Hoài bán sản phẩm xong mẫu này nha thì Hoài sẽ bắt đầu là sẽ tiếp tục chơi mini game các chị em à mình các chị có ok không ạ? Đấy tại vì là sản phẩm đang lên rất là hot rồi. Các chị em à mình vẫn tiếp tục chia sẻ và vẫn tiếp tục comment nha Bây giờ Hoài sẽ dành thời gian để mình bán sản phẩm trước nhá. Cái mẫu của Hoài đang mặc sẽ là một set nhưng mà mẫu này Hoài sẽ bán rồi các chị yêu ha. Chị nào muốn mua nguyên set muốn mua rồi cũng được luôn ạ. Với cái mức giá hôm nay của cái set này đang có mức giá giảm rất là mềm đấy các chị em à mình ơi. Cái mẫu áo của Hoài đang mặc sẽ lên mã cho các chị em à mình sẽ là CB1 nhá. CB1 là cái mẫu sản phẩm ừ, Cái này là áo đúng không chị? CB1 là áo đúng không? CB1 với mức giá chị em hoài sẽ là 295.000 255.000 giảm tiếp còn 169.000 Áo thì mình có tới là 3 màu các chị mình nha Áo hoài có tới tận 3 màu Thì các chị săn nó rất là dễ thương ạ Chỉ có mức giá là 169.000 cái mẫu áo này thôi Các chị mình nhanh tay comment chị em là CB1 kèm thoại nhá Còn cái mẫu Chân váy của Hoài đang mặc cái quần này Kiểu dạng quần sóc các chị em mình Mẫu này cho em Hoài sẽ là BA1 Với mức giá là 295 Giảm trực tiếp chỉ còn 139.000 thôi Cho cái mức giá siêu mềm luôn Hôm nay chị nào hùng chốt cái set của Hoài đang mặc thì thật sự rất là phí Tại vì em này á, giá gốc là gần 1 triệu Cái set Hoài đang mặc nha Giá gốc là gần 1 triệu nhưng hôm nay mức giá sale lại rất là mềm luôn Tính ra cái áo Hoài mặc Cả chỉ còn là 169 ngàn Còn cái mẫu chân quần của Hoài đang mặc thì chỉ có mức giá là 139 ngàn thôi Tính ra là cái set này chỉ nhìn hơn 300 một xíu nhẹ thôi Mà mình không chốt mẫu này thì Hoài thấy rất là phí Nên là chị nào quan tâm mẫu này là phải chốt ngay mã sản phẩm kèm hoại Và nhớ chia sẻ like trên giúp em thật nhiều này Chương trình mini game vẫn ở phía sau đấy ạ bán xong sản phẩm này thì Hoài sẽ bắt đầu chơi mini game với các chị. Nên là các chị nhà mình không có rời khỏi livestream giúp em nha. Tại vì là món quà lúc nãy Hoài và Như đã rất là muốn tặng cho các chị rồi nhưng mà tại vì lúc nãy lượt chia sẻ thấp quá nên là Hoài và Như chưa có tặng. Đây chị nào mà thích áo này, bây giờ Hoài đang thiết cái à, mặc cái mẫu này là áo hai dây theo dáng đó là lum các chị nhá. Chất liệu cho em Hoài kiểu dáng cô tông mềm các chị rất là đẹp. Phần dây sẽ có cho em Hoài đó là tăng đơ sẵn cho các chị nhà mình luôn. Áo thì là form cho em Hoài phía dưới này sẽ có là bo chun các chị nhá. Em này sẽ là bo chun giúp Hoài ạ. À. Hai bên hông đặc biệt của em áo này nó sẽ có đường dùng nó các chị em mình đây cái sẽ có đường thắt dùng rất là sang để các chị mình có thể phối chị em hoài đó là với quần sóc hay là với chân váy hay là kể cả quần tây quần dài quần jean đều rất là sang nhá màu áo này hôm bữa nhà em bán hot lắm mà hiện tại cái hôm nay có mức giá lại mềm hơn bình thường nữa mà hoài nghĩ là mẫu này mà hôm nay không lên đơn thì thật sự rất là phí nha em cảm ơn chị trần tammy rất là nhiều ạ à. rồi áo cb một các chị yêu ơi một trăm sáu mươi chín thôi cái phong áo này cho hoài ấy, chị nào mà thích tươi mới mình lựa ngay màu vàng giúp em hoài nha lựa ngay màu vàng chị nào thích cái form kiểu như là màu nhã nhặn hơn một xíu Mình có thể mặc màu trắng hoặc là màu xanh Xanh này gọi là xanh xám Các chị mình xanh xám nhá Còn cái mẫu màu trắng thì quá là dễ mặc rồi Chắc Hoài không cần phải giới thiệu nhiều về màu trắng đúng không ạ Màu trắng phối đen cũng đẹp, phối màu cũng đẹp Màu xanh thì phối đen, phối màu trên ngoài cũng ok nhá Tại vì những cái tông màu này rất là ngọt ngào Còn cái màu vàng của Hoài đang mặc Tại vì sao mà Hoài lựa màu vàng Tại vì là da Hoài rất là ngâm Nên là Hoài lựa màu vàng mặc lên cực kỳ sáng da và tươi mới cho các chị mình này Và rất là phù hợp để các chị nhà mình mặc mùa hè nha Là chị nào đang quan tâm sản phẩm của Hải đang mặc nhanh tay lên mã là CB1 kèm thôi ạ. À. Còn mẫu quần của Hải đang mặc thì lên mã cho em Hoài nhá. Quần này sẽ là BA1 các chị nhá. BA1 quần này sao có ở 139 000 ngàn ta. Nhưng mà cái quần này chỉ có một màu thôi các chị yêu nhá. Quần này Hoài chỉ có một màu duy nhất thôi. Để em sẽ bỏ cái áo này ra và em sẽ giới thiệu cái form quần các chị xem này. Đây là form quần lưng cao và phía trước sẽ kèm cho em là nút khóa các chị mình nhá. Có nghĩa là dây kéo khóa và nút ở phía trước. Form đằng sau em này cũng rất là dễ thương luôn. À, các chị nhà mình cứ mua cho Hoài nguyên xét đi ạ. Mua nguyên xét mặc đi chơi đi làm mặc ở ở nhà này kể cả là mùa này mình đang ở trong cái thời gian giãn cách ở thành phố hồ chí minh nếu như mình đang ở nhà thì hoài nghĩ là mình cũng cần sinh với chị ha ở nhà cũng sinh ở nhà này ở nhà nấu ăn ở nhà tập yoga ở nhà kiểu như trong vườn mình cũng có thể mặc những cái sản phẩm này vừa đẹp vừa sang mà lại rất là mềm nữa cái giá thành thì siêu mềm cho em hoài nha là chị nào quan tâm cái set của em đang mặc là phải nhanh tay cái livestream này hoài chỉ chốt duy nhất ở trong live thôi các chị nhá em này sau live không chốt mức giá sale ạ và hôm nay thì quá hồi luôn mua nguyên set của hoài đang mặc được free ship chị yêu nhá Mua nguyên sách của Hà Đông mà sẽ được free ship thì tại sao mình hóng chốt đơn ạ? Nhanh tay lên mã cho Hoài sẽ là CB1 cọc ba A1 kèm thoại. Mẫu này thì Hoài sẽ chốt trong mình duy nhất 2 phút nữa thôi các chị mình nhá. hai phút để mình chốt mẫu này và sau đó Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu khác đấy ạ. Ô quên, Hoài sẽ chơi game với các chị mình. Là các chị mình nhớ trong livestream và comment thật nhiều nha. Bây giờ đang ở phút 58 và phút thứ 60 thì Hoài sẽ sẽ bắt đầu chơi game với các chị mình sau khi chơi game xong thì Hoài sẽ để như qua luôn mẫu khác nhá. Chỗ cái sản phẩm hôm nay đẹp lắm nhưng mà khả năng biển comment rất là nhiều nên là nếu như chị nào không thấy Hoài là đọc được comment của các chị em mình á thì mình cũng thông cảm giúp Hoài nha. Cái set này mình cứ lên cho em Hoài mã sản phẩm giúp em là được các chị ha. Tại vì ví dụ bây giờ Hoài đang like cả Eagle này, cả like cả Shopee và like cả trên Facebook nữa thì nếu như Hoài không đọc comment của bên Shopee hoặc là bên Eagle được thì các chị nhà mình cố gắng là mình cứ lên đơn cho em là được sẽ có các bạn mình check đơn nha. Tại vì trong cái livestream này thì Hoài chủ yếu là không đọc được các chị, nhỏ lắm. Đây để em Hoài sẽ vào bên <laughs> Ok vậy thì để Hoài sẽ vào bên này Hoài đọc thử xem nha Các chị nhà mình ơi chờ Hoài một xíu em sẽ đăng nhập vào Eagle để em đọc một vài cái comment của các chị nhà mình Tại vì hiện tại thì thật sự là biển comment rất là nhiều luôn Đây em đang thấy chị uh, DT Vân Anh đã lên mã BA1 rồi này Hoài chúc đơn cho chị yêu nha Thực ra thì bên bên này hơi khó đọc comment một xíu Nhưng mà vẫn có thể đọc được các chị mình nhá Là các chị nhà mình vẫn lên đơn giúp em Trời ơi cái BA1 rất là đẹp luôn Để em xem nào cái mã sản phẩm của Hoài nha BA1 là cái quần này với mức giá là 139 ngàn Quần có túi giúp em luôn rất là xinh nha Cái quần này có túi hai bên luôn các chị này Form này không có bị ngắn quá đâu Mặc đi chơi cho Hoài được một lưng rất là cao Hoài sẽ đứng gần các chị mình xem cái phong lưng quần nhá Lưng cực kỳ cao luôn CB1 là cái mẫu áo nhá Mức giá cho Hoài 169 ngàn Hôm nay mình mua nguyên cảnh của Hoài đang mặc đi ạ Để được free ship các chị mình nhá Lên mã sản phẩm kèm thoại được Còn size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn cho mình Là mình đang ở trong livestream và thích mẫu nào thì mình cứ chốt đơn này Các chị nhớ là tác bạn bè và xem livestream của em thật nhiều Tại vì bên hoặc là bên Shopee thì ánh sáng nó chưa có ok lắm nên là sản phẩm ở ngoài chắc chắn là các chị mình nhận về sẽ đẹp hơn trong live rất là nhiều nha. Nên là chị nào mà thích mẫu nào là mình cứ lên đơn cho Hoài là được ạ. À. Rồi bây giờ Hoài sẽ tiếp tục đọc comment của các chị mình này. À, các chị ơi nếu như mà mình vẫn tiếp tục muốn chơi game thì mình comment cho Hoài là nó săn quà nha. Săn quà kèm tắc ba người bạn vào xem livestream giúp em nè Săn quà kèm tắc ba người bạn vào xem livestream giúp Hoài các chị yêu ơi à, Bây giờ thì Hoài sẽ CB1 cho chị Mỹ hàng rồi Các chị nhà mình ơi trong livestream nhá Nếu như Hoài không đọc chốt đơn thì mình vẫn có đơn như bình thường Tại vì hiện tại là cái số lượng đơn đang lên rất là nhiều và Hoài đọc không kịp Nên là mình cứ lên đơn cho em Hoài có mã sản phẩm có số hoặc là chắc chắn sẽ có đơn Sẽ kiểu như là sẽ có các bạn nhân viên nhà em gọi đến tư vấn và kiểu như là chốt đơn cho mình nha trong like hoài đọc hỏng hết với các chị ơi bây giờ like cả ba máy luôn em chỉ thấy ví dụ như chị nào lên sai cú pháp này hoặc là lên có số thoại trước mặt hoài luôn thì hoài đọc lên để các chị mình yên tâm thôi còn tất cả những mã mà ví dụ như các chị đã lên đơn mà không có trong mã trong này thì mình cũng thông cảm giúp hoài chắc chắn là mình sẽ có đơn nha em đọc tiếp theo này ba một là mẫu quần hoài đang mặc với mức giá 139 trăm ba CB1 là mẫu áo của Hà đang mặc 169 ngàn Áo có hai màu các chị ơi đẹp lắm Cái mẫu này tại vì sao mà hoài nắng lâu với các chị mình Tại vì là tắt like chim mà về giá gốc rất là phí Tại vì các chị xem giá gốc cho em hoài này Cái em này hoài đọc giá gốc là các chị mình sẽ rất là bất ngờ luôn Tại vì áo có mức giá là 255 ngàn lận Và cái chân váy thì sẽ có mức quần sẽ có mức giá cho em 295 ngàn Nhưng hôm nay mình mua với mức giá siêu mềm luôn Là mình không có ngại việc chốt đơn các chị nha lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số thoại trên hoài là được Ok chị Hoàng Anh nhá à, Đơn hôm nay gộp với đơn hôm qua được không ạ? À? À, chị anh baby ơi, nếu như mà đơn chưa có nhắn tin, chưa có chốt thì mình sẽ gộp được Nhưng mà là nếu như mà đã gọi và đã chốt rồi thì không gộp được nha Với, với lại thường là trong live nào nhém chốt live đó tại vì sẽ rất là dễ trùng mã luôn Nên là live nào nhém chỉ chốt live đó với là các chị mình lưu ý giúp em nhé là Ví dụ như đơn hóa đơn trên 300k là mình đã được free ship rồi nên là mỗi trong một livestream mình cố gắng mình chốt tầm 300k đi ạ thì bao nhiêu đơn đi nữa thì mình cũng được free ship nhá. Không có tốn bất cứ cái chi phí nào nữa đâu các chị yêu ơi. Rồi bây giờ này, Hoài sẽ bắt đầu chơi mini game với các chị mình đúng không ạ? Bây giờ Hoài sẽ bắt đầu mở ra cái chương trình mini game nhá. Tại vì lượt chia sẻ của mình đã đủ rồi. Như đã hứa thì lượt chia sẻ đủ Hoài sẽ bắt đầu chơi mini game. Đây là món quà đầu like Hoài mang đến cho các chị mình ạ. Món quà đầu like Hoài mang đến cho các chị nhà mình một chiếc áo lụa rất là đẹp luôn. Chị nào mong muốn nhận được mẫu áo này có mức giá 420 25 ngàn nha Nhanh tay cầm cho em Hoài Nhanh tay cầm cho em Hoài nào Săn quà, săn quà kèm chia sẻ live stream cho em Đó là ba lần lên trang cá nhân ở chế độ công khai Nhanh tay cầm và Hoài chuẩn bị sẽ lướt nha Bây giờ thì Hoài sẽ kiểm tra lại lượt chia sẻ một lần Và sau khi kiểm tra xong lượt chia sẻ mình ok Hoài sẽ bắt đầu lướt này Lướt xong thì sau đó em sẽ qua mẫu luôn Tại vì cái sản phẩm của Hoài mặc thì đang là bán rất là mạnh rồi Và số lượng siêu ít luôn Các chị nhà mình lưu ý giúp em, em là đều em không đọc comment Mình vẫn cứ chốt đơn như bình thường nha Sẽ có các bạn nhà em tư vấn cho các chị sau ha. Rồi, ok, hiện tại lượt chia sẻ của mình là 226. Bây giờ Hoài sẽ bắt đầu lướt tặng các chị mình. Nhưng mà xíu nữa nếu lượt chia sẻ của mình lên 500 hoặc là 400 được chia sẻ, Hoài sẽ tiếp tục tặng quà cho chị mình nữa nên là mình cố gắng mình chia sẻ thật nhiều giúp em nha. Rồi ok. Bây giờ để xem nào. Hiện tại là Hoài sẽ bắt đầu lướt các chị mình nhá. Hoài sẽ đếm từ 1 tới 5 comment rất là nhiều các chị thống ạ. À các chị lưu ý giúp Hoài là khi chơi mini game mình bỏ ít icon thôi ạ. Đó là tầm 5 icon đủ lại thôi nha. Nhiều icon quá là không có hợp lệ đó các chị yêu. Bây giờ Hoài sẽ đếm từ 1 tới 5 và Hoài sẽ bắt đầu lướt tặng các chị ha. Đây. Đây. 1 ạ, 2. Từ các chị mình chắc là Hoài sẽ đếm từ 1 tới 5 và comment nào mới nhất hiện lên thì Hoài sẽ chọn comment đấy nha. Đây, các chị mình chờ em một xíu. Rồi đây. 1 ạ. 2 này. 3 4 5 số ok chị này cho Hoài nha Trời chúng chị này cho em Hoài Chị này tên là Trang HT Các chị mình ơi Chị Trang HT nhá Săn quà này kèm tắt ba người bảo xem nói chim Bây giờ Hoài sẽ vào kiểm tra chị Trang HT nào Ui chị này là fan cứng của nhà Mark luôn Các chị mình ơi có chữ fan cứng cộng 1 luôn nha Bây giờ Hoài sẽ vào kiểm tra Ui nó trôi mất rồi các chị mình ạ Chị Trang HT có ở trong livestream không ạ Comment cho Hoài là nhận quà đi chị ơi Nhận quà comment cho hoài nha tại vì là comment bị trôi mất tiêu rồi trời ơi, em thoát ra cái em không thấy chị trang ht đâu luôn chị trang ht ơi nhanh tay comment cho hoài đó là nhận quà đi chị yêu ơi bây giờ hoài sẽ để một phút để mình comment nếu như chị trang ht không có ở trong live thì hoài sẽ tặng chị khác nha nên là các chị nhà mình lưu ý giúp em là chơi với game mình nhớ để ý nhá à, và các chị nhà mình đừng có buồn nếu như mà mình chưa có chúng quà tại vì sao xíu nữa em sẽ tiếp tục tặng quà nữa quà hôm nay rất là nhiều quà rất là nhiều luôn nên là mình cố gắng là mình ở trong livestream này mình mua sản phẩm vừa chơi game cùng nhà em nha quà thì cực kỳ nhiều luôn chỉ cần lượt tương tác mình mình tăng thì Hoài và Như sẽ tiếp tục mang quà ra để tặng cho các chị nữa Nên là mình cố gắng là tương tác thật nhiều Hoặc là hôm nay chị nào có lượt chia sẻ cao nhất nha Mình chụp màn hình, mình gửi qua inbox cho nhà em Nếu như chị nào có lượt chia sẻ cao nhất Em sẽ tặng mình một phần quà Nhưng mà xíu nữa phần quà gì thì Hoài sẽ công bố cuối like nha mà nói chung là phần quà sẽ rất là giá trị tại vì các chị thấy không ạ? Đầu live Hoài đã tặng áo 499 425.000 rồi thì chắc chắn là quà sẽ rất là giá trị luôn. Chị nào chia sẻ nhiều nhất chị em hoài lên trang cá nhân hoặc là hội nhóm chụp màn hình gửi qua inbox chị em Nhà em sẽ hỗ trợ mình tặng quà nhá Đấy có phải công bằng nhất không các chị Chị nào mà chia sẻ nhiều chắc chắn sẽ xứng đáng nhận quà đúng không ạ Nên là không cần phải chơi, chơi game cũng nhận được quà Nhưng mà lời chia sẻ của mình thật là nhiều nha Các chị lưu ý giúp hoài nha Phải chia sẻ thật là nhiều Và chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà mát thì nhà em chắc chắn sẽ tặng quà cho mình luôn à, Để xem là chị nào có lời chia sẻ nhiều nhất nào Chắc chắn sẽ có rất là nhiều chị sẽ gửi qua trang pay rồi Là mình cố gắng mình chia sẻ nhiều Chia sẻ bao nhiêu mình chụp màn hình bấy nhiêu gửi qua inbox cho nhà em nhá. Rồi so, ok, Hoài đã thấy chị Trang HT comment nhận quà này. Hoài sẽ chụp lại cái màn hình. Ui chị Trang HT comment rất nhiều mà nãy giờ Hoài không thấy xong chị comment quá trời luôn. Ấy ok, em đã thấy comment của chị Trang HT rồi nha. Chúc mừng chị Trang HT đã nhận được quà của nhà Má các chị yêu ha. Rồi bây giờ thì chắc là Hoài sẽ qua mẫu các chị ơi. Hiện tại là lượt xem của mình đang rất là cao. Trước khi qua mẫu thì Hoài sẽ giới thiệu lại cái set của em đang mặc nha. Cái set này rất là hot luôn các chị. Trời ơi, tôi chơi mi game mà kiểu như tôi hào hứng quá cái tôi đứng lệch cái màn hình luôn. Ấy bây giờ bắt đầu giới thiệu lại sản phẩm và sau đấy em sẽ qua mẫu nhá. Rồi mẫu này cho em Hoài này, nhanh tay các chị yêu ha. Em này còn số lượng rất là ít đẹp. Mẫu áo của Hoài đang mặc sẽ là CB1. CB1 có 3 màu: trắng, xanh và vàng với mức giá cho em Hoài sẽ là 169 000 nha. Mẫu quần sẽ là BA1 với mức giá chỉ có 139 000 thôi. Tất cả các mẫu này cho em Hoài thì em màu xanh á cái em áo màu xanh này chỉ còn size M và size L thôi Còn lại tất cả các mẫu thì đều có đang đầy đủ size cho các chị mình săn Là mình thích mẫu nào là mình chốt luôn nhá Bây giờ chắc Hoài sẽ mời như qua mẫu và xíu nữa Cuối live thì Hoài và Như sẽ dành cái thời gian để mình review lại tất cả các sản phẩm Nếu như mình đã lỡ bỏ qua cái sản phẩm nào của nhà em thì mình cứ ở trong live stream cùng Hoài và Như từ cuối live nha Chắc chắn là từ giờ từ cuối live thì em Hoài và Như sẽ review sản phẩm lại cho các chị mình săn Là mình không có sợ là bỏ lỡ sản phẩm đoạn à. Bây giờ thì ui thấy một cái đầm rất là xinh luôn các chị ơi đây có muốn làm style chủ tịch không ạ đây bạn như đang có một chiếc mẫu đầm rất là xinh bây giờ chắc là hoài sẽ nhường lại cái màn hình để như tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới cho các chị nhé dạ rồi nè lúc nãy là em có thấy là bên shopee á các chị hỏi em cái đầm đầu lai em mặc á nếu mà chị nào mà thích đầm đầm đầu lai mà cái đầm mà cửa cổ tàu hai màu trắng đen á để lại cho em như là av 9 với giá là 449.000 bốn thì các chị nếu mà các chị đặt trên những cái trang thương mại điện tử khác thì em như vẫn hình như là vẫn free ship cho các chị yêu nhà mình nha cho nên mình yên tâm mà để lại cho em là av 9 bây giờ em như lên cho mình một cái em đầm cực kỳ xuất sắc lúc nãy là trong cái đầu like em như có bật mí với các chị á là em lên một cái đêm em đầm chấm bi cả nhà em lên cho mọi người một em đầm chấm bi thì bây giờ em lên luôn cho các chị đây khỏi phải chờ đợi và em báo luôn cái số lượng cái đầm này em chỉ có đúng một cái tông màu này thôi nha một em đầm chấm bi duy nhất và nó sẽ là nhúng thun gút lên như thế này cực kỳ xinh đẹp mọi người nhìn cho em này lên phone này lên form em nói thật với các chị nha xuất sắc luôn không ai chơi lại luôn mặc đồng này là ai chịu gì nổi cả nhà mặc cái đồng này trời ơi xinh dễ sợ luôn á nhìn mà mê chữ E kéo dài từ thành phố hồ chí minh về tới cà mau tới miền tây luôn mọi người <laughs> rồi bây giờ nè lên cho em liền mã gì đây sản phẩm là mã AH3 ba dùm cho em AH3 này lên cho cái chị giá gốc là em để xem Giá gốc 625 ngàn Giá gốc của em đồng này 625 ngàn này Các chị nhìn cho em chi tiết từng đường kim mũi chị của nhà máy Lên cho các chị bây giờ sale nè Sale cho các chị với giá là bao nhiêu 399 ngàn Chốt đơn cho em liền còn đầy đủ 3 size S, M, L, 399 nghìn. Rồi, lên đơn cho em như đẹp xuất sắc. Mọi người ơi, mọi người thấy cái đồng này đẹp không mọi người? Rồi, em cảm ơn, em chúc mừng chị cho HT nha. Ờ à chị vân nguyễn ủa chị, chị vân nguyễn lật một lát nữa em như còn chơi game nữa chị có tương tác với em đi mọi người tại vì mọi người tương tác là coi như là đếm ngược á chị nào mà mang gọi là tương tác nhiều cái comment nó hiện lên là nó trúng thưởng à ở đây em như không có ưu tiên ai được hết cho nên mọi người yên tâm nhầm em mọi người có chơi mọi người tương tác nhiều là có trúng thưởng cho nên yên tâm còn bây giờ lên cho em liền ah 3 đẹp quá như ơi đúng rồi chốt đơn liền cho em đi chị di đồng này rất là xinh nha tại vì mọi người nhìn cho em nè hai cái đường mà kiểu nó nhúng như thế này này khi mà cả nhà mình mặc lên á có khuyết điểm ví dụ như là vòng bụng của mình là hơi có bụng dưới xíu hay là mình mới sinh em bé mọi người đã mang thai sinh xong á là có bụng á các chị mặc cái đầm này lên rất là đẹp tại vì đầm này là kín đáo mà Đồng này là kín đáo tay và tay bo thun như thế này và cái tơ này là gọi là tơ sọc nha các chị. Hàng này là hàng tơ sọc cực kỳ xịn sò. Cái vải của nó tơ nhưng mà không hề bị mỏng nha. Phần thân là may cho mình hai lớp rồi và cái độ nhúng như thế này em như rất là ưng tại vì khi mà nhúng nó cực kỳ hách dáng, không có bị lộ khuyết điểm 399 000 và được free ship luôn và được free ship luôn nha các chị nha rồi ah 3 cho em như chờ chờ cái gì nữa một tông màu này thôi chứ đừng chờ chờ có một tông màu đen duy nhất một cái tông màu cơ bản một cái tông màu huyền thoại thôi nha à, hai giây đi ạ à. một lát nữa em như lên nha chị đang mặc size gì em mặc size s đó tình yêu kaka -e -e. đó cái tên gì mà khó đọc dễ sợ à Rồi đợi em xíu em còn nhiều mẫu lắm à, Có áo crop top không Áo crop top có nha Có mẫu chị hỏi với lên luôn Nhãn mẫu vừa rồi là mã áo uh, mã vừa rồi của chị hỏi là cái gì ta? CB1 hả? CB1 Giá là 169 nghìn nha Đây, hai ba màu nha mọi người nha CB1 đây chị yêu nào Tại vì em đang like trên ba trang là Hello mọi người mới vào trên uh, Shopee nha Shopee Instagram nè quá trời trang đây mọi người Cái này là CB1 169 nghìn Cái kiểu là áo crop top mà form là kiểu như là cái dáng bedlam á Mình mặc lên rất là hết dáng 169 nghìn cái giá này là giá giảm rồi Còn giá gốc là tới 255 000 lần nha Hello mọi người uh, Kết thúc coi lại like hả? Được nhưng mà sợ là không còn hàng hay không mới là quan trọng <laughs> em chỉ sợ là hết hàng thôi chứ mọi người một lát nữa mọi người chốt đơn thì bình thường còn hàng thì bên uh, mát vẫn bán cho mọi người thôi rồi bây giờ này lên cho em là gì <laughs> ah 3 này em thấy đơn của mình rồi nè các chị các chị cứ đặt hàng liền liên tục cho em đi tại vì bây giờ em còn size s m và l nhưng mà số lượng thì cái đầm này em thấy không có nhiều chỗ lên form này mọi người mọi người nhìn cho em cái form này đẹp xuất sắc chưa y như là chủ tịch luôn y như tổng tài đó mọi người ơi thiệt sự đây mà đeo cái kiến này từ em lấy từ trên đầu em đeo xuống là rồi thiệt sự ai chịu nổi mọi người cái độ chịu chơi mà mặc cái đầm này lên là không ai chơi lại luôn á mọi người quá đẹp luôn có bao nhiêu 399 trăm nghìn nào mà bây giờ còn free ship nữa còn free ship nữa mà không mua nha không mua là bữa sau không có hàng nha không có hàng là đừng có nhắn tin mà kêu em là em ơi chốt với chị đi em ơi còn hàng không không có nha không có đâu nha ngày hôm nay chốt liền cho em như liền mã ah 3 đó lên đơn rừng rừng như thế này phải vui không mọi người quá vui luôn <laughs> một lát nữa em tặng quà tiếp Cứ em vui tặng quà mọi người rồi nói chứ bây giờ chị nào chưa đặt hàng nhanh tay cái này em có một đúng một tông màu đen thôi mà họ tiết đen chấm bi này Mặc không bao giờ bị phai nhạt theo thời gian nha không bao giờ bị phai nhạt theo thời gian mọi người nhìn cho em cái bo thung này mặc lên cái điệu nó kiểu bo phòng như thế này nè là mọi người mặc nó nó che được bớt tay to bớt tay thô còn phần eo của mình lên phơm vòng nào ra vòng đó eo ọt là tới nết với em luôn <laughs> gọi là tới tới công chuyện với em luôn nha mọi người rồi ah 3 này bây giờ số lượng thì em thấy là mọi người đang lên rất là nhiều chị yêu nào chậm tay là chắc là hết mất tiêu luôn á đây còn thiếu số điện thoại nữa là là không có đơn thiếu số điện thoại không có đơn nha cả nhà ơi phải cho em như xin cái số điện thoại mã sản phẩm Kèm số điện thoại AH3 đúng tông màu thôi không cần phải kèm màu Cho em xin cái size được Cho em xin này S, M, 3 size mà mặc size nào mà cho em xin size đó Còn nếu chưa biết mặc size nào thì cho em xin cái chiều cao cân nặng em như tư vấn từ A tới Z cho mọi người luôn Nha Rồi mọi người lên đơn cho em nè Hello chị Trang Nghiêm nha Hello mọi người em chào chị Mỹ Linh nha Rồi mọi người ơi AH3 này là còn chị yêu nào mà đặt hàng đúng không Tại vì cái giá gốc tới 600 mấy lận Bây giờ giá gốc tới 600 mấy á, bình thường 600 mấy mình muốn mua Đây nè, có nhiều chị comment là em ơi bữa chị mua đầm này 600 mấy nó đẹp quá trời mà bữa nay giảm hả em Đúng rồi chị, bữa nay là trong cái like là ngày nào em cũng lên giá sale thì hôm bữa mình mua cái giá gốc rồi mà bây giờ mình muốn cái tranh thủ mình sang cái sale mình theo dõi like đi ngày hôm nay em lên rất là nhiều mẫu xinh yên tâm giùm em nha rồi một phút cuối cùng em như xin canh thời gian một phút thôi rồi em chốt cái này rồi em qua luôn nha mọi người nha trời ơi xinh lắm cả nhà ơi cái đầm này đẹp lắm luôn á dễ thương lắm ba size đầy đủ bây giờ không chốt là hết hàng là tiếc nha rồi nè em báo giá lại nè 399 trăm chín mà em như còn free ship cho cả nhà yêu nữa là tính ra đầm này có ba trăm mấy thôi hàng thiết kế của nhà mát Mọi người ơi hàng thiết kế của nhà mát mà lên cái giá này là quá hời luôn Gọi là giá cực kỳ mềm Riêng trong cái live stream này mà em bán cái đầm này Em nói thật sự với mọi người lên tới shop hay mọi người Mua bất kỳ một cái trang thương mại điện tử nào cũng không bao giờ có giá này Chỉ có những cái trong cái live stream như thế này nào đúng không mọi người chỉ có trong livestream thôi thì em mới có nha Rồi bây giờ em thấy mọi người là lại... Bên trên Shopee thì em chưa có đọc được comment Mọi người đợi em xíu lát nữa em ra em đọc comment Rồi em vô em trả lời sau <laughs> nha Rồi bây giờ nè em thấy đơn của mọi người đang lên AH3 nè 1 mét 6 5, 3 kg mặc 5, cơ, 53 kg mặt vừa. 530 cân 53 cân mình mặc size M vừa giúp em Như. Tại vì cái phần thun nhúng này thì nó sẽ có độ đàn hồi nhẹ mọi người nhìn cho em này. Khi mà nó nhúng nó xếp xếp xếp, lên và họ tiết chấm bi này cực kỳ cảm giác cái người mình rất là thon gọn dáng luôn á. Rất là thon người nha. Không có bị lộ bất kỳ một khuyết điểm nào. Riêng cái đầm này mặc đi chơi được này, mặc đi tiệc được, thậm chí cái chị mặc đi làm cũng sang nữa. Đầm đen chấm bi họa tiết chất liệu là tơ sọc cao cấp của nhà mát 399.000 và free ship nha Rồi 20 giây cuối cùng rồi qua mẫu đầm này chắc chốt thêm vài chiếc nữa thôi mọi người ơi vài chiếc nữa thôi nha Chị Hồng Hạnh chị mặc size M là đẹp đủ đẹp cho em luôn Mặt size M là không ai qua lại chị luôn á Mọi người đẹp ơi nó đẹp lắm Cái này mà mọi người bỏ lỡ là tiếc lắm luôn á Trời ơi cái phần tay này mọi người nhìn cho em nè Cái này là bo thun ở dưới cho nên nó độ đầu phòng Mà cái vải nha Mọi người nhận hàng về mình được kiểm tra hàng trước khi nhận mà thoải mái kiểm tra cho em Mình kiểm tra đúng cái sản phẩm mà em like Đúng như cái chất liệu mà em nói thì mọi người đưa tiền ra mọi người trả tiền cho em nha Không cái gì mà phải đắn đo hết trơn á Mình được kiểm tra cho nên là mình yên tâm mà chốt đơn cho em Bây giờ AH3 nè còn chị nào chưa lên đơn không nè Còn chị nào chưa có số điện thoại rồi bổ sung cho em như? luôn mọi người ơi Em như chuẩn bị qua mẫu nha Chuẩn bị qua mẫu để em ra em kiểm tra thử lượt chia sẻ nhiều mà cao cao thì em tặng quà tiếp Cứ mà chia sẻ nhiều nhiều là em tặng quà 267 à. Lên cho em được là 300 đến 1, à, 350 lượt chia sẻ nha 350 lượt chia sẻ thì em sẽ tiếp tục tặng tiếp cho mình hoàn quà Ngày hôm nay là đây em tặng cho mình cái chân váy đi ha Em tặng cho mình cái chân váy đi mọi người Trời ơi xuất sắc chưa cái chân váy đi mọi người ô Đẹp dễ sợ Hai bên nó phối ren vào túi này cưng không cả nhà cái này em có ba màu á nếu mà chơi em cho mọi người chọn màu luôn em cho các chị yêu chọn màu luôn thấy em chơi lớn không cả nhà màu vàng màu xanh màu trắng nè đó ba màu này chị yêu nào thích màu này em cho các chị chọn màu đó luôn một lát nữa mà ví dụ như chị đó trúng thưởng em hỏi chị ơi chị thích màu nào em tặng cho mọi chị màu đó 445 trăm quá xuất sắc đầm này là váy mini viền ren họa tiết hoa ui cái này là mẫu mới luôn nè mẫu này mẫu mới với cả nhà quá xuất sắc luôn quá đẹp quá đẹp rồi, 445 ngàn Chị yêu nào chơi game nữa chia sẻ cho em đủ 350 lượt chia sẻ Em tặng tiếp cái đầm này Ở tặng tiếp cái váy đó chứ tặng tiếp cái đầm là xỉu luôn á Rồi em như qua mẫu được chưa Chị yêu nào chưa lên đơn là lên đơn liền cho em như nè rồi AH3 nè em thấy đơn của mình rồi nè các chị yêu nhà mình ơi Em như xin phép qua mẫu luôn nha Còn chị yêu nào lấy AH3 nữa thì cứ lễ là cho em mã kèm số điện thoại dùm em là sẽ có đơn ha Ok bây giờ thì Hoài sẽ qua một mẫu đầm khác siêu xinh cho các chị mình Nhưng mà với cái mức giá của đầm này khi mà Hoài báo giá thì chắc chắn Hoài nghĩ là chắc chắn sẽ rất là nổ đơn cho mẫu đầm này luôn Thì bây giờ các chị mình ngắm cái phong đầm này trước cho Hoài nha Sau khi mà mình ngắm cái phong đầm này và mình cảm thấy là cái đầm này ưng ý rồi này Thì Hoài báo giá và mình chốt đơn luôn chị em Đầm này xinh lắm các chị ơi Đầm lên mã cho em sẽ là BA2 kèm loại nha BA2 với mức giá cho em Hoài là 425 ngàn Nhưng hôm nay giảm trực tiếp cho các chị mình chỉ còn chị em Hoài đó là Ui cái đầm này không phải là bốn 425 đâu các chị ơi mà tới là 455 ngàn nha 455 ngàn giảm phí tiếp còn cho các chị mình đó là 199 ngàn mẫu đầm hoài đăng mặc ạ à. Đây 199 ngàn mẫu đầm đẹp không các chị mình em này nha Là thiết kế cho mình kiểu như dáng đầm lụa và kiểu dạng hai dây Đầm có lớp lót bên trong và một màu cho em hoài đó là cái à cái mẫu này có hai màu nha Mẫu này mình sẽ có thêm màu đen các chị ơi Đầm hoài sẽ có hai màu các chị mình lựa chọn đó là màu sọc cam và sọc đen Đấy, Cái chất liệu lụa này lên hai lớp các chị mình bên trong có kèm lớp lót cho các chị nữa mùa này thì mặc đầm hai dây thì quá là tuyệt vời với lại là cái form dáng đầm hai dây này không phải là form dáng hở các chị nha dáng vừa phải không quá ngắn cũng không quá dài mà mức giá 199 trăm ngàn thì hoài nghĩ là các chị nhà mình hôm nay phải sử dụng ngay mẫu đầm này trên hoài nha 199 trăm ngàn mẫu đầm của hoài đang mặc nó thiết kế đẹp lắm các chị các chị xem giúp hoài này thiết kế cho mình là cổ trên hoài sẽ là cổ dáng hơi u nhẹ nha kèm trên hoài hai dây mảnh cái mẫu này là hai dây mảnh phối lên phía trên và cái họa tiết cho Hoài đó là caro sọc thì là cái họa tiết làm sao các chị thứ nhất là nhìn gầy này thứ hai là che khuyết điểm tốt này màu cam và màu đen là hai tông màu siêu dễ mặc luôn chị nào mà bình thường mà ví dụ mình muốn cảm giác là người mình gầy hơn thì hoài nghĩ là mình nên lựa những cái kiểu họa tiết sọc sọc như thế này cảm giác là người mình sẽ gầy hơn rất là nhiều các chị nha chốt ngay mã sản phẩm cho em hoài sẽ là ba hai các chị ha BA2 kèm thoại cho em Hoài Ok chị Phi Nguyễn Hoài đang thấy mình lên đơn này Chị Nguyễn Hồng Hạnh Hoài thấy mình lên đơn rồi Hiện tại là đơn hàng đang rất là nhiều Và chị nào thích mẫu nào là mình phải chốt ngay Trong cái live stream ngày hôm nay là Hoài chỉ chốt duy nhất trong live thôi Và khi tắt live stream thì tất cả mã sản phẩm đều về giá gốc này Và thứ hai nữa hôm nay mình mua trên live stream Hóa đơn trên 300 000 mình được free ship Hóa đơn cho em Hoài từ cho em Đó là 495 000 mình được free ship Kèm cho em Hoài voucher giảm 50 000 cho một đơn hàng nha Hóa đơn cho em Hoài trên 695 ngàn Mình được giảm trực tiếp một 100 ngàn và còn được free ship nữa Còn nếu như hóa đơn 995 ngàn Thì mình sẽ được giảm thêm 200 ngàn các chị nhé Có nghĩa là mình chỉ cần thanh toán là 795 ngàn thôi Mà còn được free ship nữa Thì ngại gì không lên đơn các chị Mà trong cái livestream này mức giá rất là mềm Bình thường các chị mình cầm cho hoài đó là một triệu thì sẽ chỉ mua được hai chiếc đầm của mát thôi. Nhưng hôm nay cầm một triệu vào cái livestream này của em, mình sẽ mua được tới 4 đến 5 chiếc đầm nhá. Đây là form phía sau giúp em ạ. Trời ơi, cái đầm rất là đẹp, cực kỳ tôn dáng giúp hoài và đầm này mình đang có đầy đủ size nhá. Đầm này hoài có 3 size đó là size S, size M và size L. Có nghĩa là 38 tới tầm 60, 63 cân mình vẫn có thể mặc vừa. Tại vì cái form này là form dáng cũng hơi suông nhẹ chứ không phải là quá ôm sát vào cơ thể là không có bị lộ khuyết điểm này và nếu như chị nào đang có suy nghĩ là ngực phần ngực của mình hơi ví dụ như là hơi thiếu thiếu xíu này cảm giác là mình hơi ngại ví dụ như thế thì mình không có ngại nha tại vì đầm hai giây á thì mình mặc chị em hoài vòng một khiêm tốn mặc lên rất là sang đặc biệt là phần bắp tay này như hoài cái phần vai của hoài hơi ngang hoặc bắp tay em cũng có nhưng mà em vẫn tự tin mặc được đầm hai giây nên các chị mình yên tâm là mình tự tin là mình sẽ đẹp nha con gái mình là phải tự tin các chị tự tin là nó sẽ quyết định tất cả nhưng không có tự tin lố nha nhưng mà nói chung là mình cứ mặc chị em hoài kiểu như theo cái suy nghĩ của em á là mình chỉ cần biết cách chọn sản phẩm phù hợp với mình là sẽ đẹp Đấy, các chị mình và mình phải tự tin thì mình mới toát ra được cái thần thái của mình lúc nào cũng sợ rụt rè là sợ người khác nhìn vào mình cảm giác là không đẹp hay là như thế nào đấy mình cứ tôn trọng cái quyền của mình và mình thích mẫu nào là mình cứ chốt đơn giúp em hợp với mình là sẽ đẹp các chị mình ha tại vì một cái sản phẩm có thể là các chị thấy em mặc không đẹp nhưng mà các chị mình mặc sẽ đẹp hơn em rất là nhiều hoặc là có sản phẩm mình cảm thấy là em mặc đẹp nhưng mà mình cảm thấy không hợp với mình thì mình có thể lựa sản phẩm khác các chị ha đầm này thì hoai có hai màu nha chị yêu nhá hai màu không vừa đổi sai được cái chị mỹ linh ơi trời nhà em hỗ trợ mình kiểu như là đổi sai rất là ok luôn các chị mình ơi nhà em sẽ hỗ trợ mình đổi sai nếu như mình không vừa nha hàng lỗi này hàng không vừa nhà em hỗ trợ mình đổi hết đấy ạ nên là các chị nhà mình yên tâm là về vấn đề đổi sai thì nhà em hỗ trợ mình hoàn toàn luôn à, rồi ok chị Trần Linh nhá các chị nhà mình thích đầm này là mình cứ chốt ngay cho em hoài ba 2 kèm thoại đen hoặc là sọc cam giúp hoài hoài sẽ ướm cái màu sọc cam với các chị sọc đen này các chị xem này đây sọc đen thì rất là dễ mặc nhá tại vì không có thời gian để hoài mặc luôn cả hai màu nên hoài sẽ chỉ mặc một màu thôi các chị nhà mình mà thích màu nào thì mình cứ lên chị em hoài mã sản phẩm kèm thoại à, cho em hoài À, được về vấn đề sai số thì em nghĩ là các bạn nhà mình sẽ tư vấn kỹ với các chị mình trước khi chốt đơn nhé ba 2 kèm thoại các chị hát sai số đều được các bạn nhà mình tư vấn hết nên các chị nhà mình quan tâm mẫu nào mình cứ lên mã sản phẩm kèm xuống thoại cho em hoài được đây cái đầm này sang chị nào mà cần đi đầm đi chơi này dạo phố hàng ngày hóng nữa mình mặc chơi ở nhà cũng được đầm này thoải mái tại vì chất lụa rất là nhanh khô đặc biệt là không nhăn không nhỏ và mặc rất là mát phù hợp để các chị nhà mình mặc mùa hè em nói thật mình mặc ở nhà mình kiểu như là để cho chồng con mình ngắm thôi hay là hiện tại cái thời gian này mình ở nhà này mình chăm vườn rau mình kiểu như là ở trong nhà như thế thôi mặc một chiếc đầm xinh cũng là điều rất là cần thiết các chị nhá tại vì là con gái mình là luôn luôn phải đẹp lỡ đâu một ngày bất ngờ nào đấy đi vứt rác xong gặp người yêu cũ các chị mình ấy nên là mình phải mặc thật là đẹp trên hoài nha nhưng mà những cái mẫu đầm này là nhà mát này biết hiện tại là các chị nhà mình sẽ cần những mẫu đầm như nào? Hiện tại là đầm đi tiệc mình không có cần nhiều ấy, nên nhà mắc cũng không có set like lên những cái đầm đi tiệc hoặc là những cái đầm để các chị à mình đi kiểu như là đi du lịch nhiều mà em sẽ lên những cái mẫu đầm mà các chị có thể ứng dụng được ở nhà này, có thể mặc được hàng ngày luôn tại vì tùy vào cái thời điểm các chị ha. Tại vì cái thời điểm hiện tại thì Hoài nghĩ là cái nhu cầu đi chơi các chị à mình không nhiều nhưng mà nhu cầu mặc ở nhà, nhu cầu kiểu như là uh, mặc hàng ngày rất là nhiều luôn mà mức giá Hoài nghĩ 199.000 cho mẫu đầm này là đã sale hơn 50% rồi thì các chị nhà mình cứ chốt đơn cho em Hoài nha. Cái này là không phải lúc nào cũng có cái mức giá giảm đâu các chị mình ơi lâu lâu mới có một thì thôi các chị mình nhá hôm nay mà có mức giá giảm mềm như thế này thì phải cố gắng là chốt luôn thôi tại vì để cái cơ hội này mà vụt, vụt mất đi là họ à, nghĩ rất là tiếc tại vì số lượng đầm này rất rất là ít nha không có số lượng nhiều các chị mình ơi rồi hoài sẽ đọc lại mã này các chị mình lên mã duyên hoài sẽ là ba 2 nếu như các chị nhà mình muốn chơi mini game thì chờ em một xíu nhá để hoài xem lượt chia sẻ các chị mình là bao nhiêu ui là chia sẻ của mình là 300 trăm rồi các chị ơi mình đẩy lên cho em hoài năm lượt chia sẻ đúng không ạ 500 lượt chia sẻ thì Hoài tiếp tục sẽ chơi chương trình mini game với các chị mình. Và nếu như chị nào chia sẻ nhiều nhất mình có thể chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà Mark nha Cái món quà tiếp theo Hoài sẽ tặng cho các chị ở mình đó là một chiếc chân váy ạ Ui chân váy kiểu dạng gấm hoa rất là đẹp luôn nha Mẫu này Hoài nghĩ là giá gốc cũng không có thấp đâu Tại vì hàng của nhà Mark là hàng cao cấp ấy Nên là tất cả những mã sản phẩm nhà Mark tặng rất là xịn xò nha Đếm xem giá gốc của cái chân váy này bao nhiêu Trời ơi, nghe giá tặng mà hết hồn luôn các chị Không có ai mà tặng hàng sộp như nhà em luôn ấy 445 ngàn 445 ngàn tặng luôn các chị mình Ui cái này là một chiếc đậm kiểu như là chân váy gấm rất là đẹp Nên là chị nào mà hôm nay mình muốn sử ngay cái chiếc váy gấm này thì mình comment cho em hoài Đó là vẫn là cái cóc đó là săn quà thôi Săn quà kèm tắt ba người bạn xem livestream và nhớ là chia sẻ lượt chia sẻ của mình đạt 500 nha 500 lượt chia sẻ hoài sẽ tiếp tục tặng quà này Để riêng cái phần quà tặng thôi đã gần một triệu rồi các chị em mình đấy Đã giảm trực tiếp sản phẩm rất là nhiều rồi mà quà tặng siêu nhiều thế này Thì không có đồng hành cùng em hoài thì cuối live sẽ rất là phí nha Tại vì hôm nay còn rất là cái mức nhiều Cái mức giá sản phẩm siêu hời cho các chị mình Tại vì hoài có những những sản phẩm chỉ từ 76k thôi. Rồi ok, bây giờ các chị nhà mình sẽ có trong ngoài 2 phút để chốt sản phẩm của Đầm Hoài đang mặc nhá. Sau đó Hoài sẽ qua mẫu. Bây giờ Hoài sẽ bắt đầu bấm thời gian các chị nhá. Bây giờ Hoài đang ở phút thứ 23 và đúng phút thứ 25 thì Hoài sẽ qua mẫu mới. Đấy em Hoài là kiểu như là rạch ròi các chị mình gọi đúng thời gian luôn. Tại vì là em là toàn bấm thời gian thôi cho nhanh tại vì nhiều lúc nói lố các chị mình. Là Hoài sẽ bấm đúng thời gian đó là 25 phút thì Hoài sẽ qua mẫu nhá. Các chị nhà mình thích mẫu này mình cứ chốt cho em là BA2 kèm hoa được. Đừng quên là chia sẻ để mình tiếp tục chơi mini game nhé. Hoài thấy lượt chia sẻ của các chị mình đang rất là tăng đẹp Nên là nếu như mình cố gắng chia sẻ lên cho Hoài, tầm cho em đó là 500 thì Hoài sẽ tiếp tục tặng quà. Em đang thấy lượt chia sẻ của mình là 334 rồi thì thực ra nếu như mà trăm mấy lượt chia sẻ nữa thì không khó các chị ha. 180 170 lượt chia sẻ rất là nhanh mà nên là mình cố gắng mình chia sẻ giúp em thật nhiều nha. Và okay, cái form đầm này, dạng đầm này hai lớp chị yêu ơi có size số đầy đủ giúp Hoài nha, đầm hai lớp và có size số đầy đủ giúp em. Các chị nào quan tâm đầm này mình cứ lên mã sản phẩm kèm số lại cho Hoài trên cùng một dòng comment là được ạ. Ờ, ok bây giờ thì chắc là à, hiện tại là thời gian của mẫu này chỉ còn cho em đó là một phút cuối cùng thôi. Thì Hoài sẽ để như qua luôn mẫu mới cho các mình nha, để như qua luôn mẫu mới này tại vì sản phẩm phía sau còn rất là nhiều. Hôm nay thì các bạn nhà mình xét cho em tới là gần 20 mã sản phẩm bao gồm cả áo này, chân váy và kể cả là váy đầm cho các chị rất là nhiều. Là Hoài sẽ cố gắng lạc lên mẫu một cách nhanh nhất để các chị nhà mình chốt đơn Còn chị nào đang thích mẫu nào thì mình cứ lên cho em Hoài nha C mẫu này sẽ là BA2 các chị nhá BA2 kèm loại cho Hoài trên cổ dòng comment Với mức giá giảm chỉ có 199 ngàn thôi ạ à. Bây giờ thì Hoài sẽ để như qua mẫu tiếp theo nha Mặc thử mẫu nào và chị 20005 Chị bảo em mặc thử mẫu nào vậy Chị cho em xin cái mã nha Đây rồi cái mẫu này xinh ngôi là xinh luôn á chưa có hơi nó hơi rộng ở đằng sau một xíu nha mọi người nha. tại vì bình thường á em như là em như mặc size uh, s trừ á, đó. đó mà hôm nay là mình mặc size bình thường em như sẽ mặc size s trừ nó hơi rộng. hôm nay một xíu nó mà ốp kẹp lại thì nó sẽ ôm được cái phần em. mà thôi em thấy như thế này đã xinh rồi. ui cái xét này xinh quá, cưng quá này các chị ơi. cái áo trắng mà phối một cái uh, váy mà kiểu những cái tông màu cam màu cam này là cam nó hơi uh, cam đỏ cam á đúng rồi. màu đỏ cam á các chị. yêu rất là xuất sắc luôn Rồi bây giờ này Em sẽ vào em like luôn cho các chị cái set này đó, mình muốn chơi game mình cứ comment nhiệt tình lên giùm em nhá Còn bây giờ này em sẽ like luôn cái set này nha cả nhà nha Với cái màu áo này thì em nghĩ là một cái em áo mà với cái chất liệu mà thun mới cả nhà Chất liệu thun này là một cái loại thun <laughs> Thun rất là xịn sò cho các chị yêu nhà mình luôn Mặc lên nó nó không có bị mỏng nhưng mình yên tâm giùm em như Mã sản phẩm là S AS1 dùm em AS1 dùm em nha cả nhà nha AS1 này không biết các chị nào có mẫu áo này chưa Áo này là em như chỉ có đúng một cái tông màu thôi Còn trong váy thì em như sẽ có hai tông màu cho mình Nhá áo có một tông màu à... Vậy hả chị Phương Di Lên sáng nào cũng muốn mua hả chị ơi đại gia của nhà mát mà Bữa nào là lên like cũng thấy mua hàng hết trơn Không biết là Có nhiều chị nha Vào nói là em ơi Chị mua nhiều lắm mua đến nỗi mà chị không biết là cái bộ lâu lâu chị mở cái tủ ra không biết là chị mua cái bộ đó lúc nào luôn á <laughs> kiểu như vậy á mọi người thích đó mình kiểu mình thích là mình mua xong rồi mình mua hoài không biết là cái set đó mình mua hồi nào chưa chưa kịp mặc luôn mới tanh luôn rồi bây giờ nè lên cho em là as 1 nha cái áo này của em là giá gốc là 325 trăm hai cho bé em báo giá là một cái là cái chị chốt đơn liền cho em giá gốc 325 bây giờ sale cho mọi người còn bao nhiêu 149 chín 000 149.000 cái mà áo trắng này, em còn hai size M với L nha. Có đúng một tông màu trắng thôi nha. Đúng không cả nhà? Đúng một tông màu trắng này duy nhất thôi cho nên chị yêu nào mà mình không đặt hàng là tiếc. Với cái tông màu trắng nó dễ mặc mà cả nhà ha. Đây nè, form rất là xinh. Còn cái chân váy này là cái chị em thấy là mình đi làm văn phòng công sở mà mặc cũng đẹp nè, hay là mình đi chơi mình phối cho một cái áo thun trắng bình thường mang một đôi sneaker thôi cũng xinh nữa. Hay là mình phối áo dây hay kiểu mà áo kiểu hai dây cũng đẹp nữa giúp em nha mình khoác cho em một cái áo vest hoặc là một áo mơ blazer nữa rất là xịn xò và cực kỳ high fashion luôn đó rồi 149 000 mã as 1 còn chân váy này của em cũng sale rẻ cho các chị nhà mình luôn quá hờ luôn mọi người ơi áo à chân váy là an 1 giùm em Chân váy AN1 giá gốc là bao nhiêu 355 000 ngày hôm nay sale cho các chị nhà mình chỉ còn 169 000 dùm em 169.000 cái chân váy này Cái tông màu em đang mặc là tông màu đỏ cam Một tông màu cực kỳ tôn da nha mọi người Màu đỏ cam nó y chang như màu son vậy đó các chị Màu son mình thường thường mình thấy là màu son màu đỏ cam là màu da mình ngâm ngâm này Da mình trắng này, da mình uh, kiểu như là như thế nào Mình đánh cái màu son đỏ cam nó cũng hợp hết trơn á Thì với cái tông màu chân váy này cũng vậy Da ngâm mình mặc cũng đẹp, da trắng mình mặc càng xinh nhá Em có hai màu này, ví dụ như tông màu trắng này các chị Các chị mà thấy mà cái tông màu trắng đó mình có nhiều rồi Trắng đen mình có quá trời rồi mình chuyển qua cho em một tông màu đỏ cam ra mặt cho người luôn 169.000 và hiện tại cái này em còn đủ size S, M và L luôn nha cả nhà nha S, M và L nha Rồi mình đặt hàng mình cho em xin số điện thoại luôn nè ờ, Có đầm trắng nơ ở ngực không à Có đầm trắng lúc nãy em như có mặt cái đầm trắng á Mà còn đầm nơ ngực họ để lát nữa lên cho nhiều mẫu quá không nhớ nha Cứ e để đợi em like xong rồi mọi người xem thử có mẫu mình ưng hay không ờ, Có chơi mini game ở trên Inta hả? Inta thì bên uh, Insta có chơi mini game không ta? Tại vì uh, em chỉ chơi mini game trên Facebook thôi. Bên bên Instagram mọi người, Ờ, lần sau nha, lần sau em chơi game trên bên Insta nha mọi người nha Còn nếu mà có thể mình vào trên Facebook của em với trang đang like là máy của nhà máy fashion đó mọi người ha Rồi, chốt đơn cho em chưa nè À dạ đúng rồi, áo nó có một tông màu 149 nữa mọi người Trời ơi, bây giờ bây giờ lấy 149 người đi mua cái gì được ta Bây giờ 149 người mua cái gì được ta Mua cái áo phun, bộ là cái áo phong bình thường thôi, áo thun bình thường thôi á mọi người 160, 170 rồi, đừng nói chi bây giờ hàng thiết kế của nhà máy Hàng thiết kế của nhà mát mà lên cái áo có 149 nghìn nè Mà áo cổ đổ để mặc xinh ơi là xinh Nha siêu hách vòng 1 cho em Như nha Còn với cái chân váy này Đây Em Như là khoảng tầm mét 58 ha Em Như mặc nó tầm tầm qua gối một xíu Đó mới mặc lên cực kỳ phôm này kiểu như là hơi a à nè mọi người lên nó rất là che khuyết điểm cực kỳ gọn người và chân của các chị sẽ rất là thon nó kiểu như là vừa che được khuyết điểm vừa làm cho cái cảm giác cái chân của mình cực kỳ thon gọn luôn nhá mà mình cao cao mà mặc cũng được mà mình thấp thấp người mà nhỏ con giống như mình mặc cũng xinh nữa Mà cái tông màu đỏ cam này khỏi phải nói luôn cái tông màu đỏ cam này cực kỳ trắng da còn tông màu trắng nó của em thì bàn cái gì nữa mọi người mặc nguyên một cây trắng như thế này là cực kỳ sang chảnh nha màu trắng tinh khôi màu trắng tinh tế của em như mà chị yêu nào chưa đặt hàng đóng này để em đeo em xem thử. Chị nào thiếu số thông tin điện thoại thì không có hàng đâu mọi người ơi. Mọi người nhớ lên đơn sớm cho em tại vì mọi người ơi hàng sale của nhà mát thì số lượng không có nhiều. Mỗi lần lên like số lượng đó, em những cái mẫu này em vẫn đang bán bình thường Em vẫn đang treo em đang bán bình thường trên các thương trại thương mại điện tử luôn cũng không có sale rồi gì hết đó Chỉ có trong live stream thôi nha mọi người Chỉ có trong live stream mọi người bên Instagram có nghe không ạ à? Mọi người bên Shopee có nghe em nói không ạ à? Và cả các chị yêu nhà mình bên Facebook có nghe em nói không mọi người ơi Chỉ có trong live stream thì mới có cái giá này chứ Ngoài live là không bao giờ có cái giá này nha mọi người nha Mọi người nghe kỹ giùm em Rồi bây giờ 1 phút 30 giây nè mọi người thích lắm nha Em cảm ơn chị Thanh Thảo nè yêu má ok yêu mọi người luôn mua cho cho mẹ mặc được luôn á đúng chính xác luôn. riêng về cái nguyên một cái bộ này của em là mọi người mua cho mẹ mặc cũng được tại vì cái áo nó kiểu cổ đổ nhẹ nhàng rất là sang và cực kỳ thanh lịch nó không phải là hở hang nghĩa trơn. cỡ chân váy này mọi người mua cho mẹ mình mặc được luôn mọi người tại vì chân váy này nó hơi gọi là không quá dài mà cũng không quá ngắn được không nè có một trăm sáu chín nghìn là cả nhà cái trong váy đây nè mọi người mà đi mua nha cái chất này là kiểu như là cái kiểu cái lụa mà lụa mềm á mọi người Đó, cái lụa lụa mềm nha không có bị nhăn nha chứ không phải mềm mình và mặt cực kỳ mát em may cho mình hai lớp mọi người yên tâm giùm em không có bị nóng lên form rất là xinh ví dụ mình có thể lấy trang cái tông màu đỏ cam mình mặc lên cho nó uh, gọi là nó sáng da với lại nhìn cho nó tươi tươi cũng được còn không nói cho em màu trắng tinh khoai tinh tế này nha một trăm sáu mươi chín nghìn 169.000 Còn áo là của em là AS1 149.000 Chị yêu nào đặt hàng nhanh tay Đây em thấy mọi người đang lên đơn rất nhiều Chị yêu nào mà không gọi là không đặt hàng rất là tiếc Tại vì số lượng không có nhiều đâu mọi người <laughs> Rồi à, Mua mát một tủ luôn không hết luôn nè Vậy hả trời quá dễ thương luôn Rồi mọi người ơi 30 giây cuối cùng để em chốt đơn Hiện tại em đang like cho em ba mấy chị nào chậm tay là hết Tại vì cái hàng này là em sale cả nhà Hàng này là nhà mát đang sale Mọi người phải nhanh tay chốt đơn liền dùm em Chứ mọi người mà chậm tay là nó hết Mọi người chậm tay là hết nha cả nhà rồi 30 giây cuối cùng dùm em như thôi trong like mới có giấy này sau like mọi người đặt hàng thì em nghĩ là nó hết hàng với lại là sẽ không được áp dụng ưu tiên hơn những chị nào ở trong like đã ví dụ như chị, những chị nào trong like có đơn mà thiếu thông tin á thì bên đó lúc mà kết thúc like bên hệ thống á sẽ chết lại để mà ưu tiên những cái đơn hàng trong like hơn còn những chị nào mà đặt ngoài like thì em xin phép là sẽ không có gọi là uh, lên lên gọi là uh, sẽ bớt ưu tiên hơn nha mọi người chỉ sợ hết hàng thôi còn bây giờ mọi người ơi đặt hàng cho em như liền là mãi gì đây ảo là as 1 giùm em như nha as 1 cho em nè mọi người ơi mọi người chơi game rồi mọi người được tặng quà rồi bây giờ mọi người tương tác với em mua hàng nhanh giùm em nha Rồi mọi người ơi Bây giờ nè ờ Câu hỏi bên Insta hả Đâu thấy gì đâu uh, Có chi minigame uh, mini game Đâu đọc đâu đọc được đâu ta cái Em em trả lời hết rồi mà Rồi hết rồi em đọc trả lời hết trơn rồi mọi người Tại vì em đang like trên ba trang là các chị ơi Mọi người ơi bây giờ nè Chị yêu nào mình chậm tay là hết nha À Rồi Trả lời hết trơn rồi á mọi người <laughs> Rồi bây giờ này mọi người ơi Cái set này xinh quá à Set này cái chị mà kiểu như là đi chụp hình, đi cà phê, đi bạn bè, trà sữa Hay là em thấy như là đi làm văn phòng công sở Mà mặc kiểu này rất là trẻ trung và cực kỳ sang chảnh luôn Riêng về cái này mọi người đi làm văn phòng công sở là thoải mái cho em như nha rất là trẻ, không nhất thiết là đi làm văn phòng công sở là phải áo sơ mi Không nhất thiết là công sở là phải quần tay Không nhất thiết là phải áo vest cho em đâu có nhất thiết là phải như vậy. Tại sao mình phải bắt buộc mình vào một cái khuôn khổ mọi người? Thời trang là mọi người tạo ra nha mọi người, xu hướng là do các chị tạo nên. Cho nên cứ yên tâm, thời trang các chị mặc sao cảm thấy thoải mái, lịch sự mà hợp với cái ngờ nơi của mình làm việc thì mình cứ thoải mái mà mình bung lụa cho em đừng có gò bó mọi người ơi đừng gò bó phải gọi là tự tin khoe cá tính đó rồi as 1 dùm em như nhá còn chân váy là an 1 áo là 149.000 thôi còn vừa chân váy là 169.000 em như sẽ có hai size nhờ <laughs> yeah, rồi bây giờ là em chuẩn bị qua mã nè fan của nhà mát rất là lâu hạng của đai mình luôn à hạ, hạng kim cương luôn hả quá xuất sắc luôn rồi các chị ơi đặt hàng cho em như chưa để em xem kiểm tra lượt chia sẻ như thế nào mọi người kiểm tra cái lượt chia sẻ của các chị như thế nào mà đủ 500 lượt chia sẻ chưa em tặng quà tiếp mới có 367 lượt chia sẻ còn thiếu của em là 240 mấy lượt chia sẻ 243 lượt chia sẻ nữa giúp em 243 lượt chia sẻ nữa là em 233 lượt chia sẻ nữa là em tiếp tục tặng quà cho mình nha Còn bây giờ này em như xin phép qua mẫu luôn nha các chị yêu nhà mình nha chị yêu nào mình chưa đặt hàng nhanh tay dùm em tại vì số lượng không có nhiều Ủa cái đồng này đẹp lắm mọi người ơi cái vải của cái váy này cái màu trắng này cực kỳ dày nha không hề mỏng cho mọi người không có sợ là bị lộ khuyết điểm nha bình thường màu trắng mà người sợ là bị mặt là bị lộ khuyết điểm nhưng mà không cái này chắc bạn rất là dày may cho mình tới hai lớp luôn rất là xịn sò luôn mà sờ vào cực kỳ mịn cực kỳ mướt có 169 000 cái đây cái váy này mọi người nhận về mà mọi người không tin là hàng nhà mát luôn á tại sao là hàng nhà mát mà cái giá nó cực kỳ mềm như vậy mọi người không tin rất là xuất sắc cực kỳ đẹp yên tâm chốt đâu mình mua hàng mà được kiểm tra hàng thoải mái vậy em bây giờ hình như là cái đầm này em còn ít á cái màu trắng này em cũng còn ít lắm đó. mọi người ai lấy thì lấy lẹ giùm em màu trắng này của em chỉ còn là hai size m với l thôi còn riêng cái đồng màu đỏ cam này em còn đợi đủ ba size s m l nha chị yêu nào mình có size mình tranh thủ mình đặt hàng còn áo này thì mình free size các chị yêu ha rồi em như sẽ xin phép là qua mẫu luôn nha cả nhà chị nào đặt thì nhanh tay giúp em đó, ok bây giờ Hoài sẽ qua một mẫu đầm khác cũng rất là xinh tiếp theo để các chị mình săn này Rồi cái đầm này là phải nói là ai mà cũng được các chị mình nhá Và một cái đầm mà che khuyết điểm rất là tốt cho các chị mình luôn Thì hiện tại là bây giờ Hoài sẽ kiểm tra cái lượt chia sẻ các chị mình trước Tại vì là Hoài nghĩ là đang rất là nhiều chị muốn chơi luôn cái chương trình mini game Nhưng mà tại vì cái lượt chia sẻ lúc Hoài đưa ra là mình phải đạt được 500 lượt chia sẻ Thì Hoài mới có thể chơi à, mini game với các chị mình được Nên bây giờ mình cố gắng mình chia sẻ thật nhiều cho em nha Hiện tại là cái máy em nó đang chưa có hiện lên được cái livestream thì trong lúc là đợi cái này hiện là cái máy của Hoài hiện lên. Thì Hoài sẽ giới thiệu cái mẫu này em đang có cho mình đó là hai màu các chị nhá. Có cái đầm xinh không ạ? Cái đầm này thì quá xinh rồi. Đấy chị nào mà thích mặc chị em Hoài ở nhà đi chơi kể cả là đi tiệc hoặc là bầu bì cũng có thể bon chen được mẫu đầm này thì thiết kế cái đầm quá là xuất sắc như thế này với mức giá siêu mềm các chị nhá. Bây giờ thì Hoài xem cái lượt chia sẻ các chị mình là bao nhiêu nào? 376 lượt chia sẻ các chị ơi. Hiện tại là đang có 376 lượt chia sẻ và Hoài đang cần thêm lượt chia sẻ đấy ạ. Các chị nhà mình chia sẻ lên cho em Hoài thêm trăm 120 lượt chia sẻ đấy các chị yêu ơi 120 lượt chia sẻ cuối cùng thì Hoài đã có thể tặng quà cho mình rồi Nên là mình nhanh tay comment và nhanh tay chia sẻ với Hoài nha Tăng lượt chia sẻ lên cho Hoài đó là 120 lượt chia sẻ cuối cùng ạ à. Đầm em đang mặc lên ngay mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là HA9 Các chị mình nhá để Hoài xem mẫu này có phải là HA9 không ạ Đúng rồi, mẫu sản phẩm của Hoài đang mặc sẽ là HA9 Mẫu này đang có mức giá gốc là 595 ngàn Có nghĩa là gần 600 ngàn các chị nha Gần 600 ngàn và đang được giảm trực tiếp chỉ còn có 249 ngàn thôi ạ à. Trời đầm xinh như thế này mà mức giá 249 ngàn Các chị nhà mình hỏng chốt là Hoài nghĩ sẽ rất là phí luôn Chị nào đang quan tâm đầm của em đang mặc là phải lên nhanh nha Thiết kế cho Hoài này Form cổ dáng V với chất liệu cho em hỏi là cô tông số, các chị mình nhá Em này thì lên cho em Hoài phần tay đó là phần tay bồng Có bo chun đầm kết hợp cho em phần nhúng nguyên tà phía dưới luôn Để tạo điểm nhấn cho đầm này Sai số thì hiện tại em đang có đầy đủ để các chị săn Size S, size M, size L các chị mình nha 38 tới 63 cân đổ lại mình mặc đẹp đầm này và đầm lên cho mình hai lớp đấy ạ. À. Form dáng phía dưới em thấy cái phần bèo này quá là đẹp luôn và đặc điểm là cái màu này thì hoài đang có thiết kế hai màu các chị nha một đó là màu hồng hai là tông màu trắng các chị nhá hai tông màu thiết kế cho chị nhà mình luôn hoài nghĩ là tông màu hồng thì rất là dễ mặc rồi nhưng mà nếu như mà chị nào muốn an toàn nhất thì mình cũng có thể lựa màu trắng tại vì hai cái tông màu này đều là tông màu nhạt dễ mặc đi chơi đi làm đều được chị em hoài là mình thích mẫu nào là mình lên chốt luôn nha à, lượt chia sẻ của mình vẫn đang tăng nên các chị mình tiếp tục chia sẻ giúp hoài như các chị yêu khác hoài sẽ đọc comment của các chị mình này dạng size s cho hoài sẽ là dưới với 50 cả dưới 50 kg chị yêu nhá, Sẽ dưới 50 kg. Đầm này thì em nghĩ là trên dưới tầm là trên 40 dưới 63 cân là mặc được tại vì form dáng suông và bầu bì cũng có thể bon chen được cho hài đầm này luôn. Đấy Hoài đang thấy lượt chia sẻ mình là 402. Các chị nhà mình có thể tiếp tục chia sẻ giúp Hoài lên 500 đúng không ạ? 500 lượt chia sẻ Hoài sẽ tiếp tục tặng quà cho các chị mình nha. Đây món quà để khích lệ tinh thần thì Hoài sẽ dơ cái món quà này các chị xem. Đây là món quà em sẽ tặng các chị mình trong like nhá. Đây một chiếc váy chân váy rất là xinh này. trị giá 445 000 Hôm nay sẽ tặng các chị mình với mức giá không đồng không tốn bất cứ chi phí nào mà khi mà mình thanh toán cái mẫu chân váy này với món quà nha, có nghĩa là quà chỉ nhận với mức giá không đồng thôi. Bình thường mà những shop khác uh, kiểu như là tặng quà nhưng các chị nhà mình phải chịu phí ship ấy thì riêng nhà mắc là không cần phải chịu phí ship luôn các chị mình. Đầm có nhăn không nè Chị yêu ơi đầm này thì không có nhăn đâu chị yêu ơi Tại vì cái chất cotton soap này rất là ok luôn Không có bị nhăn Nhưng mà nếu như mà khi các chị mình nhận hàng của bác về Thì Hoài nghĩ là ít nhất mình cũng phải làm một lần nha Tại vì là sao ạ à? hàng đóng cả một ngàn kiện luôn nhà Em về số lượng là lên cả một ngàn cái các chị mình ơi Thì mới có mức giám bềm như thế này cho các chị mình Nhưng mà hàng nhà em bán rất là chạy nha Tính ra phân bổ ra một tổng cộng 20 cửa hàng thì cũng không có bao nhiêu hết á Nên là các chị nhà mình ở trong line mình thích đầm này thì mình chốt luôn này Hoài đang mặc size S nha chị Trần Minh Thùy nhá. Hoài đang mặc 2 S này Chị nào Tết Anh Thảo kia là chia sẻ khí thế luôn Chị ơi nếu như mà mình chia sẻ nhiều nhất thì khả năng nhận quà của mình sẽ là cao nhất đấy ạ Tại vì là à, nếu như chị nào chia sẻ nhiều nhất mình cứ chụp inbox gửi qua cho nhà em nhá Nhà em sẽ kiểm tra xem là lượt chia sẻ chị nào nhiều nhất thì em sẽ tặng quà cho các chị mình riêng nha Rồi em đang mặc mẫu này um, yêu hoài này yêu như <laughs> đẹp quá hai em Cảm ơn chị Vân Nguyễn rất là nhiều ạ Rồi các chị nhà mình ôi cái đâm này hoài đảm bảo các chị là hỏng nhăn đâu Cái mẫu sản phẩm đó là HA9 này không có nhăn đâu các chị mình ôi màu trắng rất là đẹp này hoài để gần các chị xem nhá. Đây là tông màu trắng và chất liệu cho em đây các chị mình chất liệu của nó sẽ có chị em hoài hơi cái đường xốp á tại vì cái mẫu này là cô tông xốp các chị nha phối viền cho em hoài hoàn toàn cái mẫu này rất là sang này size số lại rất là dễ mặc nữa nên là mình thích mẫu này là mình cứ lên đơn ngay cho em hoài nha <laughs> cái nào cũng đẹp cái nào cũng đẹp giờ sao các chị có 249 trăm bốn à bình thường đầm này có mức giá là 600 trăm ngàn nhưng hôm nay sale chỉ còn có 249 trăm ngàn thì hoài nghĩ là mình mua luôn hai màu để các chị mình hai màu về mặc thay đổi này mặc đi chơi mặc ở nhà mặc đi ngủ luôn cũng được hóng nữa mình mặc cho chồng con mình ngắm nha anh nghĩ là cái đầm này chị nào đang có bầu bí này, tầm 9 tháng vẫn có thể bon chen được tại vì cái phần phần của cái phần phía dưới nó rất là rộng luôn, eo này tầm chim là trăm mấy vẫn còn mặc được nha. Là mình không có sợ kiểu như là mặc không thoải mái và trong thời tiết hiện tại là hơi nóng này và mình ở nhà nhiều hơn cái thời gian mình đi làm ấy thì hoài nghĩ là mình nên lựa chọn những cái form đầm suông để mình che cái điểm tốt ăn uống thoải mái ngồi đi đừng cũng rất là thoải mái luôn đây là form phía sau các chị nhá các chị yêu cầu hoài quay phía sau thì em sẽ quay phía sau các chị xem mặt à. đây là form phía sau giúp em hoài là mình thích đầm này là nhanh tay chốt HA chín kèm thôi ạ à. đầm này hôm nay là mà nhà mát chỉ có sale duy nhất ở trong livestream thôi đấy ạ à. tắt livestream là mẫu này không có giá này nữa đâu nha duy nhất ở trong livestream thôi các chị là mình mua hóa đơn trên 300 k thì mình sẽ được free ship đấy ạ à. À để Hoài kiểm tra lại lượt chia sẻ này. Các chị mình kêu là mình chia sẻ nhiều lắm rồi, để Hoài xem lượt chia sẻ các chị nhà mình đang là bao nhiêu nha. Hôm nay các chị mình chia sẻ rất là nhiệt tình và chắc chắn là nếu như lượt chia sẻ các chị mình càng nhiều thì quà tặng sẽ thật là giá trị cho các chị mình ạ. Hoài đang thấy là 421 lượt chia sẻ. 80 lượt chia sẻ nữa đấy chị yêu ơi 80 lượt chia sẻ nó hoài tiếp tục tặng quà này Em là muốn tặng quà trong cái lúc em đang mặc cái sản phẩm này luôn đấy ạ Nên là các chị mình cố gắng là chia sẻ cho hoài thật nhiều nha Chia sẻ thật nhiều giúp em các chị yêu ơi Nào chia sẻ và tắt ba người bạn vào xem livestream cùng em Em đang thấy là mình thiếu có 80 lượt chia sẻ cuối thôi nếu như lượt chia sẻ của mình có thể là đạt mốc cho em 500 trong cái quá trình em mặc cái đầm này thì Hoài sẽ tặng luôn. Còn nếu như chưa có được 500 thì chắc là Hoài sẽ qua mẫu xong xíu nếu như sẽ lên mẫu khác và tặng quà cho chị mình nhá. Còn chị nào đang cần tư vấn mẫu này thì mình cứ comment Hoài sẽ tư vấn kỹ với các chị. Cái mã sản phẩm của Hoài đang mặc ạ, à. để Hoài xem nào. À, à cái để chờ em một xíu các chị mình nhá. Size M ngược bao nhiêu? Đầm này bao nhiêu? Đầm này cho em 249 000 chị triệu nhá. Đầm Hoài đang mặc sẽ là 249.000đ và đầm này á thì size M cái em này thì ngược tới tầm là chín mấy một trăm vẫn mặc được tại vì em này là phong dáng suông các chị ha không phải là phong dáng ôm là mình không có cần phải đo cái vòng 1 và cái vòng 3 vòng 2 của mình luôn có nghĩa là cứ dưới 65 cân là mình sẽ mặc được cho em hài đồng này đẹp các chị mình em này rộng lắm tại vì là cái phong này là phong dáng suông các chị nên là ngực trộn ngực của hoài vòng một của em đang là 85 nhưng mà em mặc vẫn rất là thoải mái nên hoài nghĩ là tầm cho em đó là tầm 90 100 đổ lại vẫn có size cho các chị mình nha là mình không có sợ đầm này bị chật hát Ok chị Hoa Nhi hoài chất đơn cho mình nha đẹp quá trời Cảm ơn chị yêu rất là nhiều này các chị nhà mình... Mình vẫn tiếp tục chốt đơn cho em Hoài đi ạ Để xem nào Hoài kiểm tra lại lượt chia sẻ một lần nữa nha Lần chia sẻ cuối cùng của chị mình đang là bao nhiêu nào Rồi ok 200 427 427 là vẫn còn thiếu tới là à, gần 70 lượt chia sẻ nữa cơ nên là chắc là Hoài chưa có tặng quà được cho các chị mình rồi. Chắc để xíu nữa như qua như sẽ tặng quà cho các chị mình nha. Các chị nhá. Để xíu nữa như qua cả livestream này thì như sẽ tặng quà cho các chị mình sau nha. Còn bây giờ thì chắc là Hoài sẽ chuẩn bị qua mẫu đấy các chị ơi. Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu khác cho các chị mình ạ. À. Còn chị nào đang săn mẫu này thì chốt chị em HA9 kèm thôi à nhá. HA9 kèm thôi trên à Hoài. Rồi mẫu này chị em Hoài size M cho em thì lên ngay mã sản phẩm là HA9 kèm thôi à. cho Hoài là được. Size S size M đầy đủ các chị mình nhá. Size số mình sẽ được lựa chọn hoàn toàn luôn nhà em sẽ tư vấn kỹ cho các chị mình tại vì cái đầm này quá là xinh hồi nãy hoài mặc lên là hoài ưng lắm các chị tại vì là ở trong lai nó không có đẹp bằng ở ngoài đâu tại vì ở ngoài đẹp hơn rất là nhiều và khi mà hoài mặc mà đã vừa mắt với các chị mình thì chắc chắn các chị mình mặc ở ngoài sẽ xinh hơn em rất là nhiều Đó, ok bây giờ sẽ hoài sẽ để như qua một cái set mới các chị ha rồi, em thấy là bên uh, Insta đúng không? Chị Hình Huyền nè có hỏi là cái áo cổ đổ em mới mặc xong Áo cổ đổ mới mặc xong là mã AS1 đó chị Em còn uh, uh, giá là 149 nghìn Nếu mà chị lấy thì lên đơn cho em nhá Áo cổ đổ mã AS1 dùm em Còn bây giờ em qua một cái áo kiểu như là một cái set gồm một cái áo sơ mi Mọi người nhá Một cái áo sơ mi với một cái chân váy mà kiểu như là nó sẽ xếp một bên như thế này là rất là xinh Rồi, riêng cái set này thì em thấy là những chị nào mình đi làm văn phòng công sở là mình cứ thể chốt cho em giáo viên giảng viên thì mình chốt ngay tại vì cái xét này em thấy mặt lên nó rất là tươi trẻ cực kỳ trẻ trung tại vì cái họa tiết của cái hoa cái tông màu này là kiểu chất vả là chất tơ mọi người chất tơ này nó dày dặn lắm nha nó không có bị mỏng như tơ bình thường như mọi người vô mà vô tơ cái chị nhìn xem cái vải này không hề mỏng không hề mỏng như chất vô bình thường đâu. Rồi em báo cho các chị cái mã với cái giá luôn nha cả nhà nha. Mình đặt hàng mà nhanh chóng mình để lại cho em mã kèm số điện thoại liền. Bây giờ này em thấy mọi người đang vẫn đang lên đơn. Các chị yêu mình lên đơn nhiệt tình là giúp em hàng nhờ lên đơn hàng cho em nhá. Mã sản phẩm áo nó là mã AH1 nha mọi người ơi. AH1 này của em với giá gốc là bốn trăm chín ngàn bây giờ em sale cho mọi người. À, cho em né né qua cho em nhìn xíu nè. Rồi cái này là Ờ uh, AR5 hay là AH1 này mọi người. Đúng rồi. AR5 vậy rồi là AR5 nha em nhé. Giá gốc là 495 000 bây giờ em sale cho mọi người là 199 000 199 người dùm em nha Còn chân váy của em là AH1 nha mọi người Áo là AR5 Còn chân váy là AH1 dùm em Rồi chị yêu năm mình đặt hàng mình nhanh tay dùm em Chân váy này của em thì em vẫn sẽ sale cho các chị yêu nhà mình Cho nên mình yên tâm chốt đơn dùm em Cái sơ mi này em sẽ có đúng một cái tông màu này thôi mọi người ơi Sơ mi với lại chân váy luôn Hình như là cái này Ờ à, đúng rồi em chỉ có đúng một cái tông màu này thôi nha Thì ngày hôm nay mà chị nào chốt thì chốt lại dùm em Cái chân váy em còn sale còn 119 nghìn thôi 119 nghìn thôi nha cả nhà yêu ơi rồi nè, dạ đúng rồi cái này em đang sale á mọi người. Chân váy này set này nhìn rất là thanh lịch đúng rồi cả nhà cái set này cảm giác mình mặc lên nó rất là công sở Lúc mà em lên em là em nói luôn là chị nào mà dân văn phòng công sở thì không thể nào mà bỏ lỡ qua cái set đồ này Kiểu mà phôm áo sơ mi mà họa tiết hoa và chất liệu nó rất là đẹp luôn Có 199 nghìn là cái giá sale của em rồi Mà tông màu vàng này kiểu cái màu vàng mà nó hơi 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 gọi là vàng nhẹ mọi người Vàng nhẹ nha cho nên là chị yêu nào mà mình thích cái tông màu nó nhẹ nhẹ mà nó mát mát á nhìn nó tươi trẻ thì mình lấy cho em cái áo này có 199 trăm chín hàng này là hàng volter nó không có bị mỏng mọi người yên tâm cho em mà mặc lên nó mát lắm cái chị sờ vẫn chắc vải rất là mướt nha phần tay của mình sẽ có hai cúc để mình cài nó tạo được cái độ bo phòng cho mình nó rất là che khuyết điểm luôn cái áo sơ mi của mình nó sẽ là cài cài nút mà chỉ có kiểu như là giấu nút mà mọi người ẩn nấu nút ẩn đó. rất là cưng ha rồi lên cho em là mã áo là ar năm cho em, màu vàng này em chỉ còn hai size là M với L thôi. Nhưng mà em thấy là với form áo sơ mi thì các chị mặc size S thì có thể mặc vừa dùm em. Em bình thường em mặc size S thì em đang mặc size M không sao hết tại vì sơ mi mình mặc rộng nó cũng không sao các chị. Tùy tùy vào cái gì như là áo thun ôm hay là body rồi gì đó thì mình cần ôm. Còn với những các form áo sơ mi các chị cứ mặc rộng rộng nên thoải mái nó dễ chịu ha. Rồi, chân váy của em là mã A H1 dùm cho em A 1 này của em lên có 119 000 cả nhà ơi Chân váy này 119 000 mọi người ơi Số lượng không còn nhiều nha ba size nhưng mà mỗi size em còn rất là lẻ luôn A 1 này của em số lượng không còn nhiều 119 000 thôi chị yêu nào bỏ lỡ quá tiếc Rồi em thấy các chị đã lên đơn rồi nè các chị lấy luôn cái em trắng trong váy liền, đừng bỏ lỡ 119.000 bỏ lỡ là quá tiếc luôn, màu dễ thương quá, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị đang mặc size M đó chị Hoàng Lan Hương, em đang mặc size M tại vì cái áo này em hết size S rồi. Nhưng mà bình thường em như mà S, em như cái 44 cân thôi em mặc size S. Mà lên phone cái sơ mi, sơ mi em mặc rộng rộng cũng sao hết trơn á mọi người. Riêng cái set này nếu mà các chị yêu nhà mình lấy cả set là bao nhiêu ta? 200 200 319 339 là 318.000 cả set. 318.000 cả set đúng không cả nhà? đúng không mình mua 318 trăm bây giờ cả cái set đồ của nhà ác như thế này hàng thiết kế cái chị đem số tiền đó cái chị đi mua cho khác không được một cái áo nữa mà bây giờ mình mua được một cả cái set này xịn sò nha chất lượng là ở đây là gì em hay nói với cái chị là chất lượng cái chị khách nhà em mua 5 năm 10 năm gọi là tại vì nhà mát là đã có mặt trên thị trường là hơn 15 năm rồi và những chị gọi là gọi là khách mà là kỳ cựu luôn á các chị mua sản phẩm của nhà mát này 5 năm 10 năm lấy ra nói em ơi chị mua cáo 5 năm 10 năm rồi mà chị mặc cái chất lượng nó vẫn y chang như cái lúc mà chị mua ban đầu nó kiểu như là cái màu nó không phai nó không bị phai màu này chất lượng nó không có bị đi xuống đó gọi là đỉnh cao đó các chị chứ bây giờ các chị mua một cái sản phẩm về các chị mặc một năm hai năm sau các chị giặt ra nó bị phai màu thì đó không được gọi là chất lượng cho nên khi mà các chị đến với nhà mát các chị bỏ một số tiền ra các chị mua các chị mặc xong các chị cho em mình mặc lại rồi các chị bán đi cái giá chị nó vẫn rất là ok luôn thành ra mọi người ơi phải mua cho em cả cái chân váy này luôn có 119.000 nghìn nè à rất là xuất sắc nha 119.000 lên cho em mã AH1 liền Cái này em còn đúng một tông màu và nó còn đủ 3 size S, M và L Chị yêu nào mình chưa biết mặt size gì có thể cho em xin chiều cao này em tư vấn size luôn nha mọi người Tại vì sau khi em tư vấn size các bạn nhân viên chốt đơn còn tư vấn cho chị một lần nữa rồi mới đi đơn Chứ bây giờ em chưa đi đơn liền đâu mọi người yên tâm dùm em hả Rồi AR5 với là AH1 dùm em nè <laughs> mà, mê cái áo này quá rồi đặt hàng chưa người đẹp thanh thảo mê rồi đặt hàng chưa áo này xinh lắm cái hàng này là hàng tơ nha cả nhà nha mà cái vô này mọi người nhìn cho em này mọi người nhận nhận cáo về là mọi người ghiền riêng về cái chất liệu của áo này bây giờ bán 199 chín là không đủ tiền vải luôn không đủ tiền vải để mà nhà mát nhập về luôn bây giờ sale quá rẻ bây giờ là giá sale cực kỳ sốc không lời lãi gì tầm này nữa mọi người ơi yên tâm mà chốt liền cho em đừng ngần ngại nếu mà chị nào mà em sơ mi em thấy nha sơ mi từ xưa giờ ai mặc cũng được hết trơn á mà không bao giờ cái chị áo kiểu thì áo kiểu chứ các chị thấy là từ sơ mi là có từ đời nào rồi mọi người ơi nhưng mà tới giờ chỉ là nó cách điệu lên nó lên thêm kiểu dáng nó lên thêm màu sắc nó lên thêm họa tiết thôi chứ sơ mi thì không bao giờ bị lỗi thời thành ra mọi người cứ mua về mình mặc mình mặc xong em thấy là cái áo này ai mà cũng được luôn Ví dụ như là các, các chị thấy không Con trai nè hay là phụ nữ gì đó Ai mình mặc cũng được Sơ mi mình mặc đi chơi nè Mình mặc đi làm nè Mình mặc đi học nè khi các chị mặc đi tiệc Mà cái kiểu là phơm là kiểu là phong cách mình thanh lịch Phong cách của mình sang trọng Mình mặc sơ mi vẫn sang như bình thường Được không Còn với cái chân váy nó kiểu hai bên nó xếp như thế này này Cả nhà nó sẽ che được gì Nó sẽ che được bớt cái khuyết điểm ở cái phần bụng dưới của mình Tại vì nó không quá ôm Và thứ hai nó đẩy các phần hông lên này, Đẩy cái phần hông lên để chi Nó cảm giác cái phần eo của các chị rất là thon và cực kỳ nhỏ gọn nó đẩy hông lên cho cái mông nó đầy đặn thêm nó nó có ý đồ hết đó các chị nha rồi bây giờ nè ar 5 chị nào chưa chốt chốt lệ giùm em ar năm một trăm chín còn ah một là cái chân váy của em như 119 trăm mười cái chân váy này 119 trăm mọi người không tin luôn á 119 trăm mười nha sai ngờ sai mờ ngực bao nhiêu không quan trọng quan cái áo này của em không cần quan trọng sai sai ngực tại vì cái sơ mi mà mọi người tại vì ví dụ như là với những cái form mà em quan trọng là sai eo thôi quần áo bán là quan trọng cái vòng eo vòng hai của mình nó còn phải ngực với mông thì mọi người cứ thoải mái băng chị bây giờ ngực của chị bao nhiêu chị cho em xin số số vào đo của mình đi em tư vấn size cho còn riêng cái vòng cái size ngực của mà các chị hỏng không lo tại vì sơ mi mà mọi người sơ mi rất là dễ mặc nha nó không phải là áo ôm hay là áo áo kiểu như là sát body của mình thì mình sợ chợt không có cái này là form sơ mi em còn hai size m với l chị cứ để lại cho em mình có cái đơn trước cái đã các chị muốn đặt hàng các chị cứ để lại cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại để mình có cái đơn trước rồi các bạn nhân viên còn tư vấn sai nếu lúc đó các chị không vừa thì các bạn hủy đơn các bạn không gửi đi đâu mọi người yên tâm nha bên nhà mát vừa mới gửi còn không vừa là không gửi tại vì không vừa mất công gửi tới các chị mặc cũng đâu có được rồi mất công đổi trả mất thời gian của chị em mình đúng không cái thời gian đó để các chị còn làm nhiều việc khác nữa rồi AR5 giá 199.000 Chân váy AH1 giá 119.000 Chiều nào mình chưa đặt hàng mình tranh thủ mình lên điểm em Còn bây giờ em xin phép kiểm tra cái lượt chia sẻ của mình như thế nào đủ 500 lượt chưa Vẫn còn thiếu cho em 44 lượt chia sẻ thôi 44 lượt chia sẻ cuối cùng em như tiếp tục tặng cho mình một em chân váy xịn sò với trị giá là 445.000 nhé 445.000 một em chân váy mini rất là xinh Nha mọi người nha. Với cái mùa hè như thế này em thấy là không thể nào mà bỏ lỡ những cái họa tiết mà hoa lá cành như thế này. Cực kỳ mát mẻ được không? Tặng luôn không đồng nha. Rồi, còn áo của em là 199.000 AR5 này. Đây nè em thấy bên non chị Trì Trang 942340. Chị Trang 9, 4, 2, 3, ơi. Chị cho em xin số điện thoại. AR5 cho em xin số điện thoại luôn nha. Có quần short hay quần dài cạp cao không để em xem. Quần short hay quần short hôm nay không biết có lên hay không đây. À hồi nãy có lên buồn sót rồi hả Để cái lì lát nữa cuối la em lên lại cho mình xem nha Rồi mọi người ơi Còn bây giờ cái chân váy của em 119.000 để em xem nè mọi người 119.000 cái chân váy này Có chị Vân Nguyễn vẫn đang chơi Khi nào mà đủ 500 lượt chia sẻ Thì em tiếp tục lại chơi game tiếp á mọi người Đúng rồi mọi người ơi Chân váy sang quá đúng rồi chị Mỹ Linh Ờ... <laughs> à dễ thương vậy, chị thanh thảo dễ thương quá rồi mọi người ơi áo sơ mi ở em thấy ở ngoài rồi đẹp lắm vậy hả chị ha chị vân ha em cảm ơn chị nha đó cái áo sơ mi này các chị nhận về em đảm bảo luôn tại vì nhiều khi em đứng ở trong live ánh đèn nó cũng đánh vào hơi nhiều còn các chị nhận về cái màu sắc nó đẹp hơn nó sắc nó nét hơn rồi em báo lại rồi em ra mẫu luôn nha các chị nha ar 5 mã áo giá 199 trăm chín nghìn giùm em đúng một tông màu vàng này và hai size ml còn trong váy là mã ah 1 giá 119 trăm chín nghìn chị nào lấy lấy lệ giùm em bây giờ em xin phép qua mẫu luôn nha các cả nhà yêu nha Rồi vô chị Rồi ok bây giờ Hoài sẽ qua một mẫu tiếp theo cho mình nhá Ok bây giờ Hoài sẽ qua một mẫu tiếp theo cho chị mình một mẫu đầm rất là hot của nhà em với mức giá Hôm nay siêu mềm một các chị mình Đầm này là một trong những mã sản phẩm gọi là best seller trong cái livestream ngày hôm nay Tại vì em này có giá gốc khá là nhìn nha Đầm Hoài đang mặc là một chiếc đầm kiểu lụa các chị rất là sang Và họa tiết cho Hoài là họa tiết hoa thì là một trong những mã sản phẩm rất là hot Đầm này Hoài đang lên mã cho mình này AS0 nha as với mức giá cho em Hoài là 825 000 là giá gốc Một chiếc đầm hoa vừa đi tiệc được, vừa đi chơi được này Vừa mặc hẹn hò đi kiểu như là công việc vẫn có thể mặc thoải mái cho em Hoài được Thì đầm này đang có mức giá sale rất là mềm đấy ạ 239 ngàn Và còn duy nhất cho Hoài đó là 20 chiếc thôi nha 329 ngàn 239 ngàn chứ đối với mức giá nghe muốn đốn tim các chị ơi 239 ngàn cái mẫu sản phẩm cho em là AS0 này Và còn duy nhất cho các chị mình đó là 20 chiếc cuối cùng Nên là chị nào mà đang xem livestream mà thích đầm của Hoài đang mặc là phải chốt nhanh các chị nha Đầm này mà không chốt nhanh là không có hàng đâu các chị Em này là thiết kế cho em Hoài vải lụa hai lớp giúp em này Kiểu như dạng lụa một lụa gầm các chị nhà mình Nó rất là dày và có độ bóng nhẹ giúp em nha Đầm thiết kế cho mình hai tầng và phần tay cho em là phần tay bí cách điệu cho em là có phần đơ phía bên hông để tạo điểm nhấn cho form đầm nhá. Chị nào mà đang quan tâm đầm này là phải chốt nhanh hoài đảm bảo luôn. Nếu như hôm nay mình không chốt đầm này thì chắc chắn khả năng của mình là sẽ không bao giờ sử dụng được em đầm này đâu. Tại vì cái sản phẩm này thì nhà em không có rủi really tóc lại đâu các chị mình nha. Nên là mình thích đầm này là mình phải lên đơn ngay cho em ạ. AS à, không kèm hoài này. Chỗ cái đầm xinh như thế này. Hoài quay phía sau các chị xem nhá em này vừa có thể mặc đi tiệc được vừa có thể mặc đi chơi được và thiết kế kiểu dạng cho em hoàn là hơi cổ điểm một xíu nhưng mà cũng không kém phần tinh tế kiểu như nó sẽ cũng khoét nhẹ trên phía phần cổ để tạo điểm nhấn cho em tại vì nếu như mà cổ cao quá thì nó lại rất là quá là kín luôn thì em này form dáng ngắn nhưng mà cái phần tay này và cái phần phía dưới đấy các chị mình nhá Em này chiếc bên trên hoài theo cái đường kiểu siêu một lạc một cái miếng latex tết về đấy Để cảm giác cho mình là cái phần eo của mình nó sẽ được thu gọn hơn rất là nhiều Và chị nào có mớ bụng thì sẽ được che khuyết điểm hoàn toàn nha Đầm này thì cũng không kén dáng nữa các chị Hoặc là độ tuổi của mình mặc đầm này cũng không kén nhá Bao nhiêu tuổi cũng có thể mặc được đầm này cho em hoài Nhanh tay lên mã cho em hoài đi ạ AS0 à, mẫu sản phẩm cho em Hoài sẽ là as không kèm ngoại nhá. Hiện tại là Hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ các chị mình này. Trời ơi lượt chia sẻ mình chỉ có thiếu 20 lượt chia sẻ cuối đấy, các chị ơi. 20 lượt chia sẻ cuối thì Hoài sẽ bắt đầu lướt tặng quà này. Có chị nào đang muốn nhận quà không ạ? Quà của em hôm nay đây các chị yêu nhá Quà hôm nay đây Các chị mình ơi Cái món quà 445 ngàn chưa thuộc về chị nào hết Nên là mình nhanh tay chia sẻ giúp em Bây giờ hiện tại là mình đã chia sẻ được cho em hoài là 478 lượt chia sẻ rồi Chẳng lẽ giờ mình không muốn chia sẻ được thêm 20 lượt để mình tặng quà đúng không các chị Là hoài đang thấy là các chị mình chia sẻ rất nhiệt tình Các chị yêu nào mà hôm nay chia sẻ nhiệt tình là chắc chắn món quà sẽ thuộc về chị đấy nha Là mình cố gắng mình chia sẻ giúp em thật nhiều đi ạ Chắc là để 2 phút nữa đi Các chị nhà mình chia sẻ sau đó hoài sẽ lướt tặng quà thì trong lúc các chị nhà mình chơi mi game này thì hoài cũng sẽ là đọc cái comment và tư vấn sai số về cái vấn đề đầm của hoài đang mặc nhá tại vì đầm này quá là xinh luôn các chị mình hoài oh, yêu gu <laughs> uh... à, Cảm ơn chị NT Thanh Thảo rất nhiều này có áo sơ mi Áo sơ mi có chị ơi xíu em sẽ tiếp tục lên áo sơ mi cho mình nha Tại vì hôm nay nhiều sản phẩm lắm Các chị thấy không ạ vừa lên set này vừa lên đầm chân váy cho các chị mình rất là nhiều ngay ở trong live Và xíu nữa còn thời gian thì Hoài còn review lại tất cả các mã sản phẩm trong live cho các chị nữa Nên là mình không có sợ là kiểu như sao à, Không có bỏ lỡ cái live stream này của em Thì ví dụ như những mẫu đầu mình coi không kịp á Thì xíu nữa nhà em sẽ review lại cho mình nhá Rồi ok mẫu này Hoài sẽ đọc lại cho các chị mình ạ AS không kèm thoại đầm này hóng kén tuổi đâu các chị nha mình đừng sợ là đầm mặt đang mặc nó bị trẻ quá hay là kiểu như là bị uh, kiểu như là nhìn nó baby quá các chị ở mình em này không có hề đâu bao nhiêu tuổi mặc cũng được cho em và cái phong đầm thì quá là đẹp luôn tại vì hoài kết cái đầm này lắm đầm này là một trong những sản phẩm best seller của nhà mát và bán rất là chạy luôn các chị nhà mình nghĩ sau khi mà một mức giá 825 trăm ngàn khi còn 20 chiếc thì em mới bức bán mức giá các chị là 239 trăm ba ngàn thôi nha thì chính là bức kể cả là nhân viên của nhà mát cũng rất là bất ngờ về cái mức giá này luôn là chị nào mà quan tâm mẫu này là phải chút nhanh chút lẹ thì mới có đơn hàng các chị mình nha 50 kg mặc AR5 size M có được không được chị yêu ơi mặc được nha mặc trong này tầm size M như chị Linh Nguyễn nhá lên mã sản phẩm kèm thoại trong Hoài được ạ à. các chị cứ lên mã sơ phẩm kèm thoại cho em hoài thì chắc chắn sẽ có đơn bây giờ thì hoài sẽ kiểm tra lại lượt chia sẻ các chị mình thêm một lần nha hoài sẽ kiểm tra lượt chia sẻ của các chị nhà mình thêm một lần ui 507 rồi 507 lượt chia sẻ rồi bây giờ hoài sẽ bắt đầu tặng quà các chị nha bây giờ em đang rất là hào hứng ạ à. bây giờ chắc thì hoài sẽ tặng Tặng quà cho các chị mình luôn Là chị nào đang ở trong live chị mình nhanh tay comment và chia sẻ thật nhiều này Rồi các chị yêu ơi bây giờ nhanh tay comment nha Hoài sẽ đếm từ 1 tới 5 và comment của chị nào mới nhất hiện lên Thì Hoài sẽ chọn comment của chị đấy Và Hoài sẽ tặng quà luôn nha Bây giờ thì cái chân váy 445.000 ngày sẽ thuộc về chị nào Nhanh tay 30 phút, 30 giây cuối cùng để mình bắt đầu comment Và Hoài sẽ bắt đầu lướt ạ à. Rồi các chị em mình thấy không Đây là những comment mới nhất nha Đây Hoài sẽ chọn những comment mới nhất luôn các chị mình ơi Đây một nhá hai ạ 3 ạ 4, 5 Rồi ok, xem nào Ui comment của chị Mỹ Linh nhá Hoài đang thấy comment của chị Mỹ Linh các chị mình ơi Hoài sẽ vào kiểm tra xem chị Mỹ Linh đã chia sẻ hay chưa này Ui Mỹ chị Mỹ Linh đã được hai huy hiệu luôn và đã chia sẻ các chị mình nhắc nhận người đã chia sẻ này. Vậy là Hoài sẽ tặng chị Mỹ Linh các chị hà. Chị Mỹ Linh ơi mình đang có ở trong livestream không ạ? Nhanh tay comment cho Hoài đó là nhận quà đấy chị yêu ơi. Nếu như chị Mỹ Linh đang có trong livestream thì nhanh tay comment cho em nhận quà. Em Hoài sẽ để một phút để chị Mỹ Linh bắt đầu comment. Nếu như mà mình không có phản hồi lại cho Hoài thì Hoài sẽ tặng chị khác nha. Nên là nếu như các chị Mỹ Linh đang có trong livestream thì nhanh tay comment giúp em Hoài đi ạ. Còn đầm của hai đang mặc mình vẫn tiếp tục có chị em Hoài thì đó là AS không kèm thoại Trong livestream này sẽ còn rất là nhiều nha À đầm này còn màu đen các chị ơi Đầm này còn màu đen nhưng mà cái đầm của Hoài màu đen ấy chỉ còn duy nhất size S à Mà màu đen thì chắc là các chị mình có thể lên website mình xem giúp em được các chị ở trên Shopee á, nếu như những mã sản phẩm mà không có đơn hàng hoặc là không có trong giỏ hàng ấy thì mình có thể thoát ra gian hàng mà mình chọn cái mã vẫn có mức giá giảm thì các chị nhá chị các chị yêu ha ở trên sàn á mình vẫn cứ chốt đơn cho em hoài là được này rồi as uh, ar r 5 và mẫu size cho chị kha nha hoài đang thấy ở bên Inchia, Gram lên đơn rất là nhiều nhưng mà tại vì là ở bên incha thì hoài hơi khó đọc một xíu nên hoài không đọc được các chị thông cảm giúp em các chị nhà mình cứ lên chị em hoài mã này nha mã cho em as không kèm thoại chị mỹ linh đâu rồi ta hoài chưa thấy chị mỹ linh phản hồi lại cho nhà em đâu ạ à? Ờ, buồn chưa? nãy giờ xe quá trời luôn. chị yêu ơi, tại vì là cái các chị nhà mình nếu như mà mình chia sẻ nhiều nhiều thì mình có thể gửi quen bot cho nhà em, em sẽ kiểm tra nhá rồi ok hoài đã thấy chị mỹ linh comment là nhận quà rồi ạ. vậy thì sẽ tặng cho chị mỹ linh nha. hoài sẽ tặng cho chị mỹ linh đó là chị nhận được món quà đó chiếc chân bánh của nhà em. lưu ý giúp hoài là mình sẽ không cần phải trả bất cứ chi phí nào nhá còn chị nào đang thích cái sản phẩm là đầm của hoài đang mặc ạ, nhanh tay cảm ơn giúp em hoài mã đầm của hoài đang mặc này. em này sẽ là AS không kể ngoại. đầm này thì nãy giờ tốn rất nhiều thời gian để chơi video game nên là Hoài sẽ uh, nắng lại với các chị mình một phút để chốt tầm mẫu đầm này sau đó Hoài sẽ qua mẫu nha. Đem đừng gân các chị xem này. Lưu ý giúp Hoài đầm này có thêm màu đen nhưng mà màu đen chỉ còn duy nhất size S thôi, còn cái màu Hoài đang mặc thì có đầy đủ size. Nhưng mà mỗi size còn thì các chị mình tầm 7 đến 5 chiếc thôi nha. 7 đến 5 chiếc trợ em hoài cái mẫu này cho mỗi size thôi Là chị nào thích đầm này là phải chốt ngay Ở ngoài nhìn xinh lắm Có thể là hoài mà không xinh bằng Nhưng mà các chị mình mặc ở ngoài sẽ rất là xinh Đầm đi tiệc là siêu đẹp cho em nhá Nên là lên AS không nhớ bổ sung số thoại cho hoài là được ạ à. Ôi <laughs> Thì nó tới anh Thảo với mình cứ tương tác thật nhiều đi ạ à. Nếu như mà cuối live hoài thấy chị nào tương tác nhiều nhất Thì hoài sẽ tặng quà luôn Tại vì là cuối live hoài vẫn còn một món quà nữa Với lại là cuối live sẽ có những cái mức sản phẩm có mức giá điêu cực kỳ hời cho các chị mình mình không có rời khỏi stream của nhà em nha ok bây giờ thì chắc là hoài sẽ để như qua mẫu luôn các chị yêu hoa Hoài sẽ để như qua mẫu tiếp theo này Chị nào có thích sản phẩm của em đang mặc thì cứ lên cho em đó là AS0 kèm thoại 239 ngàn đồng này Đồng này sao tới 70% đấy ạ Tại vì giá gốc tới 825 ngàn các chị nhá Giảm trực tiếp cho các chị mình chỉ còn 239 ngàn thôi Nên là chị nào quan tâm đồng nào là mình phải chốt ngay với cái mức giá siêu mềm như thế này Hôm nay không chốt là hôm sau không Ui, có cơ hội các chị Rồi bây giờ các chị có thích xem sunset không ạ Bây giờ em sẽ tiếp tục để như qua một set mới nhá rồi em vào nha mọi người ơi Bây giờ nè Các chị yêu nhà mình có hóng cái uh, cái phần là cái mẫu của em lên 76 nghìn không? Các chị yêu nào mình hóng á mọi người ơi Cho em xin một cái comment nào Nãy giờ em tại vì đầu like em như có bật mí với các chị á Là ngày hôm nay em như sẽ lên một cái sản phẩm với giá chỉ có 76k thôi Và cái giá gốc của nó là tới 200 năm mấy ngàn lần nha mọi người nha giá gốc là hai trăm năm mấy nhưng mà em sale sập sàn nó như là một cái phần quà đó mọi người bình thường ví dụ như nãy giờ cái chị mà mình chưa có trúng game thì ngày hôm nay em tặng cho mọi người cái phần quà này 76 k nha phần quà 76 k các chị nào hóng nãy giờ không nè rồi mọi người ơi chấm mà lên giùm em cái mọi người có hóng cái cái, à, mẫu mẫu 76 k không hóng mà chị hồng hoàng hoàng huyền hóng nè ủa hồi nhớ nó nãy nãy giờ em mới thấy chị hoàng huyền nãy chị hoàng huyền là ở bên bên insta hay là bên shopee qua hả đúng không rồi đây hỏng là em lên nè được các chị ơi không 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 buồn chị thanh thảo không buồn nha tại vì em còn quà nữa một lát em tiếp tục tặng quà tại vì mình chơi game y như mình mua vé số mọi người ơi mua vé số nếu mà chúng là trời cho mà nếu mà không chúng là trò chơi đúng không mình chơi trò chơi cùng vậy mọi người ngày hôm nay nếu mình không chúng thì một lát nữa mình chúng mà nếu ngày mai mình không chúng thì ngày cơm kia mình sẽ chúng nói chung là em chơi game để mọi người vui nè tại vì cái này là chơi thực tế mà chơi game của nhà mát lúc nào cũng trúng đó, nó chỉ cần mình hôm nay mình may mắn một xíu mình nhận quà hoặc là bây giờ các chị có thể mua một cái phần quà của em với trị giá 76 mươi sáu được không bây giờ mua là trúng nè <laughs> cái này là khỏi cần phải chơi cũng trúng 76 mươi sáu với chiếc áo của em đang mặc trên người nha rồi BR7 BR7 mã áo em đang mặc cho người với dây gốc 255 ngàn Ngày hôm nay tặng đúng khoảng tầm 20 chị nhanh tay lên đơn trong khoảng 3 trang luôn nhé Từ Insta, từ Shopee qua tới Facebook cho em 20 chị duy nhất chị nào nhanh tay là sẽ có hàng với mã BR7 áo em đang mặc cho người giá 76 000 Một tông màu duy nhất với tông màu nâu tay sọc nè mọi người ơi màu sọc nha, sọc nổi lên nè rất là xinh với cái màu áo này cực kỳ dễ mặc nha với cái áo thun mà cả chị áo thun rất dễ mặc mà màu này mặc tay mặc sáng da lắm luôn rồi 76 nghìn lên đơn cho em BR7 này cả nhà BR7 dùm em như nha trời ơi, áo này cưng lắm luôn BR7 đó các chị đang lên đơn chị hoa nắng à, <laughs> tiêm cho như em cảm ơn chị vân nha chị hoa nắng ơi chị nếu mà chị đặt mẫu áo em đâu mặc á chị cho em xin cái cái mã số nha Còn nếu mình muốn chơi game mình săn quà Mình comment săn quà tan cho em ba người bạn vào Hiển thị logo là người chia sẻ mới hợp lệ Còn nếu chị mua sản phẩm Chị cho em xin cái mã Mã áo đang mặc là BR71 không 76 ngàn thôi mọi người 76 ngàn em sửa nó 176 luôn Không tin cái này 76 Tại vì chỉ còn rất là ít chị nào chậm tay là không hết nha Rồi BR1 nha mọi người BR1 dùm em Ủa chị Mai Thi em thấy chị Mai Thi nè Sao chị không xem được like hả? Ui không không, bữa giờ bình thường mà ta Chị xem được like không chị? Hôm nay có lên áo sơ mi mới này em lên luôn á chị Mai Hương Em mới lên cái áo sơ mi vừa rồi á Là mã AR5 á AR5 của em em lên áo sơ mi màu vàng giá 199 nghìn á Có gì lát nữa em lên lại cho mình xem nha Rồi áo là BR7 của em Còn trong váy của em sẽ là mã HA1 giúp em HA1 với giá gốc là 455 ngàn Ngày hôm nay sale luôn mọi người Trời cả một cái set rất là giá cực kỳ mềm 129 nghìn giùm em 129.000 mã chân váy này luôn nha mọi người Rất là rẻ luôn Cái cái giá này cực kỳ mềm Cái này em có đúng một tông màu thôi cả nhà Cái này có đúng một tông màu Cái này là ở, nó là kiểu như là quần váy á mọi người Vùng váy á nha Ở sau là quần ở trước là phơn váy á cả nhà Mặc rất là thoải mái luôn nha mọi người nha Cái này mọi người khỏi cần phải hỏi là bên trong có quần hay không nha mọi người Cái này là quần giả váy mọi người ha Một em vùng váy này em thấy các chị đang lên đơn mở 3 rồi 7 rất là nhiều nè Rồi mã chân váy của em là HA1 nha H A1 129 nghìn mọi người nghe rõ đúng không cả nhà Em nói quá trời bự luôn 129 nghìn cái mã chân váy HA1 Và còn đầy đủ size là SM và L Còn đầy đủ size SM và L dùm em như nha Rồi mình đặt hàng mình cho em xin mã kèm dùm em Màu và số điện thoại không cần màu Cái này em có đúng một tông màu thôi Rồi áo này chị nào chưa lên đơn Lên đơn nhanh dùm em luôn nha Áo BR7 em không còn nhiều đâu cả nhà Có 76 nghìn là nó như là một cái phần quà luôn nha mọi người Em còn hai size L với L áo này thì hai size L với L có nghĩa là cái chị mà khỏi tầm 60 62 cân mình mặc cũng được cái áo này nha. Nhưng mà em thấy size S M mình mặc thoải mái giùm em mọi người nhìn cái chất thun nó co giãn nè, nhưng mà nó không hề bị nhão nó tự động nó lên form cho mình. Em như này, em như đang mặc size L bình thường, bình thường em như mặc size S mà hiện tại em như vẫn đang mặc size L. Tại vì cái áo này là áo thun, cái nghĩa là form của các chị tới đâu là nó tới đó cho mình luôn. Phơm của các chị tới đâu là nó đi lên tới đó chứ không phải là các chị mặc không được đâu mọi người yên tâm Hàng này là hàng thun xịn sò của nhà máy Cái chất các chị mặc các chị sờ sờ và nó sẽ có những cái đường gân gân này lên rất là đẹp nha mọi người nó tạo thêm cái điểm nhấn tại vì cái áo thun này rất là đơn giản nhẹ nhàng và những cái mẫu mà đơn giản nhẹ nhàng thế này á là không có bị kén người mặc cái chị yên tâm che với cái tông màu này nữa áo dài bao nhiêu xăng lát nữa em bỏ ra nha <laughs> nó như một cái phô áo bình thường á mọi người cái phô áo nó bình thường thôi chứ không có gì hết trơn á lát nữa em bỏ ra cho chị xem ha nó phô áo bình thường á chứ không phải là áo crop top nếu mà áo crop top thì em sẽ nói là áo crop top nha đồ shop đẹp giá yêu thương cảm ơn chị nhung trương rất là nhiều nó rất là thương 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 nè rồi mọi người ơi áo đẹp đúng rồi áo này có bảy sáu nghìn nè em thấy các chị đang lên đơn á chị nào chậm tay là hết hàng á cái chân váy này cưng quá mọi người ơi cái chân váy kiểu như là car caro á các chị ha car caro nó sẽ làm kiểu như là xéo xéo bên bên này có cái dây kéo chỗ này cái này là dây kéo kéo khóa đằng sau giùm em cái này là quần giả váy giúp em nhá đằng trước là váy đằng sau là sẽ là quần giùm em cái chị mua cái này về cái chị mặc rất là thoải mái không có sợ là bay bổng cũng không sợ là bị lộ hàng nha yên tâm giùm em như 125.000 mươi chốt đơn giùm em này chị yêu nào chưa lên đơn là lên đơn lẹ giùm em luôn rồi một phút 30 mươi giây nữa chuẩn bị em qua mẫu này áo còn size l với size xl giúp em nha chị uh, chị nắng ơi chị nắng nè uh, em chưa kịp đọc tên mà nó cho mất tiêu rồi à, mọi người đó đơn đang rất là nhẹ đây chị linh nguyễn ơi Chị Linh Nguyễn lấy áo cho em xin cái mã và số điện thoại của chị yêu nha. Lên cho em là mã uh, A -R, à, B r 7 giùm em. BR7 kèm số điện thoại dùm em là có đơn. Áo kiểu cổ mát trong tủ uh, gần chục cái luôn phải lên cho em trăm nha. <laughs> phải lên cho em trăm em mới triệu nha chị Thanh Thảo nha. Nói chứ nhà áo kiểu là mọi người biết sao không? Bình thường ví dụ các chị mua một cái váy, mua một cái đầm là các chị mua về mình mặc lần thôi rồi phải để lâu lâu mới mặc lại chứ mà mặc lại gần quá thì sẽ bị trùng đúng không? Còn với nhưng mà cái áo kiểu mà mua lẻ như thế này này các chị phối ngày hôm nay phối chân váy, ngày mai mọi người phối cho em cái quần, ngày kia mọi người phối cho em kiểu như là một cái áo mà các chị phối nhiều ngày thì các chị không có cảm giác không có bị lặp đi lặp lại còn với một cái tông váy các chị mặc đi thì cảm giác nó rất là lặp đi lặp lại. Cho nên là em nguyên chân thành nên mua nhiều áo kiểu nên mua nhiều chân váy như thế này và với cái mẫu này các chị đi chơi đi làm đi học đi hành đồ gì là đi đâu cũng được hết trơn thậm chí đi dạo phố bình thường này bữa nào là uh, quán sáng nó mở lại mình đi cà phê đi trà sữa bạn bè sống mạo rất là xinh xắn và cực kỳ trẻ trung giúp em 129.000 là mã chân váy được chưa nè H A 1 đặt hàng chưa còn đủ size còn cái áo của em còn có hai size lại l với xl em nói xl có nghĩa là những chị size lớn bình thường các chị mua những cái áo kiểu á giá nó rất là cao thì ngày hôm nay nhà mát lên cho các chị một cái khuyến mại ưu đãi như thế này 76 000 sáu mà cái size lớn với mọi người nhá br 7 các chị size sm thì các chị cứ thoải mái mà chốt cho em đi không sao đâu tại vì em nghĩ là áo thun mà Cái chị áo thun thì mình mặc lên nó phơm các chị tới đâu nó ôm tới đó ví dụ như em như mặc ví dụ như các chị uh, em như 44 cân các chị 50 cân các chị 40 cân thì cái phơm của các chị vẫn giống em có nghĩa là cái áo đó nó sẽ ôm theo cái form người của chị nhưng mà nó không có bị lộ tại vì cái tông màu này là tông màu nâu tay giúp em như nhá rồi ôi xinh quá trời nè rồi 30 giây cuối cùng em như qua mẫu nha cả nhà rồi em như kiểm tra lại nè áo kiểu thêm mặt không sợ trùng luôn đúng rồi các chị yêu ơi đúng rồi áo lẹ này nhìn trẻ trung năng động này mẫu gì 76 k đây nè đây này chị gia ngọc Ui rồi ơi, người ta chốt hết trơn rồi mà bây giờ à, hỏi em là 76k là mẫu nào là còn đâu nữa mà chốt. Rồi, 76k là cao ấy nó mặc như chị Gia Ngọc nha. BR1 giùm em, BR1 này chị Linh Nguyễn nè, bổ sung giùm em cái mã BR1 giùm em. Tại vì chị nói áo thun là các bạn chốt đơn ngồi ở dưới phòng kia không biết áo thun là cái áo nào. Thành ra cho em xin cái mã BR1 giùm em liền váy này có lót vân trùng bên trong không úi chờ chị hùng nhung ơi cái này là cái quần váy thiệt tình luôn á cái này là cái quần váy ở sau là cái quần nha đây ở sau là quần ở trước là, quần, ở trước là váy giùm em như có nghĩa là cái chị mặc không có sợ là cần phải hỏi em là quần hay váy bây giờ một lát nữa em bỏ cái phơm áo ra các chị xem luôn được chứ nè Trời dễ thương quá hả? Cảm ơn mọi người nha Rồi nói quá trời nói luôn mọi người Em ngồi gọi là like đứng trong phòng máy lạnh luôn mà mồ hôi toát ra đầm đề mọi người không thương em chia sẻ like cho em bây giờ em còn coi thử là chia sẻ like được bao nhiêu rồi em tiếp tục tặng quà 521 lượt chia sẻ hiện tại em còn mấy phần quà nữa ta hình như em là còn một phần quà nữa cho cái chịu nhà mình nha đủ 600 lượt chia sẻ nha đủ 600 lượt chia sẻ em như tiếp tục tặng quà mình chơi game mình nhiệt tình lên giúp em rồi 30 giây nữa nha mọi người nha áo này mọi người áo này em có size cho mình nó tới size XL là ok chị Linh Nguyễn em thấy đơn của mình rồi nè váy giá bao nhiêu ạ à? váy của em giá 129 Nhìn giá là dễ giảm rồi nha, giá gốc là tới 455 000 đúng không ta? Giá gi... đúng rồi. 455.000đ giá gốc đó cả nhà. Chỗ không tin luôn á cái chị 455 ngàn Bây giờ sale còn 129 nghìn nè à, Mà ngần ngại chi không mua Tại vì thấy nó giá rẻ quá ngại ngùng đúng không Đừng ngại ngùng Đến với em là không hề ngại ngùng Phải tự tin mà mua hàng với em nha Rồi tranh hà tranh thủ mà đặt hàng giúp em Rồi 30 giây này Nãy giờ là 10 lần 30 giây rồi đó cả nhà <laughs> Tại vì em thấy các chị vẫn đang lên đơn Cho nên em nán lại nè Đó các chị vẫn đang lên nè Mà bao áo bao nhiêu với mã bao nhiêu Dạ áo em nó mặc là mã BR1 giúp em nha cả nhà nha BR7 chứ nhầm BR7 giúp em nha BR7 BR7 nói nhầm BR1. BR7 BR7 chị ri ri 110 ơi chị lên lại giúp em BR7 giúp em nha, giá 76 000 giùm em. Còn chân váy mới là HA1 nha nha mọi người nha. Trời nói nhầm nhiều khi em không biết là em nói sai á mọi người. BR7 còn chân váy là HA1 giùm em. HA1 nha cả nhà nha. Rồi. Em thấy đơn mọi người nhiều quá cái em vui với mọi người. <laughs> Rồi mọi người ơi, bây giờ nè, các chị nào mình chưa lên đơn không nè. Em xin nán là tầm 10 giây nữa thôi tại vì Chị Lê Nguyệt, em uh, trả lời chị uh, một lần nữa nhé <laughs> Tại em thấy chị hỏi hai lần rồi nè. Là cái em váy này của em là mã HA1 dùm em nha. HA1 dùm em nha mọi người ơi. 129.000 Đây, thả phơm máu ra cho chị xem với. Ok chị luôn. Đợi em xíu Em thả ra cho mọi người xem nha Cái chân váy này em mặc nó hơi rộng cho nên em có kẹp Em xin phép bỏ cái kẹp ra một xíu rồi em thả cái phơ máu ra chứ chị Em đứng mép mép ra em thả cho mọi người thấy cho nó lịch sự nha mọi người nha Đứng ở trong live nhiều khi thả ra nó nó, nó lộ những phần không cần phải lộ mọi người Rồi Đây cái phô áo nó là một cái phô áo bình thường thôi các chị tại vì khi mà thả cái phô áo ra mình mặc cái chân váy nó hơi kỳ nha mọi người thông cảm giùm em bây giờ em 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 thả cái form cho các chị thấy được cái phô áo thôi nha mọi người nha nó một cái phô áo bình thường một bảy k thôi 76 k ok chị lên lê nguyệt đã lên đơn xuất sắc chị yêu ơi em tưởng đó mà chị chưa lên đơn nữa là, là hết hàng nha mọi người nha cô chị yêu nào chưa lên đơn được nữa không nè thì lên đơn sớm cho em như nha bây giờ em như xin phép là qua mẫu được chưa cả nhà H a 1 là mã chân váy của em 129 000 ừ. em còn đầy đủ size S, M, L. Còn áo là BR7 giùm em BR7 BR7. Size M mặc L vẫn vừa hãy chị. Đúng rồi chị ơi. Uh, mi ơi tại vì em là em như đang size S nè như đang size S như đang mặc size L luôn á mọi người nó sẽ là cái form nó sẽ hơi không có phải là ôm giống như là size S tại vì cái này em đang mặc rộng hơn so với cái size của mình nha mọi người nha em hết size S em hết size M em còn size L với size XL nhưng mà em vẫn đang mặc cái size L bình thường không sao hết trơn tên áo thun mà cả nhà nha rồi 76 ngàn thôi chị yêu nào chưa chốt chốt lại em chắc còn vài chiếc cuối thôi chậm tay là hết nha mọi người sau like này không có hàng để mà đặt nữa đâu bây giờ em như xin phép qua mẫu luôn nha các chị yêu nha. Rồi, đây form đằng sau là cái quần được chưa nè. Rồi qua luôn cả nhà. Ok, bây giờ thì Hoài sẽ qua một cái mẫu sản phẩm rất là đẹp cái thì mình luôn. Hôm nay sản phẩm mức giá siêu hời nên là các chị mình nhớ trong livestream là chốt luôn cho em Hoài nha. Cái mức giá giảm sản phẩm hôm nay quá bất ngờ luôn các chị. Và càng về sau thì mức giá giảm càng nhiều. Nên là chị yêu nào có thích sản phẩm nào là mình nhớ chốt luôn giúp em Hoài nha. Bên IG hoặc là bên Shopee thì nhà em không có đọc được comment nên là mình vẫn cứ lên đơn như bình thường giúp em Hoài là được ạ. À. Rồi sản phẩm của Hoài đang mặc này. Bây giờ Hoài sẽ giới thiệu trước cái mã áo nha. AH2 là mã sản phẩm áo Hoài đang mặc. Mẫu này cho em sẽ có cho mình đó là cái một màu màu này thôi chị. Một màu duy nhất là cái tông màu da và em này thì đã hết size L rồi, chỉ còn size S và size M thôi chị yêu nhá. Có nghĩa là 55 cân đổ lại mình mặc sản phẩm AH2 này là vừa đẹp cho em hoài. Cái AH2 này em chốt mức giá là 395 000 giảm trực tiếp còn 109 000 nha. Chị nào mà nhanh tay chốt kéo này mới có hàng chậm tay là hết hàng đấy ạ. À. Đây áo phía sau các chị xem giúp em. Thiết kế có cái phần dây kéo khóa tạo cách điệu ở phía sau ạ. À. Em này thì chỉ có duy nhất cho Hoài là cái màu be thôi. Đây là anh tay chốt cho em AH2 kiểm thoại nhỉ 109.000 áo Hoài đang mặc ạ Cái mẫu quần của em Hoài đang mặc này Mẫu sản phẩm cho em là BM8 các chị ơi BM8 với mức giá là 149.000 Quần này có mức giá là 325 000 là giá gốc nhưng hiện tại đang được giảm chỉ còn 149 000 thôi và quần này Hoài cũng chỉ có duy nhất cho mình đó là một màu, hồng như Hoài đang mặc nha. Áo màu da và quần màu hồng mức giá quá là rẻ đúng không các chị mình. Thật sự phải nói là rất là rẻ luôn. Nên chị nào mà thích sản phẩm này là phải chốt nhanh nha. Lên ngay mã sản phẩm cho em Hoài các chị mình nhá. AH2 kèm với BM để Hoài xem nào AH2 kèm với BM8 ạ à, Để chốt nguyên set của Hoài đang mặc với mức giá thành đó là 258.000 nguyên cảnh 258.000 một áo và một quần thì quá là mềm Áo lên chất liệu cho Hoài là cô tông và cái phần cái phần mà đường lay này các chị mình sẽ làm may trực tiếp lên trên nền vải rồi nha Có nghĩa là nhà em may sẵn cái đường dập ly lên rồi Và quần cho em là quần lưng cao rất là đẹp này Chị nào mà quan tâm mẫu này là phải chốt ngay nha AH2 chị yêu ơi AH1 là mẫu lúc nãy rồi Còn mẫu Hoài đang mặc là AH2 nha chị yêu nhá Ủa cái này AH1 hả? Để Hoài xem nào Đúng rồi, cái AH1 là cái chân váy lúc nãy Còn mẫu sản phẩm của Hoài là AH2 nha Hình như các bạn nhà mình đang ghim sai rồi đấy ạ AH2 109 ngàn áo Hoài đang mặc Quần sẽ là BM8 Với mức giá cho em sẽ là 149.000 Các chị mình cứ lên cho em AH1 nhé chị NH Vân ơi Trời ơi, form quá đẹp mà mức giá quá mềm luôn Hôm nay mà hồng chốt là thật sự rất là đau tim Tại vì cái nguyên cảnh như Hoài đang mặc mà 100, 109.000 Một áo quần chỉ có 149.000 Thì tại sao mình hồng chốt đơn các chị nhá Số lượng siêu ít cho em Hoài đấy ạ à. Là mình thích mẫu này là mình phải nhanh tay chốt đơn các chị nhá Em đã ghi mã sản phẩm lên các chị xem rồi Cái set này mình có thể mặc đi chơi này Đi làm này kể cả cho Hoài là đi dạo phố Ở nhà trên cũng rất là thoải mái Form quần cho em lưng rất là cao và lưng lưu ý giúp hoài là hoài áo đang mặc nha áo hoài đang mặc đang hết size l rồi chỉ còn size s và size m thôi còn quần hoài đang mặc thì có đầy đủ size nên chị nào mà thích mẫu nào là chốt ngay chị em đúng rồi nhìn cái mẫu này trẻ trung năng động nha chị nt thanh thảo ha mẫu này siêu trẻ trung năng động luôn rất là dễ mặc cho các chị mình mặc đi chơi được đi làm được đi dạo phố được này các chị mình ơi nên là mình thích mẫu này là mình chốt ngay nha rồi các chị nhà mình ơi nhanh tay chốt đơn này tại vì thời gian livestream của nhà em cũng còn rất là ít đấy ạ à. nên là mình thích mẫu nào là mình phải chốt thật là nhanh tại vì số lượng siêu ít luôn tại vì những cái mẫu sản phẩm này tại vì sao mà có mức giá mềm thực ra là những cái mẫu sản phẩm này bình thường thì nhà em không có sale đâu tại vì là đợt này nhà em muốn trợ giá các chị mình trong mùa dịch là thứ nhất và thứ hai nữa là sản phẩm còn số lượng quá là ít đi nên là mới có mức giá giảm mềm như thế này chứ không thể nào mà nguyên set như này là tầm là bảy tám trăm ngàn một set các chị mình nhá nhưng hôm nay giảm chỉ còn có 258 ngàn một set thôi Mà hồng, hồng chốt đơn thì quá phí luôn các chị mình nhé Quần mã cho em Hoài sẽ là BM2 nha chị yêu nhá BM2 là quần của Hoài đang mặc này Hoài đang thấy có chị comment ở bên Instagram là quần mã gì Mã cho em Hoài sẽ là BM8 các chị nha Quần sẽ là BM8 Còn áo sẽ là AH2 kèm ngoại này Rồi các chị mình em cảm ơn chị Phương Tô rất là nhiều Các chị mình nhớ tương tác cùng Hoài thật nhiều nha tương tác càng nhiều thì khả năng em sẽ tặng quà cuối like đi ạ nên các chị cố gắng tương tác của em thật nhiều đi rồi 533 trăm lượt chia sẻ rồi tăng lên trên 600 trăm lượt chia sẻ các chị yêu 600 trăm lượt chia sẻ cuối like hoài tặng thêm một món quà nữa các chị nhà mình ok không ạ nên các chị cố gắng là chia sẻ giúp em thật nhiều nha chia sẻ càng nhiều khả năng nhận quà của mình càng cao và cái đơn hàng hôm nay thì quá trời là ưu đãi luôn là hôm nay mà không chốt thì không bao giờ có cái cơ hội này nữa đâu mua 500 trăm hôm nay hóa đơn trên ba trăm ngàn sẽ được free ship nha hóa đơn trên 300k sẽ được free ship, hóa đơn từ 450.000 được 495.000 được free ship và tặng kèm các chị ở mình giảm thêm 50.000 nữa. Hóa đơn trên 695.000 tặng kèm các chị ở mình voucher giảm giá trực tiếp 100.000 và cộng thêm free ship nha. Hóa đơn 995.000 em free ship kèm tặng kèm cho các chị voucher giảm giá trực tiếp 200.000. quá trời ưu đãi luôn các chị ạ. À. Nên là hôm nay mình nhớ chốt luôn. Và lưu ý giúp hoài là tắt livestream không chốt mức giá sale nha chỉ có duy nhất trong livestream hoài mình chốt mức giá sale thôi áo này nhà em bình thường bán là từ 300 mấy các chị ơi nhưng hôm nay hoài chốt mức giá các chị mình chỉ có là 109 ngàn thôi Các chị đi đâu mua được một chiếc áo 109 ngàn Hoài nghĩ ra chợ mua một chiếc áo 109 ngàn rất là khó Chứ đừng nói là mua hàng thương hiệu các chị nha Nhưng mà cái mẫu này bình thường nhà em bán 300 mấy là em thấy mức giá rất là mềm rồi Nhưng mà hôm nay cái mẫu này hoài lên mức giá các chị chỉ có 109 ngàn thôi À chị yêu ơi sao set nào cũng đẹp, set nào cũng đẹp thì chút luôn Các set này các chị Tại vì hôm nay tầm 1 triệu là mình mua được tới 4-5 set đấy ạ à. Rồi set à, mẫu này được free ship Free ship tiểu hóa đơn trên 300k mình mới được free ship chị yêu nha Đối với nguyên cảnh của Hoài đang mặc thì chưa được free ship đâu tại vì mức giá mềm quá em này mới có 258 ngàn cả quần và cả áo à nên là nếu như các chị nhà mình muốn được free ship mình có thể mua thêm sản phẩm để nếu như hóa đơn của mình tổng cộng cho em hoài đó là tầm uh, tầm cho hoài đó là tầm 300 ngàn thì mình sẽ được vào ship nha 300 ngàn mình sẽ được vào ship Còn mẫu này hoài thật đang thấy là đơn ít quá Kiểu như là giá thành chưa có lên được 300 ngàn đâu Mức giá giảm rất là mạnh Nên là em này thì chưa được vào ship trong nguyên cảnh của hoài đang mặc nha Ok chị Ngọc Hưng này Có quần tây bét ghi không em Quần tây bét ghi thì hôm nay hỏng lên thì chị ơi Nhưng xíu nữa sẽ có một cái mẫu chân váy kiểu dạng dài Cho các chị mình rất là đẹp Các chị nhà mình chờ hoài một xíu nha Xíu hoài sẽ qua mẫu chân váy các chị còn tại vì cái set thì hôm nay có mức giá mềm quá nên là hoài đang cố gắng là nắng thêm một xíu nữa để các chị mình chốt đơn này chị nào thích mẫu này là nhanh tay chốt nhanh nha b m tám 8 các chị mình nhá Chị Catafel ơi nếu như mình muốn chốt đơn mình lên chị em mã sản phẩm kèm thoại đi chị ơi Lên mã sản phẩm kèm thoại em mới chốt đơn được nhá Áo của Hoài đang mặc lên mã các chị nhà mình này Em áo này lên mã cho em Hoài sẽ là BAH2 kèm thoại 109 ngàn Quần sẽ là BM8 Quần lưng rất là cao Cái form này mà hoài qua mẫu rồi chắc chắn không có hàng nha Nên là chị nào thích xếp này là chốt ngay cho em hoài này Đầm trắng 2 giây tối hôm nay hoài hồng lên Chị yêu ơi đầm trắng 2 giây hôm nay hoài hồng lên nha Các chị đang thích xếp của em đang mặc thì lên cho em AH2 cộng với BM8 này Hoài đang thấy bên Eagle lên đơn rất là nhiều Và các chị mình phải thật là nhanh tay Tại vì số lượng cho em siêu ít nhá Số lượng hôm nay rất là ít đấy ạ thích mẫu nào là chốt ngay mẫu đó lên mã sản phẩm nhớ bổ sung số loại cho em trên của một dòng comment quần có size đầy đủ chị Âu ơi quần có size cho em đó là size S size M và size L luôn có nghĩa là 63 58 tầm là 60 cân đổ lại mình vẫn mặc vừa còn áo thì chỉ còn size S và size M thôi nha 55 cân đổ lại sẽ mặc vừa mẫu áo, á. em này lại size các chị, sản phẩm rất là hot Nhưng mà Hoài nghĩ là tầm 55 cân thì các chị mình cũng rất là dễ dàng lựa chọn mà 55 cân là nhiều chị có thể mặc được đẹp, à. nên là mình thích mẫu này là mình chốt luôn <laughs> Em cảm ơn chị yêu rất là nhiều này, rồi chị nào thích mẫu này là lên ngay cho em này Để Hoài xem nào lượt chia sẻ các chị mình là bao nhiêu Em đang thấy nhiều chị chốt nguyên set lắm, nhưng mà em uh, khuyên là các chị mình nên chốt nguyên set luôn nha Nên chốt nguyên set cho em Hoài luôn, tại vì là sao, cái mức giá giảm này thực sự luôn quá là mềm các chị nhà mình hỏng lên mẫu này là phỉ lắm trôi gần 600 lượt chia sẻ các chị ơi hoài đang có thể là chuẩn bị tặng quà đến cho mình đây ạ à? rồi lượt chia sẻ của mình đang là 584 nha 584 lượt chia sẻ cho em hoài rồi hiện tại là mình đang có lượt chia sẻ cho em Hoài đó là 584 và em đang cần lên 600 lượt chia sẻ các chị ơi Các chị nhà mình có muốn em và Như tiếp tục tặng quà cho mình không ạ? Tăng lượt chia sẻ lên trên Hoài 600 nha, tăng lượt chia sẻ lên 600 giúp em Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục tặng quà các chị mình nhá Nhanh tay comment và chia sẻ thật nhiều nào Rồi xem cái lượt chia sẻ của các chị mình đang rất là tăng rồi Nhưng mà cái đừng quên là cái việc chốt đơn của mình các chị nhà mình nhá Hoài đọc lại mã này Chờ cái sản phẩm này hôm nay hỏng chốt là hoài buồn lắm tại vì mức giá quá là mềm các chị ơi. Em này mà hôm nay hỏng chốt sẽ rất là phí tại vì mức giá nó còn là chưa từng có tại nhà mắc luôn nha. Áo A2 với mức giá 109 ngàn Màu da chị em hoài có size SM và quần chị em sẽ là BM8 màu hồng. Quần này cao lưng cao lắm. Nếu như mình không mua áo thôi mình mua quần thì các chị. Em nghĩ là cái quần này là phải sở hữu nha. Không có đi đâu mua được cái quần này 149 ngàn đâu Chỉ có tại nhà mát thôi Là mua ngay chị em Hoài để mình có thể về phối đồ này Phối áo sơ mi, phối áo kiểu, phối áo dây Chị em Hoài đều rất là đẹp Quần lưng cao này form rất chuẩn các chị nhá Đặc biệt là quần có hai túi rất là sâu Bỏ được cái điện thoại kiểu dạng smartphone bự bự luôn Các chị mình ấy mất hút luôn Là mình cứ cái này <laughs> Nào đi, đi Tết các chị mình bỏ hạt dưa nha Tết bỏ dấu hạt dưa cho Hoài Không giấu bánh kẹo cũng được các chị mình Ôi, nhanh tay cảm ơn là Hoài sẽ chỉ chốt mẫu này 2 phút nữa thôi nhá hai phút nữa để các chị chốt mã sản phẩm của Hoài đang mặc sau đó em sẽ tiếp tục qua mẫu Nên các chị mình tranh thủ mình chốt đơn nhá Bây giờ đang ở phút thứ 23 rồi Đúng phút 25 là Hoài sẽ qua mẫu Tại vì cái sản phẩm này các chị lên đơn nhiều quá luôn Và mức giá giảm hiện tại đang rất là mềm Nên chị nào thích mẫu này là chốt ngay chị em Cái quần BM8 này nếu như chị nào không chốt Thì quá là phí các chị mình Em rất là kết cái quần này luôn Em ấy chất liệu cho em Hoài quần thế kiểu dạng cô tông nha Cô tông dày các chị không phải cô tông mỏng Đặc biệt là giặt máy giặt tay không sợ bị xù lông ạ à. Mình thích mẫu này là mình chốt luôn Đây đứng xa các chị xem này Quá đẹp rồi ok các chị mình em đang thấy lớn lên nhiều lắm nhưng mà Hoài nghĩ là lượt chia sẻ mình đủ rồi đấy Nếu như lượt chia sẻ mình đủ xíu nữa như vào sẽ tặng quà cho các chị mình nha Như vào sẽ tặng quà cho các chị sau Để em kiểm tra lượt chia sẻ các chị là mình là bao nhiêu nào Đây lượt chia sẻ của mình là trời ơi 600 rồi Nhưng mà mình thật đẩy thêm các chị ơi xíu nữa như vào sẽ tặng quà cho mình nha Bây giờ thì Hoài sẽ bán sản phẩm này thêm một xíu nữa và sau đó Hoài sẽ tiếp tục lên mẫu mới Bọc lại mã một lần nữa và em qua mẫu nha AH2 cho em Hoài mã sản phẩm áo với mức giá cho em 109 ngàn. Quần cho em sẽ là BM8 cho em với mức giá sẽ là 149 ngàn Quần còn đầy đủ size Áo chỉ còn size SM rồi các chị mình nhé Chốt nhớ lên mã sản phẩm kèm xuống lại cho Hoài trên cùng rằng có comment là được Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn cho mình ha Bây giờ chắc Hoài sẽ để như qua mẫu tiếp theo này Trời ơi các chị mình ôi nãy giờ là chưa có lên set kiểu như là form dáng kiểu như là baby dễ thương Ồ, Hay là cái form dáng kiểu mình... như là cái hơi theo thiên nữ công chơi. sở một xíu Và Như sẽ qua một cái set kiểu như chân váy dài rất là để xinh cho chị mình Bây giờ Hoài sẽ để như vào cái sản phẩm cuối like luôn Tại vì sản phẩm này là sản phẩm cuối line rồi Nhưng mà xíu nữa Như và em Hoài sẽ tiếp tục là review lại tất cả các mẫu sản phẩm này Và hơn nữa thì còn là tặng quà cho chị nữa nhá Là mình không có rời khỏi livestream giúp em ạ à. Dạ rồi, bây giờ em như tiếp tục qua một cái mẫu mà chân váy cực kỳ thần thánh luôn Thì riêng với cái mẫu chân váy này là em báo với các chị yêu nhà mình luôn nha Là số lượng còn rất là ít Thành ra là chị yêu nào mà mình mà em thấy cái màu này đẹp cái màu này là màu lạ, màu đẹp như cái tông màu xanh bơ Bình thường em như là em như có cái mẫu này nhưng mà em như có màu đen với lại màu trắng thôi Chứ màu xanh bơ thì em như chưa thấy chỗ nào có Chắc là em như chưa tìm thấy chứ hơi chắc là có nhưng mà em như chưa tìm thấy Còn ngày hôm nay các chị đã đến với nhà like của mát rồi Thấy được cái chân váy này rồi thì phải mua cho em Tại vì các chị biết sao không Cái chân váy này là một cái chân váy siêu thần thánh kiểu mình phối với cái gì nó cũng đẹp mà phối đâu nó cũng sai các chị thấy là nay cực kỳ hot mà phối kiểu như là chân váy này xong phối kiểu blazer mà khó khóc hờ thôi nha không cần phải mặc vô giống y chang như tổng tài y chang như giám đốc luôn đó bây giờ mình lấy liền cho em chân váy này phối áo kiểu áo sơ mi áo thun cái gì nó cũng đẹp đi về cao gót đi về sneaker gì cũng xinh để báo mãi cho mọi người luôn nha rồi bây giờ này chị yêu nào đang trong livestream của em đừng rời khỏi màn hình trong cái giây phút này tại vì sau đây em chuẩn bị em tặng luôn cho mình một cái chân váy lúc nãy là em sẽ tặng cho mình một cái tông màu trắng đi ha thôi nhưng không mình nãy là biết là tặng màu gì rồi nó ba màu các chị muốn màu nào cũng được nha em tiếp tục tặng cho mình một cái chân váy này sau khi em like xong cái này là em tặng luôn cho nên các chị mà rời khỏi màn hình là cái phần quà nó sẽ bị mất đi á cho nên ở lại với em nha em nói rồi đó mà bỏ em là mất lượt đó nha cả nhà rồi bây giờ này lên cho em mã áo là mã bt 6 giùm em bt 6 này với dây gốc là 295 trăm chín ngày hôm nay sale cho chị chỉ còn bao nhiêu một 000 nghìn 139.000 với mã là BT6 và cái này em có đầy đủ 4 size S, M, L, là cả nhà. Cái chất của nó cũng y chang với cái chất mà giống như là cái mã BR7 lúc nãy em mặc á, nhưng mà cái kiểu nó khác. Cái kiểu này nó kiểu như là cái cổ nó kiểu như là cổ tròn, kiểu như là cái cổ hơi rộng á. Còn đây là kiểu như là cổ cao. Cái chị nhau này là cổ thấp, bây giờ là cổ cao. Lúc nãy chị yêu nào thì nó thích cái cổ nó thấp như vậy. Bây giờ mình chuyển qua mà lấy cho em cái cổ cao, cổ cao nó nhiều hơn vải xíu, giá nó cao hơn xíu. Tại vì cái giá lúc nãy 76k là giá đó là quà tặng chứ không phải là do cái giá nó thấp đâu mọi người nha còn bây giờ cái phần quà tặng đó nếu chị nào mà chưa đặt hàng thì mình thích cái kiểu như là cổ thấp á thì mình lấy là mình để ra cho em là br 7 còn không mình cứ để lại cho em cái mã sản phẩm em mặc trên người đây cái áo này của em cũng có một tông màu duy nhất thôi là màu nâu và chất liệu cũng y chang như vậy nha mọi người nhá nó sẽ có những cái đường sọc gân nổi lên như thế này một trăm với mã là bt 6 dùm em như còn mã chân váy này là lên đơn cho em liền nè lên đơn cho em mã trong váy này để em xem nè, mã BT6 là màu da 139.000 nha, còn trong váy nó của em sẽ là mã NA1, NA1 để em xem nè, giá gốc là 495.000, ngày hôm nay sale cho mọi người còn 249.000, ui mọi người ơi cái cái trong váy này lúc bữa trước em như có mua là tới 350 400.000 gì á Đúng không ta? Mà ngày hôm nay nhà mát sale quá trời rẻ hình như là 400 mấy á Em nhớ là em như có sở hữu một cái Cũng với cái chất liệu mà kiểu như là lụa mà lụa như nó có có độ bóng quá các chị, lụa này rất là đẹp luôn, nó xịn sò hơn cái chân váy em như có nữa, mà mình bữa em như mua tới bốn trăm mấy lần, ngày hôm nay nhà mát sale cho các chị chỉ còn là bao nhiêu, hai trăm bốn mươi chín nghìn thôi, có nghĩa là những đơn hàng ngày hôm nay các chị mua là được free ship nữa, thì em thấy là giá này quá hồi luôn á các chị, cái này em còn đủ size nha, chân váy còn đủ size S, M và L giúp em như luôn, trời ơi form đây mọi người, đẹp ha, tông màu xanh bơ này ngọt ngào như là giọng nói của em như vậy đó. <laughs> rồi bây giờ này chị yêu nào chốt lên cho em liền NA1 nha NA1 kèm số điện thoại giùm em Một tông màu xanh lá với một tông màu trắng được giúp em Như nha Hai tông màu cho cái chịu nhà mình luôn Đây nè Ở nhà em Như có màu trắng đi rồi nè cả nhà một lát nữa chắc em Như sẽ lấy luôn cái tông màu xanh bơ Tại vì em thích mặc những cái phơm váy này lắm Mặc lên kiểu nó hết dáng á các chị Che khuyết điểm rất là tốt nha Với lại mình phối cái gì nó cũng đẹp hết trơn nó dễ mặc Ngày hôm nay các chị không biết mặc gì cứ phối cái chân váy này ra Phối cái áo, ở trong tủ đồ có áo gì cứ lấy ra phối hết cho em Như Mặc lên cực kỳ xinh mà cực kỳ sang nha Cái này rất là sang á các chị Cái vải này mình cầm lên rất là nặng tay Phần xếp như thế này mọi người mặc lên nó cực kỳ che khuyết điểm luôn Cái tông màu trắng này không hề bị mỏng nha Rất là nặng tay nó thật sự Cực kỳ nặng tay may cho mình hai lớp lộn và phơm thơm dài như thế này nè Kiểu như là mình thấp thấp người mà mặc cũng được Mà mình cao cao mà mặc cũng xinh 249.000 mã NA1 Dùm em như còn đủ size S, M và L Còn áo này thì em còn 4 size luôn á Các chị S, M, L, L, Cái mẫu hồi nãy 76K BR1 á, BR7 á Là em còn 2 size là L với L thôi Nếu mà chị nào lúc nãy mà size S với size M Mà còn ngần ngại mình muốn chốt đúng cái size của mình á Thì mình lấy cho em cái mã em đang mặc nha Là mã uh, BT6 dùm em mà cái này mong à, à, a rồi em thấy đơn của các chị á chị nào đặt hàng cứ lên đơn giùm em nha mặc lên cực thích mình được tặng váy màu xanh ủa vậy hả chị thanh thảo dễ thương nhở chị nhận được cái váy này rồi đúng không xuất sắc luôn đẹp lắm vải cực thích đúng chính xác luôn cái này em phải nói là phải xác nhận tại vì cái vải nó lên rất là đẹp mọi người ơi cái vải này kiểu như là vải lụa mà lụa này nó có độ phát sáng nhẹ này mà cái màu xanh bơ rất là ưng nha em thấy là nếu mà chị nào bình thường mình mình có màu trắng nhiều rồi lấy luôn cho em màu xanh bơ nên lấy có 249 trăm bốn nghìn nè cái giá này là em nghĩ là một cái giá mà đáng đồng tiền bắt gạo mình bỏ ra mình mua cái sản phẩm này còn đủ size ml thì mình nên lái cho em nha cái này phối lên đẹp lắm kiểu mặt khách gian á các chị rồi mặc lên cảm giác như một tiểu thư điệu đà Chính xác luôn nè mọi người Cái váy này nó rất là tiểu thư nha Đúng luôn mọi người Em thấy bây giờ nè cái váy này đang cực kỳ hot và em thấy là hình như ai ai cũng sẽ sở hữu một chiếc tại vì mặc lên rất là xinh và cực kỳ sang nha nó sang nha mọi người tiểu thư mà sang trọng đó, rất là điệu đà nó không có bị bánh bèo nó không bị bánh bèo mọi người yên tâm giùm em như rồi 249 trăm lên cho em là mã hai uh, n m một giùm em hai màu nha mình đặt màu nào mình cho em xin mã kèm số điện thoại để em thấy đơn của các chị nè rồi n 1 một chị uh, ngọc ngọc hùng ơi ngọc hùng cho em xin số điện thoại nha lên dùm em số điện thoại hình như em thấy ngọc hùng cũng đã mua sản phẩm của nhà mát rồi hôm bữa em like em nhớ tên của mình á đó. đó cứ chị nào mà tương tác với em nhiều là em nhớ nó tương tác nhiều là em nhớ liền mọi người bữa sau là em vào gọi tên các chị trong livestream đó cứ gọi tên các chị trong livestream thôi rồi bây giờ này chị yêu nào mình chưa đặt hàng mình nhanh tay giùm em để em ra em kiểm tra lượt chia sẻ của mình đủ chưa ha rồi nếu mà đủ rồi chắc là em như xin phép tặng quà luôn cho nó vui nha rồi em tiếp tục uh, review lại sáu trăm sáu mươi lượt chia sẻ rồi cả nhà ơi 660 lượt chia sẻ em như xin phép được tặng quà nha cả nhà nha Rồi chân váy này của em em xin phép nhận thêm vài chị nữa thôi nha NA1 màu trắng này có đơn này bên này các chị đang đặt hàng rất là nhiều thì em nghi là cái số lượng sẽ không còn nhiều đâu mọi người ơi Đó các chị đang đặt hàng rất là nhiều này nhớ bổ sung cho em như xin cái mã nha Cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều quá xuất sắc luôn rồi Chơi game nè mọi người chơi game chơi game nha Chia sẻ giúp em ít nhất 3 lần ở chế độ công khai giúp em như ba lần ở chế độ công khai lên hội nhóm hay là lên trang cá nhân gì cũng được ít nhất ba lần cho em như chế độ công khai sau đó mình vào đây mình comment cho em là gì săn quà tan thêm cho em ba người bạn vào đó là thể lệ chơi game sau đó em như sẽ đếm ngược năm giây chị yêu nào mình rơi đúng vào cái giây cuối cùng của em hiện lên cuối cùng thì chị đó là người trúng thưởng được chưa công bằng chưa cả nhà nhá rồi bây giờ em như sẽ dành thêm 5 giây để mọi người chia sẻ 5 giây để mọi người comment rồi em sẽ đếm ngược luôn cho mọi người chơi luôn nhá còn chị yêu nào đặt cái chân váy này thì nhanh gọn lẹ giúp em nhiều tại vì số lượng em thấy là tại vì em đang live trên ba trang em live trên instagram lên trên live trên sàn thương mại bên shopee nữa thì nay các chị phải đặt hàng nhanh giúp em như nha rồi em thấy là cái chị đang lên đơn cái mã áo này áo là 139 trăm ba thôi mọi người ơi áo này là xịn so lắm luôn á cái giá gốc của em là tới ba trăm mấy lần à hai trăm mấy lần nha mọi người hai trăm chín mươi á bây giờ em xin phép em nhờ chơi game nha cả nhà năm giây cuối cùng nha mọi người ơi năm giây cuối cùng Em xin thoát ra rồi một lát nữa em vô lại 5 4 3 2 1 Hết giờ em như nhấn vào Em như xem Rồi Mãi yêu mát ba trái tim Trái tim đỏ, trái tim cam, trái tim vàng Chị NT Thanh Thảo xin chúc mừng người đẹp Đã là người may mắn trúng game ngày hôm nay Rồi chị xin vui lòng inbox chụp màn hình Gửi vào tin nhắn giúp em như nha Bây giờ chị muốn lấy màu nào Em có ba màu chung với màu xanh, chung với màu trắng và chung với màu vàng chị muốn lấy màu nào em như cho người đẹp chọn luôn xịn sò chưa được tặng quà không tốn bất kỳ một chi phí nào hết nha người đẹp nhé còn được là lựa chọn nữa còn gì bằng rồi xuất sắc yêu thương thì ủng hộ thêm cho em vài sản phẩm nữa thì em vui hết sảy luôn <laughs> rồi áo này của em nè. chị nào lấy lấy lệ giùm em nhé chị uh, thanh thảo ơi còn trong like thì comment chấm mà lên giùm em để em biết là chị đang vẫn đang coi trong like nha để em uh, xác nhận lại em thấy chị có chia sẻ nè nó có tan bạn bè nào, nãy giờ tương tác mãi yêu mát mãi yêu mát từ trên xuống dưới luôn hóa trời rồi cảm ơn chị thanh thảo em chúc mừng chị nha không biết là nãy giờ chị có đặt sản phẩm nào của má chưa ta chắc là có rồi ha mà nếu chưa có mình nhớ đặt nha <laughs> rồi bây giờ nè mọi người ơi chân váy của em như là mã NA1 giúp em nhé. Còn chị yêu nào đặt nữa hay không nè Mình chưa lên đơn, mình lên đơn luôn Bây giờ chắc là em xin phép mời chị Hoài vào Để em với chị Hoài cùng review lại tất cả các sản phẩm Từ đầu like tới giờ cho những chị nào mình vào sau mà chưa xem được like ha Rồi, áo 179 chín vải là 249 nghìn Mã là NA1 rồi ok các chị mình tại vì hiện tại các chị ừ. mình đang xem livestream rất là nhiều này và Hoài cũng còn khá là nhiều thời gian tầm là 10 phút 15 phút nữa để review cho các chị mình ừ. sản phẩm. Thì bây giờ Hoài sẽ đọc và sẽ lên cái mã sản phẩm kỹ hơn để các chị mình chốt đơn nha. Chị nào mà đang quan tâm sản phẩm nào thì mình có thể chốt luôn ở trong like. Bây giờ sẽ mở đầu cái mẫu sản phẩm đầu like luôn các chị mình nhá. Em này thì mẫu sản phẩm như đã mặc đầu like này. Ừ. Bây giờ thì Hoài sẽ xem cái mức giá thành của sản phẩm này nha. Em đầm này rất là xinh luôn các chị mình ơi Mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là VA9 nhá À quên AV9 A, Đúng rồi AV9 với mức giá gốc của đầm này là 645 ngàn ừ. Và đang được giảm tiếp còn 449 ngàn Nhưng mà đầm này màu đen chỉ còn size S và size M thôi Còn màu trắng thì còn size M và size L Các chị mình nghe có rõ không ạ? AV 9 cho em mức giá 449 ngàn Chất liệu cho Hoài sẽ là lụa cát nhà đầm hai ừ. lớp các chị ơi Thiết kế rất là sang Đầm này thì Hoài chỉ dơ sơ thôi Các chị mình có thể xem là live stream giúp em nha Đầm này 449 ngàn Màu đen còn size SM Màu trắng còn size M và size L ạ à. ừ. Rồi ok Rồi. Lên mã tiếp nha mọi người ơi <laughs> Cảm ơn chị. em chúc mừng chị Thanh Thảo nha Rồi nhớ cho em là AV chính nha Thiết kế cổ tàu rất là xinh 300, à, 449 ngàn vượt free ship nha cả nhà ha Đây cái mẫu tiếp theo này À em rồi mẫu tiếp theo của em sẽ là mã cb 1 giúp em mẫu mẫu áo kiểu kiểu crop top và à dán bếp giúp em hồi ừ, cáo này, à. à. ừ, này xinh ha có do kiểu như là mặc lên rất là điệu đà ừ, á rồi. nha rồi cái này là giá là 255 000 là giá gốc nhưng mà ngày hôm nay xe cho các chị là còn 169.000đ. Ui, ui xinh quá ba ừ, màu trời. nha. Cái này có mà tăng đơn này nữa. Màu xanh chỉ còn lệ size thôi các chị mình nhá? Màu xanh xanh, xanh còn size M với size L thôi nha mọi người nha. Còn màu trắng với lại màu vàng của em thì cực kỳ xinh rồi. Màu vàng thì các chị đừng có sợ là bị kén nha nha. Màu vàng này lúc nãy là chị hỏi có mặt rồi đúng, đúng không? Rồi. Mặt lên rất là tôn da luôn. 169.000đ mã áo CB1 giúp em ba tông màu nha. CB1 kèm số điện thoại giùm em. Chị em này đó, thì mình sẽ kết hợp mình sẽ kết hợp với một chiếc quần nha Cái set này hồi nãy lúc đầu là Hoài đi theo ừ. nguyên set đấy các chị mình Quần này mình lên mã giúp em Hoài luôn này Là mã BA1 giúp em Như nha Cái quần này là kiểu quần short lưng siêu cao luôn cái chị mặc cực kỳ hát dáng nha mọi người nha Giá gốc là bao nhiêu? 295 ngàn Ngày hôm nay sale ui quá rẻ luôn chị Có 139 đúng ngàn rồi, nữa 139 ngàn, ngàn nha BA1 giúp em một tông màu đen duy nhất Quần lưng siêu cao cực kỳ hát dáng Cái phô quần này em thấy là mặc với cái gì cũng đẹp đúng luôn á Và hoài nghĩ là 139 ngàn thì mình nên sử ở Trong cái gian hàng hoặc là kể cả là mình vào ừ. trong tủ đồ của mình là phải chắc chắn là phải có nha Tại là em này sẽ có những cái lúc mà mình cần mặc để các chị ơi, mình ôi vào mức giá 139 ngàn nó rất là mềm ừ. Rồi các chị ơi, mình chốt mà ảo lên mã cho em Hoài sẽ là CB1 Ồ còn mẫu quần, quần cho em sẽ là ba 1 nha rồi tiếp theo cho em sẽ qua tiếp sản phẩm các chị ơi mình trong cái dây mà những cái phút mà cuối like á mình cố gắng mình nghe kỹ mã sản phẩm với em để mình lên đúng mã rồi mình được chốt đơn nha còn về sai số thì ngày mai các bạn sẽ tư vấn sau cho mình ha rồi tiếp thêm lên cho mình một cái mã váy trời ơi xinh lắm mọi người ah 3 cái đầm này lúc nãy mặc lên ừ, siêu hết dáng luôn. Mà theo ừ. kiểu là đầm đi tiệc cũng được, ừ. này đầm đi làm cũng được, đi chơi cũng được nha. Mà thiết kế các chị xem, chấm bi cho em Hoài mà chất kiểu dạng lụa gân các chị, lụa sọc phối rất là đẹp nha. Đầm hai lớp cho em với mức giá này. Bây giờ như sẽ báo giá rồi. các chị luôn nhé Giá gốc là 625 000 ngàn thì chị đoán là bao nhiêu? Nghĩ nếu như mà giảm mạnh nhất thì cũng chỉ tầm là ví dụ ít nhất cũng phải bốn trăm ngàn ừ. thì các chị mình. À. Đúng rồi chính xác luôn là còn 399 000 <laughs> ha. Là 399 000 tại vì cái này là giá gốc tới 625 000 cái chất liệu kiểu như là cái vải mà tơ xước nè mọi người tơ sọc á, rất là xinh nha, may hai lớp và kiểu nhúng nhúng như thế này mặc lên cực kỳ hết dáng, lúc này em như có mặt á. Mọi người lên cho em là AH3 cái này còn đủ size S, M và L siêu hết dáng, tông màu đen che khuyết điểm cực kỳ tốt nha. AH3 giá 399 000 giúp em. AH3 giá 399 000 em nghe em đọc to rõ ràng để cho mọi người đặt hàng á. Rồi, tiếp theo cho em là mã váy ôi xinh quá cái này này là mặc ở nhà cũng cưng nữa ha Lên cho em là BA2 dùm em nha giá là 199 000 Ủa, nhà mẹ Quá mềm luôn. Chất liệu cho ngoài sẽ là xác. dạng cô tông mềm ừ. Các chị mình kiểu dạng như hơi lụa chứ em này là lụa nha. Lụa phối bên trong có lớp lót cho em hoài đầm 2 giây. Phối họa tiết sọc giúp em có hai màu đó là màu cam và màu đen để các chị mình lựa chọn. Lên ngay mã sản phẩm cho hoài sẽ là BA2. BA2 kèm ngoại với mức giá chỉ có 199 000 đầm này thôi. Lên ngay BA2 kèm cho trên hoài nha. Rồi mẫu đầm này các chị nhà mình xem này, họa tiết sọc thì siêu gầy luôn. Mặc vào sẽ rất là hách kiểu như là cái cân nặng của mình ấy và cái chiều cao của mình mặc vào sẽ cảm giác là người mình sẽ kiểu như dài hơn và à, nhìn sẽ thon hơn rất là hơn rất là nhiều các chị nhá. Đây em sẽ lên tiếp mẫu tiếp theo ạ. Rồi, tiếp theo sẽ là mã AS1 giúp em nha. Mã áo AS1 giùm em với cái tông màu trắng em còn hai size M với L giá gốc là 1325.000 bây giờ sale cho mọi người còn 149 chín Lúc này em Tổ phối chung em. với uh, một cái chân váy nè. Một cái chân váy của mình là mã AN1 giúp em nha, 169.000 luôn của cái áo này xinh đó chị Đúng ha rồi và cái chân váy cũng rất là đẹp luôn bây giờ chị nào mà thích áo thì mình chốt mã cho em hoài sẽ là AS1 một giùm em còn chân váy thì mã cho em sẽ là này a n một áo 149 trăm nha mọi người nha rồi áo có 149 và chân váy một trăm chân váy có lớp lót bên trong và chất liệu trong ngoài sẽ là cô tông em này thì có hai túi hai bên nữa các chị mình nhá rất ừ. là xịn sò ạ áo cho em chất liệu cho mình sẽ là cô tông mềm và em này sẽ có độ co giãn cổ đồ rất là sang luôn rồi chị nào thích set này mình có thể chụp màn hình gửi qua inbox cho nhà mát để nhà em tư vấn cho các chị nhá rồi tiếp theo nha cả nhà nha Mọi người ơi mọi người đặt hàng thì chú ý là lên đúng mã đúng số điện thoại nhà em. Bây giờ em qua tiếp cho mình một cái mẫu váy cực kỳ cưng luôn Đây. Mã HA9 nha em. cái đập này rất là sang ừ. nhưng mà mức giá lại siêu mềm các chị mình đây ạ. À. HA9 ha. Với à, với mức giá cho em sẽ là 249 000 Đầm ừ. này tới giá gốc cho em tới là 595 000 mà đang giảm tiếp còn 249 000 thôi. Hai màu giúp em đó là trắng và màu hồng, mình mặc đi tiệc cũng đẹp này, mặc ở ừ. nhà cũng được. Bầu bì vẫn có thể bon chen giúp em với chất liệu là cô tông xốp và có lớp lót bên trong các chị yêu nhá. Nên là chị nào thích mẫu này là nhanh tay chốt ngay cho em là A -A9 game đúng không, H A9 kèm thôi ạ. A9 giùm em. H A9 cái này là cực kỳ cưng luôn, chất này nó xốp xốp lên mặc lên rất là xinh nè. Với tông màu hồng này kiểu màu hồng phấn với tông màu trắng cực kỳ dễ thương luôn mọi người. Ừ Bầu bì bon chen thoải mái mà cái form baby đơn lúc này em thấy chị hồi mặc lên cũng rất là dễ thương nha. Kiểu như là cái form mà mình thấp thấp ngờ, cái cân của nặng của mình nó không đúng size phơm phơm nó rộng rộng như mặc lên vẫn rất là dễ thương chứ không có bị kén dáng nha. Rồi, tiếp theo sẽ là mã áo sơ mi em như mặc mà các chị họ rất là nhiều số lượng hiện tại thì em thấy là còn rất là ít luôn. AR5 trong màu vàng còn hai size M và L giá gốc tới 495 000 lần chị. Cái chất vải nó chị thấy rất là đẹp luôn á. Bây giờ sale còn có 199 000 thôi. Em này sẽ kết hợp với mẫu chân váy các chị nhé Ừ. Rồi, AH1 là mã chân váy giúp em nha. AH1 giá gốc 425 000 bây giờ sale cho mọi người còn có 119 000 thôi. 119 000 cái chân váy không tin được luôn á trong váy nó còn giá nó còn thấp hơn cái cái mà áo trong khi cái trong váy này em thiệt sự không tốn gọi là Đúng chưa lại tiền vải luôn á cả nhà ah 1 giùm em như nha ah 1 giá 119 trăm mười nghìn giùm em rồi bây giờ chị yêu nào đặt thì lên cho em áo là ar 5 199 còn trong váy là AH1 119.000 giùm em. Bây giờ em sẽ tua nhanh qua cho mọi người chị nào yêu nào mà mình chưa có được xem từ đầu like tới uh, tới cuối nào mình cố gắng là mình chốt giùm em nha. Bây giờ em chưa có đọc được comment của mình mình thông cảm giùm em nha. Nhanh lẹ giùm em nha mọi người nha. Ok nha cả nhà. Rồi ok. Lên mẫu tiếp theo cho mình nhá. Rồi mã tiếp theo sẽ là mã AS0 S0 đúng không? À S0 cái, cái này hình như là còn rất ít mà đúng lúc nãy là chị đã chốt rồi đúng không? Đồng này bây giờ thì chắc chỉ chốt được tầm 5 chiếc nữa thôi các ừ. chị ơi Màu đen em hoài còn sai S Màu hoa này thì còn đầy đủ sai Chất liệu là hoa kiểu như lụa cao cấp luôn các chị đúng mình rồi. Em ngoài là các sản phẩm mức giá gốc tới 825 năm ừ. ngàn Và đang được giảm trực tiếp còn 239 ngàn cho cái đầm này các chị sao hoài là hoài nhớ giá Tại vì sao nó quá là đúng kiểu rồi. như đặc biệt Trong cái bộ tập hôm nay nên là chị nào mà thích cái AS0 này là phải chốt nhanh nha. Ừ. Không phải hiển nhiên mà tự nhiên Hoài nhớ là cái mã kiểu như là Hoài nhớ được cái giá thành và cái nhớ nước Mã trong đó em lên rất là nhiều. Thì với sản phẩm này nó quá đẹp đấy các chị ơi. Và mức giá gốc tới 825 000 nha. Và mức giá giảm hiện tại cho các chị mình chỉ còn cho em hoài đó là 239 000 Cái này nó có độ bóng nha, cái vải của nó rất là đẹp y chang như là cái hàng lộ mà hồi hồi xưa ừ. xưa các quý cô mà hay mặc đó mọi người. Y chang như vậy luôn. Đây nè. Mọi người nhìn cho em là cái phần bầu ngực cũng xinh nữa các chị ha Cái phần tầng này này khi mà mặt tầng lên em thấy là nó rất là che khuyết điểm luôn Đúng rồi Cái đó là đẹp lắm các chị ừ. ơi Đầm cao cấp 825 ngàn Bây giờ Hoài sẽ qua mẫu như nhíu nữa xíu nữa các chị mình thích xem mẫu nào mình cứ comment Hoài sẽ dơ lại nha Rồi mã đầm đó là AS0 dùm em nha 239 ngàn Rồi tiếp theo nha mọi người nha BR7 cái áo mà gọi là ừ. bestseller 76k của em như này, 76k sở so như số lượng em còn có vài chiếc cuối cùng thôi, tại vì cái này em còn ít lắm. 76k BR7 còn 2 size L với L. L với cái L với chất liệu mà kiểu như là cotton sọc mà gân gân lên như thế này này mọi người ơi rất là đẹp luôn. Cái cổ lúc này, em mà em mặc ơi cổ tròn như thế này này cổ bầu bầu á nó không có bị hở đâu tại vì nó ôm sát vào cái phần một của mình luôn nha, yên tâm giúp em. 76k mã BR7 giùm em như số đẹp lượng chắc còn vài chiếc cuối thôi nha mọi chất người. Chất cotton gân các chị em ừ. mình có phối sọc rất là đẹp nha. BR7 kèm thoại 76.000 giúp em Kết hợp cho Hoài thêm một cái mũ đó là chân váy caro Với ừ. mã sản phẩm em sẽ lên luôn nha HA1 dùm em như nha Giá gốc tới 455.000 Mà bây giờ sale còn có 129.000 là sập sàn luôn Thì nó cái nguyên cảnh là bao ừ. nhiêu Các chị nhà mình không đến 200.000 mà Đúng luôn Rồi bây giờ này các chị yêu ơi Mua cho em cả set như luôn set nếu chị nào mà vào sau nhá Áo là mã BR7 76k Lúc nãy em như mặc là em chốt quá trời rồi Chắc là còn vài chiếc cuối cho chị nào vào sau chưa chốt được nha 76k Hàng xịn so nha chứ không phải là hàng 76k là hàng tào lao yên tâm Tại vì 76k là giá không bao nhiêu hết Không thể nào nhà mát bán đi được cái uh, ừ, gọi là rồi. Bán từ xưa giờ rồi mà đúng không Gọi là uy tín rồi thì mình phải bán cái sản phẩm nó uy tín Gọi là cái giá khuyến mãi tương tác với các chị Cái phần quà tặng nếu mà các chị chơi game mà mình chưa có cơ hội trúng may mắn Thì mình có thể mua một cái sản phẩm với cái giá tặng như như thế này nha Rồi chân váy HA1 mà áo BR7 chị yêu nào đặt hàng nhanh chóng lên đơn dùm em Chân váy này mặc xinh lắm tại vì cái này là quần váy á cả nhà Ở Đây. sau là quần á Kiểu là quần giả váy và cái màu caro rất là đẹp ừ. luôn Rồi CR7 đúng không? Áo sẽ là BR7, BR7 BR7 với AH1 kèm loại nha Mình thích mẫu nào thì mình chốt luôn Chị em hòa trên cùng một dòng comment mình để được chốt đơn hàng thành công Tính ra chân váy 129 ngàn Áo 76 ngàn thì một cành hồng đến 200 ngàn đó các chị ơi Là mình phải chốt thật nhanh tay thì mới có đơn hàng nha 52kg vừa nha chị ơi 52kg mới mặc size M giúp em như nha Cái vùng váy này của em là mã HA1 Giá 129 ngàn thôi nha HA1 Cái chị ơi cái trong váy em còn đủ size FML Có nghĩa là khoảng từ là 43 cân đổ lên cho đến là 58-59 cân đổ về là em có size cho mình, thành ra các chị mặc cái chân váy thì lên cho em liền, cái này là quần giả dạ váy, ở sau là quần ở trước là váy các chị ha, thành ra mình không có cần hỏi em là ở trong có quần hay không nữa, áo là br bảy bảy mươi sáu ngàn nha với em nha, còn chân váy là h A1 giùm em, 129.000 giá sale sập sàn chỉ duy nhất ngày hôm nay. Bây giờ chị yêu nào mình thắc mắc cái sản phẩm nào, mình có thể comment bên dưới cần tư vấn gì em với chị hỏi. Bây giờ đang okay. đứng này đã tư vấn Còn cho mình giờ nha. Bây giờ sẽ qua cái set của Hoài đang mặc nha. Bây giờ sẽ là cái sản phẩm set của Hồi em đang mặc nhá. Các chị chờ em một xíu ha. Rồi bây giờ Hoài sẽ lên cái set của em đang mặc này Set em đang mặc sẽ có mã sản phẩm cho em Hoài Em này thì sẽ là AH1 hả? AH2 AH2 và BM8 các chị mình nhá AH2 là mẫu áo của Hoài đang mặc có mức giá là 109 ngàn thôi Cái quần của hai em Hoài đang mặc sẽ là BM8 với mức giá là 149 ngàn Áo hết size L, quần có đầy đủ size Trời cái mức giá mềm quá ừ. à Nghĩ sao mà cái quần có 149 ngàn Quần 149 hay quần 559 ta? Ừ quần 149 ngàn Áo 109 ngàn thôi Các chị mình chốt mã ngay trên Hoài sẽ là AH2 cộng với BM8 kèm thoại để chốt nguyên sách Của cành hoài đang mặc nha, các chị thấy không ạ ba cái cành em đang cầm này, một cái sản phẩm set này, một cái set hoài đang mặc và set như đang mặc là ba ừ. cái, cái sản phẩm vừa là best seller nhất ở trong line nên các chị nhà mình mà quan tâm mẫu này là chốt ngay nha. Bây giờ như sẽ giới thiệu lại cái sản phẩm của như đang mặc này sau đó thì à, em hoài sẽ đọc lại comment của các chị nhà mình và sẽ tư vấn size các chị nha. Rồi tiếp theo thì <laughs> cái chân váy của em đang mặc á, là một cái chân váy cái tông màu xanh là xanh bơ em có hai màu á các chị là màu trắng và là màu xanh bơ nha. Cái này mã sản phẩm cho em là à, uh, NA1 Đúng NA1 giúp em nha Còn áo Để của em B3 sẽ B3. là BT6 BT6 giùm em Mình đặt hàng mình xin phép là cho em xin mã kèm số điện thoại Bây giờ là gần giây phút gọi là cuối live stream rồi Các chị nhanh tay giùm em nha À, uh, chân váy hoa ngắn ba màu là mã gì à cho là cái đây em xin này mã luôn Đúng đi không? Đúng rồi, cái mẫu này Hoài sẽ lên mã cho các chị mình nhá. Chờ em một xíu nhá. Cái, cái này, này các này là... bạn nhà mình uh, chờ Hoài một xíu Hoài sẽ dơ lên các chị xem trước thì sau đó em sẽ lên mã và lên giá cho các chị luôn. Các à, chị yêu chờ em một xíu các bạn nhà mình tại vì cái mẫu này thì không có set ở trong live nên là bây giờ các bạn nhà mình sẽ lên mã này. Cho em lấy luôn cho chị ba màu luôn đi uh, như nhá. Cái này uh, rồi ba màu nha mọi mà người. Cái này là phần quà tặng luôn. Nếu mà chị nào mua thì em uh, cũng sẽ bán đúng giá sale luôn nha mọi người nha, sẽ giảm giá mẫu luôn. Mẫu này cho em Hoài sẽ làm váy, váy xinh, xinh 249 ngàn À 219 ngàn các 219, chị ơi 1. 219 ngàn chân váy này Mình chỉ cần comment cho Hoài là váy xinh kèm thôi là được nha Váy xinh cho em Hoài có tông màu trắng Trắng rất là đẹp này Phối đường ren cho em Hoài nha Váy xinh ạ Mẫu này sẽ là màu trắng Mẫu này cho em Hoài sẽ là vàng màu mẫu bay. gà các chị mình nhá Rất là đẹp luôn Và màu cuối cùng cho Hoài sẽ là màu xanh Mẫu màu này em không dư. cần lên mã đâu nhá Lên cho em váy xinh kèm thôi là được ạ Với mức giá cho em là 1 219 ngàn 219 ngàn 219 cho em mẫu này có đầy đủ size Rất là đẹp luôn các chị nha cái giá này là đã sale rồi. rồi, Tại vì giá gốc là 445 ngàn lần đó các chị yêu nhà mình ha Rồi cái chân váy của em là NA1 này á Chị yêu nào đặt hàng thì nhanh tay dùm em Em vẫn lên giá sale cho các chị luôn là bao nhiêu ta Cái này của em là NA1 Để em sale cho mình là 249 nghìn giúp em như nhá Chân váy của em là xịn sò rồi khỏi phải nói Cái này là vải đẹp rồi. lắm cả nhà Cái form xếp ly này lên được cái form tự nhiên rất là cưng Còn áo là BT6 dùm em còn đủ size S, M, L, V, giùm dùm ừ. em luôn Chị nào Tê Thục Quyên ơi áo năm 58 cân vừa không Em nghĩ là 58 cân thì mình cứ để lại cho em mã sản phẩm đi chị yêu ừ. ơi lên mã sản phẩm cho em Hoài sẽ là AH2 đi nhá. Sau rồi xíu nữa các bạn nhà mình sẽ nhắn tin và tư vấn cho mình sau ạ. À. Áo như có size cho 40 kg có luôn chị có ơi. Có luôn chị. Cái Tên này là áo thùng AT6 đúng không? Đúng ạ. BT6. BT6 cho em Hoài là mẫu như đang mặc chị yêu nhá. Lên ngay BT6 kèm ngoại chốt ngay mức giá cho em. Áo của <laughs> Như rất là mềm luôn. Chỉ có mức giá cho em Hoài này để xem cái mức giá của Như đang mặc nha. Em này chỉ có mức giá cho em Hoài sẽ là 139 000 thôi đấy rất là mềm. Hôm nay những cái con set của Hoài và như đang mặc là những cái con set hot nhất luôn và mức giá sản phẩm siêu mềm nên là chị nào mà thích set nào là hôm nay mình phải chốt luôn để có ngay mức giá giảm như các chị yêu ha. Hoài đang thấy chị Minh Thư chốt nguyên set này, chị ừ. nào mà thích mẫu nào là phải chốt luôn nguyên set trên Hoài đi. Tại vì hôm nay cái mức giá và dù là nguyên set quá không đến luôn. 300 ngàn thì quá là mềm các chị mình ạ à. nên là cái mức trợ giá này em chỉ áp dụng duy nhất tại livestream và chốt trong livestream thôi. Tắt livestream sẽ không còn mức giá giảm nha. Và thứ hai nữa là hôm nay tất cả các đơn hàng trên 300k mình sẽ được free ừ. ship này. Rồi đúng không mọi người ơi, hóa đơn trên 300k là được free ship mà hóa đơn của mình là 495 000 được tặng thêm một cái voucher 50 000 đồng Hóa đơn của mình mà 695 000 được tặng thêm một cái voucher trị giá 100 000 đồng Và cũng như là hóa đơn của mình là 995 000 sẽ được tặng thêm một cái voucher trị giá 200 000 đồng Những voucher này các chị được áp dụng trực tiếp vào những cái hóa đơn các chị tổng bill nha Trừ thẳng vào luôn, được không nè Vừa mua được hàng sale nè, vừa được free ship, vừa được tặng voucher còn gì bằng nữa đúng không các chị Còn bây giờ thì em đã với chị hỏi đã lên Đúng rồi. hết rồi nè Có chị yêu nào comment nữa không em trả lời luôn. Có review lại sản phẩm không review hết rồi đó cái tình yêu ơi. Em mới review xong luôn á chị yêu ơi. Em sẽ em sẽ uh... sao? À cái quần Cái quần à cái quần này hả? Quần em sẽ lên quần hồng và máy quần Đây cái mã này em có hai màu đen với lại hồng không của chị. Không, hai yêu. quần này là hai mã khác nhau. Hai mã khác nhau hả? Rồi, cái, cái này là quần đen màu. này bây giờ em sẽ ừ. quần hồng của em có một màu các chị ơi, lên mã cho em BM8 nhá, mức giá 149.000đ nhá. BM8 mức giá 149.000đ. Còn cái quần đen này lên mã cho em BM1 các chị ơi, BM1 mức giá 139.000đ ạ. À. Chị nào mà thích màu đen thì lên cho em là BA1 trước, BA1 nha BA1 là cái mẫu quần đen mức giá cho Hoài sẽ là 139 000 Còn quần hồng lên mã trên Hoài sẽ là BM4 kèm ngoại nha à, BM8 nha BM8 Có <laughs> <ấy> chia đôi luôn <laughs> các chị mình ơi BM8 trên Hoài với mức giá là 149 000 Em đọc lại nha BM8 quần hồng 149 Mã sản phẩm BA1 trên em Hoài với mức giá 139 000 là mẫu quần đen nhé rồi mình đợi một chắc là một cái gì một lát nữa mình kéo lại la mình xem lại giúp em như rồi mình kéo lại mình xem liền để mình chốt để mình có hàng nha. Tại vì ngày hôm nay cũng lên rất là nhiều mẫu sản phẩm á chị yêu nào mình vào sau á mình ừ có thể rồi. chốt luôn cái sản phẩm mà đang đang like này. Rồi còn những cái sản phẩm trước thì mình có thể kéo lại mình xem lại giúp em. Tại vì bây giờ em mới review xong á cả nhà áo da hai xanh mã gì sắp ơi. Rồi đây. Mã này sản phẩm cho em Hoài sẽ là CB1. CB1, CB1 với mức giá cho em Hoài sẽ là 169 000 Đối với giá rất là mềm các chị ơi CB1 cho hoài áo này nhá Có ba màu trắng, xanh và màu vàng Nhưng mà màu xanh chỉ còn xanh bầu và xanh lờ thôi Còn màu trắng thì hoài Màu trắng và màu vàng thì em còn đầy đủ size nha chị yêu nhá Lên ngay mã sản phẩm cho em là CB1 kèm hoài ạ chỗ nhanh tay chút đơn với các chị mình ơi Đúng rồi chị yêu ơi quần đen là... Quần đen cho em Hoài sẽ là BA1 còn quần xanh quần màu hồng Hoài đang mặc sẽ là BM8 nha chị yêu nhá. Mình thích mẫu nào là mình chốt luôn cho em. Đây Hoài đang thấy các chị chốt nguyên set rất là nhiều. Nên chị nào mà quan tâm mẫu nào là mình tranh thủ mình chốt này. Chốt luôn 2 3 sản phẩm để các chị tại vì mức giá hiện tại Hoài thấy mềm quá trời mềm luôn. Thích mẫu nào là phải lên đơn ngay mẫu đó và nhớ là chia sẻ like chim cho em thật nhiều nha. Tại vì là thời gian like của em còn rất là ít nhưng mà Hoài vẫn cố gắng là hỗ trợ các chị mình lên đơn cho các chị mình hết này. Với là tư vấn nhiệt tình cho các chị luôn. Nên là chị nào mà cần đang tư vấn thì mình cứ comment Hoài và Như sẽ tư vấn cho các chị nhà mình nhá. Chị Sam Nguyễn, chị lái áo 76K. Chị cho em xin mã BR7 kèm số điện thoại dùm em nha. Rồi quần hồng của chị Hoài mặc là mã sản phẩm là... mã gì chị? Đó, quần, à, quần hồng... hồng thế là BM8. 8. À ok luôn. Áo cổ đồ này chị nào quan tâm lên mã cổ đồ cho các chị mình luôn này kéo cổ đồ này mã bao nhiêu ta? Chắc là... Đó cái oxy. này đó. Nó... <laughs> Đây. Cái gì? À vậy là sẽ có hai cái mã áo cổ đồ lận các chị mình ơi áo cổ đổ này em có hai kiểu nha một kiểu này là nó sẽ mặc mình kiểu như là cái này trong cái phần quà tặng em nhớ bữa em có mặc một lần rồi các chị mặc lên rất là sang cái này là chất liệu là lụa còn cái vải mà màu trắng là nó là kiểu có tông nha cả nhà nha có tông mềm hả cái mẫu này nếu mà chị nào lấy thì lên cho em là mã AS1 dùm em nha AS1 là cái áo trắng với mọi người nha giá 149.000 nghìn còn áo mà em đang cầm trên tay này thì mọi người lên cho em là cổ đổ nha Cổ đổ kèm màu kèm số điện thoại giùm em với giá 199 000 Cái này là giá sale luôn á các chị Tại vì giá gốc của em là 400 mấy lần 400 mấy lần các chị ơi 425 000 nha Em sale luôn cho mình áo cổ đổ này là 199 000 Các chị lên cho em mã kèm màu kèm số điện thoại giùm Ở em Cái áo có Như mặc là kèo này là mã gì ta B uh, AS1 AS1 giùm em 149 000 Trời ơi 149 000 nào bộ này thôi nha. AS1 kèm thôi trên hoài nha. AS1 149 000 chị yêu ơi. Một màu duy nhất cho hoài là màu trắng và mà đang có ừ. đầy đủ size. Đây là AS1 nha. Xinh quá trời xinh luôn các chị ơi. Lên AS1 nhớ bổ sung số thoại cho hoài trên cùng một dòng comment mân này. Size số sẽ có các bạn nhân viên nhà em tư vấn nha. Tiếp Hoài tiếp theo hoài lên mẫu khác này. Lên lại cái mẫu đầm này cho các chị mình nhá. Xinh quá trời luôn. Đây cái đầm này nhiều chị hỏi lại lắm ạ. À. Hoài dơ lại mẫu đầm này các chị nhà mình săn nhá. Em đầm baby doll lên mã cho em là AH H9 nha, AH9 với mức giá H9, H9. <laughs> hát ai chín với giá góc là 595 000 chị... ngàn Bây giờ sale cho các chị là còn 249 000 Cái này là còn size cho các chị luôn Cái này là kiểu nó form baby Nhưng mà nó không có kiểu như là mình mặc lên Nó không có bị quá rộng hay là quá Kiểu như là mất cái form dáng nó cực kỳ cưng Riêng về cái form dáng baby doll của nhà mát Em tự tin nói với các chị là nên mua Mình nhỏ nhỏ con mình gầy gầy mình hay khó chọn quần áo á Mình cứ mặc cho em những cái form baby doll như này Hay là mình kiểu như là mình hơi tròn người một xíu Mình mặc những cái kiểu như là dấu dáng cực kỳ tốt luôn 249.000 thôi và em đang còn là free ship nữa thì tính ra cái này là quá giá cực kỳ mềm luôn nha. Hát À chính giùm em như hai tông màu nha mọi người nha. Cái chất vải kiểu nó sẽ xốp xốp nổi lên rồi, rất là tông cưng. Tông xốp rất, ừ. rất là đẹp luôn và chất đầm này cho em chỉ có 249 000 ngàn à. Nên là chị nào mà quan tâm đầm này lên ngay cho em là AH9 HA9 kèm thôi nha. Trời ơi cắn luôn nói lại các chị mình ừ. ơi, HA9 kèm thôi cho em hoài. Chó lên ngay mã sản phẩm kèm thôi này. À, HA9 mã đầm mèo 249 000 Đúng rồi chị ơi, mẫu này là HA9 đấy chị. Đúng rồi ơi. mọi người, 249 này. Đẹp lắm chị ơi, chị PMD chấm chan ơi nếu như thích mẫu này là lên ngay okay. cho em nha lên mã sản phẩm kèm loại trên hoài rồi hiện tại là thời gian live stream của mát hiện tại là đã kết thúc rồi chắc là hoài và như sẽ xin phép là sẽ dừng cái live stream này ở đây các chị nhá <laughs> Rồi không biết là các chị đã lên được sản phẩm chưa Còn nếu mà chị nào còn thắc mắc anh về cái sản phẩm nào Có thể một lát nữa mình kéo lại like rồi mình đặt liền giúp em như kèm mã kèm số điện thoại Để trong vòng ngày mai các bạn sẽ gọi điện để chốt đơn và mình có đơn hàng sớm Tại vì các chị mà lên đơn muộn thì các chị sẽ bị hết đơn hết hàng Thì rất là đáng bấn buồn luôn Và các chị ngày hôm nay chơi game này mình nhận được quà Thì em xin chúc mừng các chị Mong là những cái live stream tiếp theo của nhà mát vào khung giờ 19h30 mỗi buổi tối các chị sẽ vào xem để ủng hộ em như với chị hoài nha còn bây giờ thì chắc là em như với chị hoài xin phép chào tạm biệt tất cả các chị yêu nhà mình chúc các chị có một buổi tối thật là vui vẻ, một giấc ngủ thật là ngon nha mọi người nha và đừng quên là bật follow và theo dõi trang page của nhà em để cập nhật livestream và những sản phẩm mới nhất trong bộ sưu tập mới với mức giá siêu hời cho các chị mình nha và ngày mai nhà em sẽ có khung giờ live tiếp theo đó là 7 giờ 30 tối mai các chị nhà mình nhớ đón chờ livestream tiếp theo của em ạ à. bây giờ thì Hoài và Như xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị nhà mình vào những livestream tiếp theo của nhà mác nha bye bye